Bạch Chiến Mặc đang ở văn phòng cùng Khang Thiếu Diệp nói chuyện, trong lúc vô ý nhìn ra cửa sổ, phát hiện Hạ Tưởng và một cô gái lôi kéo không ngừng, hắn liền mở to hai mắt, nghĩ thầm rằng Đường Đường chủ tịch quận, làm sao lại ở giữa ban ngày ban mặt cùng một cô gái ở giữa quận ủy có rắc rối vướng mắc không rõ. Bạch Chiến Mặc lấy một loại giọng điệu khinh miệt nói với Khang Thiếu Diệp. Hạ Tưởng rất không tự trọng, bị một cô gái lôi kéo cánh tay không thả. Khang Thiếu Diệp lập tức cảm thấy hứng thú. Liệu có phải là lừa cô nào đó, bị người ta tìm tới cửa rồi hay không? Thật là chuyện hiếm và lạ, tuy rằng hắn là chủ tịch quận, vấn đề tác phong sinh hoạt không lấy được mạng của hắn, ít nhất cũng có thể làm hắn mặt xám mày cho, bí thư Bạch có máy ảnh không để tôi chụp cảnh này. Vừa khéo, Bạch Chiến Mặc bình thường thích chụp ảnh, giơ tay lấy trong ngăn kéo ra một máy DSLR và ống tele Canon đưa cho Khang Thiếu Diệp, cười nói. Bí thư chụp lén chủ tịch quận, truyền ra ngoài cũng không hay lắm đâu. Ngoài miệng nói thì hay lắm, trong lòng lại vô cùng đắc ý, đang lo tìm không thấy điểm yếu của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lại chủ động đưa một món quà lớn, hắn không nhận còn có đạo lý gì. Khang Thiếu Diệp biết Bạch Chiến Mặc giả bộ, nhận máy ảnh nhìn nhìn, nói. Nikon góc rộng, ống tele Canon, tốt quá, vừa lúc cần dùng đến tele. Sau đó liền hướng ra ngoài cửa sổ và chụp. Không ai biết lai lịch của bức ảnh, cho dù biết cũng không có gì nghiêm trọng, là tôi chụp, chứ không phải bí thư chụp. Hơn nữa chính là một công dân phổ biến, đối với cán bộ đảng viên cũng có quyền giám sát. Khang Thiếu Diệp động tác thật vô cùng thuần thục, một mạch chụp hơn 10 cái, còn nói. Máy ảnh của bí thư Bạch không tồi, tiêu cự 10 lần rất thực dụng, vừa lúc kéo gần lại cảnh tượng, chụp rất rõ ràng. Ảnh chụp muốn giao cho ai? Trước tiên trao bí thư phó xem qua, để ông ta đến xử trí. Bạch Chiến Mặc trong lòng vô cùng cao hứng, cảm giác sốt cục túm được bím tóc của Hạ Tưởng. Tuy nói không phải đại sự gì, nhưng nếu làm tốt, thì chuyện có thể lớn, có thể nhỏ. Nhỏ, có thể cho bí thư phó trong thành ủy điểm danh phê bình Hạ Tưởng. Lớn, thậm chí có thể khiến Hạ Tưởng phải làm kiểm điểm, mặc kệ hắn và cô gái có quan hệ gì hay không, ở bên trong quận ủy rằng co không ra thể thống gì, đổi phong bại tục, mất quan đức, có thể bị người ta nắm chặt không tha. Việc này, mặc kệ lớn nhỏ đều phải làm Hạ Tưởng mặt xám mày cho, Bạch Chiến Mặc âm thầm quyết định chủ ý. Tin tưởng bí thư phó nhìn thấy ảnh chụp, cũng sẽ vô cùng cao hứng, nói không chừng còn có thể khen ông ta một chút. Từ lúc ông ta đến quận Hạ Mã nhậm chức, dường như bí thư phó chưa từng có thừa nhận công tác của hắn. Bạch Chiến Mặc vô cùng chờ mong phó tiên phong tán thành. Hạ Tưởng cũng không biết rằng hắn bị người ta chụp ảnh chộp, nếu hắn biết, tâm tình khẳng định vô cùng buồn bực. Bởi vì là phó tiên tiên chủ động kéo hắn tránh không kịp, là phó tiên tiên quá nhiệt tình rồi. Hạ Tưởng lật tay lên vùng khỏi tay của phó tiên tiên, mặt lạnh nói. Có chuyện thì nói, đừng lôi kéo, ảnh hưởng không tốt. Phó tiên tiên nhìn qua giống cô gái nhà bên, nhưng da mặt một chút cũng không yếu ớt, ngược lại hì hì cười. Tôi còn không sợ, anh sợ cái gì? Được rồi, tôi không kéo anh nữa, được chưa? Tôi thật sự rất sốt ruột tìm Mai Hiểu Mộc. Mau nói cho tôi biết anh ta ở nơi nào. Hạ Tưởng gần như tức giận. Chuyện lộn xộn giữa cô và Mai Hiểu Mộc, không cần lôi kéo tôi vào được không? Đừng nói tôi thực không gặp Mai Hiểu Mộc, cho dù gặp được, cũng sẽ không nói cho cô. Phó Tiên Tiên cũng không biết là thật hay là giả bộ, vẻ mặt ngây thơ hỏi. Vì sao không nói cho tôi biết? Theo sau cô dường như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. Ồ! Tôi hiểu rồi, anh bởi vì anh tôi mà giận chó đánh mèo với tôi, đừng như vậy được không? Phó Tiên Phong là Phó Tiên Phong, Phó Tiên Tiên là Phó Tiên Tiên, giữa bọn họ ngoại trừ là anh em ruột ra, tính cách, sở thích, thế giới quan và nhân sinh quan khác nhau quá lớn, hoàn toàn không phải cùng một loại người. Thậm chí có thể nói, nếu bọn họ không là anh em ruột, Phó Tiên Tiên ngay cả hứng thú quen biết Phó Tiên Phong đều không có. Hừ, anh vừa lòng chưa? Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Cô không cần giải thích với tôi gì cả, tôi và cô không quen, với Mai Hiểu Mộc cũng không biết, cho nên chuyện tình cảm các người không cần lấy tôi làm tấm chắn, được không? Tôi còn có việc, phải về nhà, mời cô tránh ra được không? Phó Tiên Tiên bĩu môi, không tình nguyện mà, ồ, một tiếng. Tôi không phải cố ý chọc anh tức giận, thật sự không có một chút ác ý gì với anh, nếu tôi nói gì làm ảnh hưởng tâm tình của anh. Tôi chỉ có thể nói một tiếng rất xin lỗi. Hạ Tưởng thấy bộ dáng giả bộ đáng thương của cô,
không khỏi cười thầm, còn nói. Khi nào Mai Hiểu Mộc lộ diện, tôi sẽ nói cho hắn tâm tình bức thiết của cô. Tuy nhiên tôi đề nghị cô đừng hy vọng quá, chuyện tình cảm, là chuyện hai người, sự nhiệt tình thêm sôi nổi của một bên, nói không chừng vẫn là lãng phí. Phó Tiên Tiên gật gật đầu. Tôi biết, nhưng không cố gắng một chút, sẽ làm chính mình lưu lại tiếc nuối. Tôi cho chính mình nửa năm thời gian, nếu còn không thể lay động được Mai Hiểu Mộc, tôi sẽ thay đổi mục tiêu. Phó Tiên Tiên nói xong, hướng về phía Hạ Tưởng vẫy cánh tay nhỏ trắng mịn, sau đó xoay người ngồi vào xe, đạp chân ga một cái, chiếc xe thể thao phát ra tiếng nổ rất vang, vút một cái đã không còn thấy bóng dáng đâu. Thẩm Lập Xuân nhìn chằm chằm vào chiếc đèn sau xe trong chốc lát, quay đầu cười với Hạ Tưởng. Lại là một tiểu ma nữ, quả nhiên xuất thân ở trong đại gia tộc, có cá tính. Hạ Tưởng tức giận đến muốn cười. Có cá tính cũng không thể luôn làm người khác bực mình. Giữa cô ta và Mai Hiểu Mộc có chuyện gì đều không quan hệ với tôi, một người trốn tránh không thấy mặt, một người đến gây phiền tôi thực sự vô tội. Thẩm Lập Xuân cười ha hả. Một bên có ý, một bên vô tình, trò chơi đuổi bắt giữa cô gái và chàng trai, đúng là kiểu khóc gió than mưa trong độ tuổi của bọn họ bây giờ. Tuy nhiên, ông ta trêu ghẹo mà nhìn Hạ Tưởng. Vẫn gọi cậu là lãnh đạo, cẩn thận mà nghĩ mới nghĩ đến, lãnh đạo kỳ thật vẫn chưa đến 30 tuổi, coi như là chàng trai trẻ, không ổn nhất cũng có thể là xuân đầu tiên sau tuổi 20, đến hiện tại đúng là tuổi hoàng kim của xuân thứ hai. Tôi vẫn kiên trì với ý nghĩ của tôi, nếu Mai Hiểu Mộc vô tình, lãnh đạo sao không có ý thu nhận Phó Tiên Tiên. Hạ Tưởng lại bị làm giận đến phát cười. Gây họa cho Phó Tiên Phong thì có thể, gây họa đến em gái hắn thì tính được chuyện gì chứ? Nếu không ông nghĩ cách dụ dỗ bà xã Phó Tiên Phong đi, cho hắn được thử cảm giác bị cắm sừng xem sao. Thẩm Lập Xuân liên tục xua tay. Không bàn nữa, không bàn nữa, việc này Tôn Hiện Vĩ lành nghề, tôi không làm được. Chuyện khác không nói, vợ tôi mà biết, nửa đời sau sẽ tôi không có ngày lành. Sau khi cười xong, Hạ Tưởng và Thẩm Lập Xuân chia tay, đường ai ấy về. Bởi vì Phó Tiên Tiên làm chậm trễ, Hạ Tưởng về nhà đã chậm mất nửa giờ. Sau khi trở lại tiểu khu, vừa mới dừng xe, đang định lên lầu, bỗng nhiên từ một góc xuất hiện một người, bởi vì trời vừa mới tối, Hạ Tưởng lại không có chuẩn bị tâm lý, thiếu chút nữa bị làm cho hoảng sợ. Đợi thấy rõ người trước mắt là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, có thân hình gầy yếu thon thả, Hạ Tưởng mới thả lỏng cảnh giác, nhìn kỹ, cô ăn mặc đơn giản, không khác biệt gì so với các cô gái bình thường khác, quần áo bình thường, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt tiều tụy. Bởi vì quá mức gầy yếu mà đôi mắt có vẻ khá to, cằm nhọn, lại thêm vẻ đẹp mềm mại tươi tắn của cô, khi đứng trước mặt, khổ sở đáng thương. Chương 580, tiệc đầy tháng thể hiện quan hệ gần xa. Tùng Phong Nhi, Hạ Tưởng thấy Tùng Phong Nhi bất ngờ xuất hiện, không khỏi ngây người sửng sốt, theo sau cười nói. Làm sao lại là cô? Đôi mắt Tùng Phong Nhi nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạ Tưởng, trong mắt biểu lộ cảm xúc phức tạp, có cảm kích, có đau thương. Có nuối tiếc có mất mát, cô mang chút mệt mỏi cười. Chủ tịch quận Hạ, anh cứ yên tâm, hôm nay tôi đến không phải hãm hại anh, mà là cảm ơn anh, cũng xin anh nhận lời xin lỗi của tôi, sự việc trước kia, rất xin lỗi. Tùng Phong Nhi lùi lại sau một bước, cúi đầu thật thấp hướng về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đành phải giơ tay đỡ cô, vội nói. Sự việc đã trôi qua, không cần để trong lòng. Tôi sẽ vẫn ghi tạc trong lòng. Anh là người tốt nhất mà tôi gặp, là người đàn ông tốt nhất, là cán bộ tốt nhất. Tùng Phong Nhi cắn môi, ánh mắt sôi nổi có dũng khí. Từ trước tôi vẫn nghĩ anh sẽ trả thù tôi, không ngờ anh căn bản không hề nhắc tới chuyện này. Lần trước sau khi gặp nhau ở tòa nhà Lộng Triều, tôi nghĩ anh sẽ để giám đốc đuổi việc tôi, không nghĩ tới, anh không nói cái gì cả, giám đốc Lý sao lại còn thăng chức cho tôi. Tôi biết, là một người đàn ông. Anh là một người đàn ông đáng tin cậy trong mắt người phụ nữ. Làm một cán bộ, anh là một người lãnh đạo cáng đáng hết mọi việc cho mọi người. Tôi hiện tại mới biết được trước kia mình ngu xuẩn biết bao nhiêu, không ngờ muốn hãm hại anh. Tùng Phong Nhi hai mắt tuôn lệ, nghẹn ngào nói không được nữa. Tùng Phong Nhi lần trước ở tòa nhà Lộng Triều sau khi gặp được Hạ Tưởng, trong lòng hết sức bất an. Cô nhạy cảm mà ý thức được Lý Thấm đang ở văn phòng đợi người, người mà hắn đợi nhất định là Hạ Tưởng. Cô đã nghĩ, Hạ Tưởng là chủ tịch quận của quận Hạ Mã, có lẽ có quan hệ rất tốt với Lý Thấm, một câu nói của hắn có thể khiến Lý Thấm đuổi việc cô.
Tùng Phong Nhi cũng đã chuẩn bị tâm lý khi bị công ty đuổi việc. Không nghĩ ngày hôm sau đi làm, cũng không có sự việc gì phát sinh, Lý Thấm cũng không hỏi cô một câu, cô chỉ biết, Hạ Tưởng không có ý định truy cứu cô sự việc trước kia. Không lâu sau, bởi vì cô xuất sắc trong công tác, Lý Thấm còn thăng chức cho cô, để cô đảm nhiệm chức trợ lý giám đốc, Tùng Phong Nhi trong lòng càng cảm tạ Hạ Tưởng rộng lượng và khoan dung, bởi vì cô hiện tại quả thật cần công việc này, công việc của cô hiện tại cũng thuận buồm xuôi gió, không muốn mất đi vì phải trả giá cho tất cả. Tùng Phong Nhi liền cắn răng chịu đựng, kiên trì làm những công việc Lý Thấm chỉ đạo. Cô luôn hoàn thành vượt mức và xuất sắc, Lý Thấm không có chỉ đạo công việc, cô cũng chủ động làm tốt, không sợ khổ không sợ cực, vì trong lòng có một niềm tin bất khuất. Sự nỗ lực của Tùng Phong Nhi cũng nằm trong tầm ngắm của Lý Thấm. Cô ta cũng là âm thầm tán thưởng, cũng thường xuyên quan tâm mà trấn an vài câu, bảo cô chú ý giữ gìn sức khỏe. Tùng Phong Nhi nhận được sự tán thành của Lý Thấm, trong lòng cô cũng mừng thầm, có một lần liền đánh bạo hỏi Lý Thấm một câu về Hạ Tưởng. Lý Thấm không hề nói nhiều giữa công ty và Hạ Tưởng có quan hệ gì, chỉ có nói với Tùng Phong Nhi rằng Hạ Tưởng từng hỏi qua cô một câu, ngoài ra cũng không nói gì nữa. Tùng Phong Nhi biết, Hạ Tưởng vốn không một chút ghi hận đối với mình, bởi vì từ trong giọng điệu của Lý Thấm cô có thể tìm ra manh mối, Hạ Tưởng có ảnh hưởng lớn đối với công ty mình vượt xa ảnh hưởng của một gã chủ tịch quận đối với công ty. Hạ Tưởng bỏ qua cho cô, thậm chí ngay cả một câu nói xấu về cô cũng không nói. Không ngờ cô đã từng có ý định hãm hại Hạ Tưởng, Tùng Phong Nhi trong lòng áy náy và bất an càng ngày càng mãnh liệt, liền cảm thấy cần phải giáp mặt Hạ Tưởng bày tỏ sự cảm ơn chân thành. Cô luôn luôn ở dưới lầu đợi gần một tiếng đồng hồ, trước khi Hạ Tưởng đến đây. Tùng Phong Nhi cầm lấy di động trong tay nhét vào tay Hạ Tưởng, kiên định mà nói một câu. Tôi tặng cho con anh món quà, anh nhất định nhận lấy. Anh yên tâm, tuyệt đối không phải có cạm bẫy như lần trước. Nếu có, tôi chết không yên được. Nghe cô vừa nói như vậy, Hạ Tưởng liền khẩn trương nhận lấy. Được, tôi nhận lấy. Tùng Phong Nhi, cô kỳ thật có năng lực khá tốt, cố gắng ở công ty làm, về sau sẽ có tiền đồ. Tùng Phong Nhi, một tiếng. Cảm ơn anh, Chủ tịch quận Hạ, anh là người mà đáng được tôi cảm ơn nhất trong cuộc đời này. Có cơ hội, tôi nhất định báo đáp ân đức của anh. Hạ Tưởng khoát tay. Đừng có khách sáo như vậy, tôi chỉ làm những gì tôi nên làm, lại không có yêu cầu cô cái gì, chỉ cần cô cố gắng đi tốt trên con đường của mình là được. Tùng Phong Nhi lại cúi đầu với Hạ Tưởng, xoay người nhanh nhẹn đi ra. Hạ Tưởng thấy cô bóng dáng tiêu điều vắng lặng, bả vai cũng bởi vì giảm cân mà có vẻ gầy yếu rất nhiều, không khỏi âm thầm lắc lắc đầu. Tính cách của Tùng Phong Nhi bên trong một mặt quật cường, cô hạnh phúc hay bất hạnh, có đôi khi cũng không phải do cô tự chủ lựa chọn. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Hạ Tưởng sớm rời khỏi giường, chuẩn bị tiệc đầy tháng. Không bao lâu, ba, Hạ An và Hứa Ninh đều lại đây, bọn họ ngày hôm qua liền đi tới thành phố Yến, ở một phòng khác của Hạ Tưởng, chỉ có mẹ ở nhà với cô bé Lê. Tào Vĩnh Quốc và Vương Vu Phân cũng là ngày hôm qua về tới thành phố Yến, tiệc đầy tháng của Hạ Đông trở thành chuyện lớn, cả ba nhà đều bắt đầu lên đường, vô cùng coi trọng. Kỳ thật chiếu theo chủ ý của Hạ Tưởng. Hắn không muốn vì một đứa bé mà phát động nhiều người làm việc gì đó, nhưng cha mẹ hai bên nhà lại muốn làm đủ lễ nghi, làm lễ ăn mừng, Hạ Tưởng từ trước đến nay hiếu thuận, đành phải đồng ý. Bản thân là vai chính và nhân vật chính, Hạ Đông đang ngậm ngón tay ngủ say sưa, mặc kệ người khác có phải vì nó bày ra tiệc rượu đầy tháng gì hay không, nó chỉ để ý ăn ngủ, ngủ ăn, có sữa mẹ, dù sao hạnh phúc lớn nhất của nó chính là bất cứ lúc nào cũng có sữa mẹ bú. Mở to mắt rúc vào ngực Tào Thù Lê, trừ lần đó ra, mọi việc đại sự nó cũng không để ở trong lòng. Không bao lâu, Thẩm Lập Xuân, Lý Hồng Giang, Tôn Hiện Vĩ, Chu Hổ, Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ đều đến ở dưới lầu, vài người cũng không có lên lầu, đứng ở dưới lầu chờ Hạ Tưởng sắp xếp. Hạ Tưởng vừa xuống dưới lầu nhìn thấy mọi người, Phùng Húc Quang cũng đi tới. Phùng Húc Quang không phải đi tay không tới, phía sau hắn còn có mấy xe của siêu thị Giai Gia. Trên xe có rượu, hoa quả, đồ uống, các thực phẩm ngọt, tóm lại, đồ đạc của buổi yến tiệc cần gì đều có, nghĩ đến không thể tưởng được. Hắn đều kéo lại đây. Phùng Húc Quang đầu tiên chào hỏi Hạ Tưởng, sau lại cùng mọi người bắt tay, không khí vô cùng sôi nổi. Hạ Tưởng liền oán trách nói. Anh rõ ràng đem cái siêu thị của anh lại đây, được rồi, hôm nay tôi đều chuẩn bị tốt, anh còn kéo mấy thứ này đến làm cái gì? Tôi biết tính tình của anh.
anh quan hệ tốt không cần nhận quà, lễ vật nặng quá anh tuyệt đối không nhận, nhẹ tôi lại không dám, tôi đành phải kéo mấy xe đồ lại đây. Dù sao cũng là cháu trai đầy tháng, tôi làm đại bá, bác không có một chút gì tỏ vẻ, khi lớn lên nó lại có ý kiến với tôi biết làm sao. Phùng Húc Quang cười ha hả nói. Tất cả mọi người cười. Hạ Tường không chịu nổi sự nhiệt tình của mọi người nói. Chúng ta cũng không phải người ngoài, quà tặng gì cũng không cần tặng, quà tặng của mọi người, tôi còn phải nghĩ cách hoàn trả, rất mệt người. Hôm nay tiếp đón khách, bố trí hiện trường còn có cái khác hỗn tạp, đều giao cho mọi người ra lực giúp đỡ là được rồi. Chu Hổ lớn giọng nói. Được, không thành vấn đề, cần khiêng đồ vật này nọ tốn nhiều sức lực, tôi đến làm. Mọi người cười vang. Hạ Tưởng để cho Phùng Húc Quang dẫn mọi người đi đến khách sạn Yên Kinh trước, hắn lên lầu cùng người nhà nói một tiếng, bởi vì Tào Vĩnh Quốc từ thành phố bảo lại đây dẫn theo hai chiếc xe, thêm vào đó còn có xe của Hạ An, đủ dùng. Kỳ thật với năng lực của Hạ Tưởng, một cuộc điện thoại có thể điều động hơn 10 chiếc xe cũng không nói chơi, một đám bạn vừa nãy, ai không có thể tìm đến hơn mười mấy chiếc xe. Chẳng qua không cần phải gióng trống khua chiêng làm gì. Hạ Tưởng giải thích xong, lại xuống lầu. Phùng Húc Quang đã dẫn một đám người rời khỏi, Phương Cách, Lam Miệt còn có Vương Lâm Kiệt cùng nhau đi tới. Còn chưa có hàn huyên vài câu, Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc cũng tới rồi. Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc hôm nay đều trang điểm lộng lẫy, thay đổi bộ dạng. Một cô thì hoa lệ khiến mọi người lóa mắt, một cô thì tươi sáng chiếu nhân, hai người đứng trước mặt, lập tức hấp dẫn ánh mắt của Phương Cách và Vương Lâm Kiệt. Phương Cách và Vương Lâm Kiệt cúi đầu tiến đến một bên, nhỏ giọng nói. Cổ Ngọc càng ngày càng đẹp, làm sao được như vậy? Lời còn chưa dứt, cánh tay Phương Cách đã bị Lam Miệt nhéo một cái. Phương Cách liền lập tức câm miệng, lập tức phê bình mình. Vợ của bạn, không được bắt nạt, thịt trong cổ tay của bạn, không nên nghĩ đến. Vương Lâm Kiệt cười ha hả, nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, không nói lời nào. Lam Miệt thì vẻ mặt do dự, phân vân, lại nhéo Phương Cách một chút. Không được nói lung tung. Phương Cách vội cầu xin tha thứ. Tuân mệnh, bà cô, đừng nhéo nữa. Hạ Tưởng thấy Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc đi vào, để cho các cô và Lam Miệt lên lầu trước, chút nữa cùng đi với Tào Thủ Lê đến khách sạn. Hắn cùng Phương Cách, Vương Lâm Kiệt lái xe đi đến khách sạn trước. Vừa đến khách sạn Yên Kinh, liền phát hiện Tề Á Nam và Phùng Húc Quang đang tranh chấp, tiêu điểm tranh chấp tập trung vào mấy xe rượu, đồ uống của Phùng Húc Quang. Tề Á Nam ý là... Buổi yến tiệc hôm nay do khách sạn Yên Kinh toàn quyền phụ trách, tất cả những đồ đạc khách sạn đã chuẩn bị đầy đủ, không cần bất cứ đồ ăn bên ngoài. Phùng Húc Quang ý là, đây là tấm lòng thành ý, nói cái gì cũng muốn Tề Á Nam chấp nhận. Tề Á Nam cảm thấy dùng đồ của Phùng Húc Quang khá mất mặt, nói cái gì cũng không chịu thu, giằng co với nhau. Chủ yếu là Tề Á Nam và Phùng Húc Quang đều quá nhiệt tình, đều cảm thấy không dùng đồ của bọn họ cũng giống như có lỗi với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng chỉ đứng ra dàn xếp. Dùng mỗi bên một nửa là tốt lắm rồi, Á Nam cũng đừng cãi cọ, đồ của Húc Quang đã kéo đến đây rồi, trước hết dỡ xuống, bày ra cùng một chỗ, tùy mọi người chọn lựa, khẩu vị của khách không giống nhau, tốt nhất để cho mọi người có sự linh động lựa chọn. Hạ Tưởng lên tiếng, Tề Á Nam đành phải đồng ý, tuy nhiên vẫn bất mãn nói với Phùng Húc Quang. Tổng Giám Đốc Phùng, về sau chỉ cần Chủ tịch quận Hạ có việc đến Yên Kinh, ông cũng đừng làm gì nữa. Trong khách sạn cái gì cũng có, ông cũng đừng kéo xe tới này nọ làm mất thể diện của tôi, có đồng ý không? Phùng Húc Quang cười nói. Trong siêu thị của tôi còn có tủ lạnh, tivi, máy giặt quần áo, khách sạn các anh không hề có. Tề Á Nam ngây người sửng sốt. Ông thật sự muốn làm người ta tức giận phải không? Hạ Tưởng liền cười mắng. Được rồi, không cãi, tranh cãi nữa. Tôi bảo Hiện Vĩ sẽ trả tiền cho tiệc rượu và mấy đồ đạc trên xe của hôm nay. Tôn Hiện Vĩ trong nháy mắt, lập tức lấy tiền trong ví ra sang sảng nói. Cần tiền mặt hay là muốn chi phiếu? Phùng Húc Quang và Tề Á Nam mỉm cười, cùng nhau hướng về Tôn Hiện Vĩ nói. Đi chết đi, xéo sang một bên đi. Ha ha, tất cả mọi người mỉm cười. Hạ Tưởng hôm nay cũng không có mời nhiều người lắm, trong tỉnh chỉ phát thiệp mời Tống Chiêu Độ. Những người khác hắn không muốn, cũng không cần phải kinh động họ. Ở thành phố chỉ mời Trần Phong, Phương Tiến Giang, Lý Đinh Sơn và Cao Hải. Phương Tiến Giang vừa lúc có việc phải đi công tác bên ngoài, sẽ không đến. Rốt cuộc tiệc đầy tháng là buổi tiệc mang tính chất cá nhân,
hạ tưởng chỉ mời những lãnh đạo và bạn bè có quan hệ khá thân với hắn, quận Hạ Mã không có công khai mời người, tránh kinh động đến nhiều người, trái lại để cho một số người có dụng tâm kín đáo không mời mà tới tặng quà hoặc là đánh chủ ý khác, cũng là không tốt. Tuy nhiên tình hình và suy nghĩ hạ tưởng giống nhau, người đến trước tiên chính là người của quận Hạ Mã. Triều Vĩ Cương và Kim Hồng Tâm xuất hiện trước nhất, hai người vừa thấy hạ tưởng, còn có chút xấu hổ nói. Lãnh đạo, chúng tôi không được mời mà tới, anh cứ thoải mái phê bình chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi đã đến đây rồi, thì không sợ lãnh đạo phê bình. Hạ tưởng làm sao có thể mở miệng phê bình bọn họ, đành phải làm bộ vui vẻ nói. Được rồi, đã đến đây rồi, vào trong ngồi một chút rồi khẩn trương đi về, đừng chậm trễ công tác, bị quận ủy nói chúng ta thì không tốt đâu. Hai người đều hiểu, cảm kích gật gật đầu với hạ tưởng, sau đó bước vào chỗ ngồi. Theo sau Trần Thiên Vũ và Phó Hiểu Bân cũng không được mời mà tới, hai người đều đem theo một phong bì, khách sáo vài câu lại quay về quận ủy. Hôm nay là thứ sáu, là Phó Chủ tịch Thường trực quận và Chánh Văn phòng quận ủy, không chừng có chuyện quan trọng cần bọn họ xử lý, mặc dù hai người muốn ở lại, bởi vì bọn họ biết, hôm nay nhất định có không ít quan lớn tỉnh thành lộ diện, đúng lúc có thể giao lưu tình cảm. Thi Trường Nhạc và Đàm Trường Thiên cùng nhau xuất hiện ở buổi tiệc. Kỳ thực Thi Trường Nhạc một chút cũng không có xem chính mình là người ngoài, sau khi đến đây nghiễm nhiên tự cho mình là một nửa chủ nhân, trong nháy mắt, khiến hạ tưởng nhìn lắc đầu cười thầm, nghĩ thầm rằng Thi Trường Nhạc cũng có ý tứ, biểu lộ sự trung thành, rất quan tâm đến mỗi cơ hội thể hiện. Đàm Trường Thiên từ sau sự tình Trấn An lần trước, tự giác có quan hệ gần gũi không ít với hạ tưởng, cũng thường xuyên báo cáo công tác cho hạ tưởng, bởi vì hắn và Kim Hồng Tâm quan hệ không tồi. Liền càng muốn xâm nhập vào đội ngũ nòng cốt của hạ tưởng. Hôm nay lại đây cũng là muốn nhân cơ hội biểu hiện một chút. Tuy nhiên hắn gặp Thi Trường Nhạc bộ dáng xung xoe, trong lòng khinh miệt nhưng lại không có cách nào để cho hắn học, hắn thật đúng là học không được. Đàm Trường Thiên mới phát hiện, hóa ra vuốt mông ngựa cũng là một môn học, mà còn là một môn học cao thâm, rất khó học được tinh túy. Theo sau, Biện Tú Linh, Hoàng Kiến Quân đều đến đây, cũng không ở lại liền trở về quận ủy. Đúng như tâm ý của hạ tưởng. Hiện tại quận Hạ Mã tình hình ban đầu, hắn cũng không muốn bởi vì tiệc rượu đầy tháng, đem một nửa ủy viên thường vụ đến khách sạn Yên Kinh, dễ nói không dễ nghe, tạo cho người khác có một cách nhìn khác. Không nghĩ tới chính là, Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi cũng tạt ngang qua ghi tên, tiến đến hạ tưởng tỏ vẻ chúc mừng, đồng thời cũng khéo léo chuyển lời chúc phúc của thị trưởng Hồ cho hạ tưởng. Hạ tưởng cười ngỏ ý cảm ơn, và nhận phong bì của hai người. Tiền không nhiều lắm, là tâm ý, hắn nhận lấy, cũng thay mặt tiếp nhận thiện ý của hai người. Hạ tưởng cũng không có gửi thiệp mời cho Hồ Tăng Chu, dù sao sự việc lần trước cũng để lại bóng mờ trong tận đáy lòng của hắn. Hồ Tăng Chu hơi có chút tiếc nuối đối với việc hạ tưởng không có mời mình tham dự lễ đầy tháng. Nói một cách công bằng, ông ta vẫn hy vọng nhận được thiệp mời hạ tưởng. Ông ta thậm chí mong ngóng, chỉ cần thiệp mời hạ tưởng vừa đến, ông ta có lý do để qua đó một chuyến. Không ngại với thân phận là thị trưởng tham gia tiệc đầy tháng con của một cán bộ cấp phó giám đốc sở, xem như cũng thỏa mãn thể diện của hạ tưởng. Không nghĩ tới, hạ tưởng mời Trần Phong, mời Lý Đinh Sơn, mời Cao Hải, lại quên đi ông ta. Cũng không phải quên đi, hay là hạ tưởng từ sâu trong nội tâm có bất hòa với ông ta, đối với ông ta có khoảng cách, không muốn tiến thêm một bước phát triển quan hệ riêng tư. Người mà có thể khiến hạ tưởng chủ động mời tham gia lễ đầy tháng. Đều là những người thân cận nhất trong mắt của hạ tưởng, người đáng kết giao, cũng là người mà hắn cho rằng đáng tin cậy nhất. Hồ Tăng Chu biết, cho dù công hay tư, ông ta đều không có quyền yêu cầu hạ tưởng. Ông ta cũng biết được, hạ tưởng vì con của hắn bày tiệc đầy tháng, không chỉ là tiệc rượu, còn thể hiện ra mối quan hệ xa gần của hắn ở thành phố Yên. Mặc dù ông ta cũng biết kỳ thật hiện tại cục diện đều là bởi vì nguyên nhân của ông ta tạo thành, ông ta hơi có chút bất mãn âm ỉ với hạ tưởng. Nếu hạ tưởng hơi hạ thấp thái độ một chút, ông ta cũng nguyện ý bất chấp thể diện thị trường tự mình đi tới cổ vũ, cũng coi như cho hạ tưởng đủ mặt mũi. Hạ tưởng không cần, còn trần trừ đắn đo, chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng ông ta đường đường thị trường phía trên, là lãnh đạo trực tiếp của hạ tưởng, còn muốn cầu xin hạ tưởng thiết lập mối quan hệ riêng tư với ông ta sao? Hồ Tăng Chu đoán đúng phân nửa, hạ tưởng không có mời ông ta cố nhiên là bởi vì lần trước sự tình cũng khiến hạ tưởng khó có thể quên đi. Còn có một nhân tố mấu chốt là, hạ tưởng hiện tại không muốn tiến đến gần Hồ Tăng Chu, hắn muốn quan sát một chút thái độ Vu Phổn Nhiên, sau mới lựa chọn.
Thái độ Vu Phồn Nhiên rất quan trọng, y dù sao cũng là người nhà của Ngô gia. Mặc dù hiện tại hắn và Ngô gia thoạt nhìn vẫn chưa có dấu hiệu hòa giải, ông cụ Ngô gia cũng tốt, Ngô Tài Dương cũng tốt, không có khả năng thỏa hiệp với hắn, nhưng cũng không cho thấy Vu Phồn Nhiên sẽ không đến gần hắn. Vu Phồn Nhiên là người của Ngô gia là thật, nhưng từ lý lịch của y có thể thấy, y và Ngô Tài Giang có quan hệ khá tốt, mà không phải là Ngô Tài Dương. Ý nghĩ của Hạ Tưởng là, Vu Phồn Nhiên là một nhịp cầu, là người trung gian giải tỏa mối quan hệ đóng băng của hắn và Ngô gia. Theo kế lâu dài, hắn thà rằng đến gần Vu Phồn Nhiên, cũng không muốn lại chào hỏi Hồ Tăng Chu. Bỏ rơi hắn ở thời điểm quan trọng mà không thèm để ý, không bảo đảm không có lần sau. Từ căn bản mà nói, Hạ Tưởng còn chưa có lập lại sự tín nhiệm với Hồ Tăng Chu. Chỉ chốc lát sau, Lý Đinh Sơn và Cao Hải tới. Lý Đinh Sơn và Cao Hải đều đi cùng phu nhân tới, hàm ý cũng rất rõ ràng, là ý tứ có quan hệ thông gia là thể hiện quan hệ cá nhân rất mật thiết. Hạ Tưởng rất vui mừng đối với việc hai người đến, nhiệt tình mời họ vào bên trong. Hôm nay bởi vì không mời nhiều khách, lại cũng không phải là người ngoài, Hạ Tưởng để cho Tề Á Nam chuẩn bị gian phòng lớn lịch sự, có thể đặt 3 bàn tròn chứa được khoảng 30 người. Bước đầu an bài là, Tôn Hiện Vĩ đám người ngồi một bàn, Tào Thù Lê và họ hàng thân hai bên và nhóm phụ nữ ngồi một bàn, lãnh đạo tỉnh thành phố ngồi một bàn. Lý Đinh Sơn và Cao Hải hôm nay phá lệ cao hứng. Bọn họ gần như thấy quá trình dần chín chắn của Hạ Tưởng, từ khi mới vào trốn quan trường, đến phó phòng đến phó cục trưởng lại đến phó giám đốc sở, còn chứng kiến toàn bộ quá trình Hạ Tưởng và Tào Thù Lê từ lúc mến nhau đến đính hôn rồi đến kết hôn. Hiện tại lại tham gia tiệc đầy tháng con của hai người, từ trong lòng phát ra sự vui sướng chân thành, là một sự quý trọng của thế hệ trước với thế hệ sau. Hơn nữa Cao Hải cũng bởi vì nguyên nhân Hạ Tưởng, mối quan hệ giữa ông ta và Tống Chiêu Độ dần dần cải thiện, trong lòng đối với Hạ Tưởng lại càng yêu thích, còn có một chút cảm kích. Bố trí ổn thỏa Lý Đinh Sơn và Cao Hải thì Trần Phong lại tới. Lẽ ra Trần Phong thân là lãnh đạo lớn, tốt xấu cũng là tỉnh ủy viên thường vụ. Hẳn là muộn một chút mới xuất đầu lộ diện, nhưng ở vào sự việc Hạ Tưởng, ông ta gần đây không tự cao tự đại, cũng không chú ý tới việc ra vẻ, muốn đến sớm. Trần Phong vừa đến, liền náo nhiệt lên, mọi người đều đứng dậy đón chào, biểu thị sự tôn trọng với lãnh đạo số một của thành phố Yến. Trần Phong vỗ vỗ Hạ Tưởng bả vai, cười nói. Chàng trai khá tài giỏi, từng bước một cho tới hôm nay, có bà xã có đứa con, có quan chức, còn thiếu cái gì? Chương 581, khách không mời mà đến. Còn thiếu một câu chúc phúc của lãnh đạo. Hạ Tưởng cười ha hả. Trần Phong cũng cười. Vậy tôi chúc Hạ Đông bình an và hạnh phúc. Tất cả mọi người hùa theo nở nụ cười. Cũng quả thật, đối với Hạ Đông mà nói, không thiếu tiền không thiếu quyền, cái cần chính là bình an. Hạ Đông vừa sinh ra đã thành tiêu điểm trong mắt mọi người, chưa đầy tháng, đã gặp không ít quan lớn trong tỉnh thành. Có thể may mắn hơn thời thơ ấu của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thời điểm lớn như Hạ Đông bây giờ, chưa hề ra khỏi cổng nông thôn, gặp qua quan lớn nhất cũng chỉ là trưởng thôn. Trần Phong vừa đến, Tào Thù Lê đang ôm Hạ Đông, còn có vợ chồng Hạ Thiên Thành, vợ chồng Tào Vĩnh Quốc, cùng với Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc, Lam Miệt và một đám mỹ nữ, tất cả đều đến đông đủ. Tào Vĩnh Quốc mặt mày hớn hở, bắt tay từng người một, chào hỏi, hàn huyên. Tào Thù Lê vẫn là dáng dấp của tiểu cô nương, dường như mãi mãi không lớn, nếu cô không ôm đứa nhỏ trong tay vẻ mặt lộ ánh hào quang tình thương của mẹ, ai cũng không tin cô đã là mẹ của một đứa bé. Tuy nhiên ở trong mắt Hạ Tưởng, cô vĩnh viễn là một cô bé nghịch ngợm đáng yêu lại dịu dàng quan tâm. Tào Thù Lê và Trần Phong đợi đón tiếp khách. Trần Phong lần đầu tiên gặp Hạ Đông, đưa tay ra ôm lấy Hạ Đông, ha hả cười. Trần Công lúc nhỏ, tôi thường xuyên ẵm nó. Đã bao nhiêu năm nay, không có ấm qua em bé, lại đây, cho ông nội ôm một cái. Trần Phong tự xưng ông nội, hiển nhiên tự cho mình là bề trên của Hạ Tưởng, khiến cho mọi người ở đây hiểu thêm hàm ý khác. Hạ Đông dường như biết mọi người tụ họp làm lễ đầy tháng cho nó, Trần Phong vừa ôm đứa bé liền mở ánh mắt tinh tùng, tò mò mà nhìn Trần Phong liếc mắt một cái, sau đó dường như không có việc gì ngáp một cái, bộ dáng như không có việc gì, khiến Trần Phong cười ha ha. Tiểu tử này có định lực, không đơn giản, lớn lên nhất định còn lợi hại hơn ba của nó. Thấy tôi cũng chỉ là ngáp một cái, không hề để ý đến tôi phải hay không. Tất cả mọi người cười ha ha, Hạ Đông dường như hiểu ra được cái gì, khóe miệng khẽ nhếch một bên,
cũng mỉm cười, khiến cho mọi người hết sức vui mừng. Lần này Trần Phong càng quyến luyến Hạ Đông không buông tay, bế cả buổi không chịu buông. Hạ Tưởng thấy Trần Phong dù sao cũng lớn tuổi, Trần công con của ông phải vài năm nữa mới kết hôn, đẻ con. Ông kỳ thật có phần muốn ôm cháu trai rồi. Cuối cùng hay là Hạ Đông đói bụng, muốn uống sữa, mới để Tào Thủ Lê bế đi. Trần Phong lưu luyến không rời mà đem Hạ Đông trả lại cho Tào Thủ Lê nói. Đứa bé thật sự là khiến người khác yêu thích, cũng không biết tôi khi nào thì mới có thể ấm cháu trai. Vĩnh Quốc, anh thật có phúc. Theo sau đó cảm thấy Hạ Đông chỉ là cháu ngoại của Tào Vĩnh Quốc, liền nói với Hạ Thiên Thành. Lão Hạ, anh thật có phúc. Hạ Thiên Thành vẻ mặt thật thà chất phác mà cười suốt. Lúc 11 giờ, Tống Chiêu Độ và Tống Nhất Phàm đã tới. Tống Chiêu Độ với thân phận ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tham gia lễ đầy tháng con của Hạ Tưởng, có thể nói là hàng tôn quý. Sau khi y thuận lợi tiếp nhận chức vụ phó chủ tịch thường trực tỉnh, có người liền đoán y địa vị càng ngày càng củng cố, y hẳn có chí tiến thủ, đối với những mối quan hệ trước đây sẽ không còn nhiệt tình như lúc trước. Hôm nay tham dự lễ đầy tháng con trai của Hạ Tưởng, hành động của Tống Chiêu Độ khiến cho mọi người hiểu rõ, cho dù Tống Chiêu Độ đi đến đâu, quan hệ cá nhân giữa y và Hạ Tưởng cũng mật thiết như trước. Nhất là cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp của Tống Nhất Phàm khi xuất hiện, cố ý xin nghỉ phép tới tham gia lễ đầy tháng, càng lộ ra tin tức bên ngoài, mối quan hệ giữa Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng chẳng những rất chặt chẽ, còn là quan hệ thông gia tốt đẹp. Tống Chiêu Độ hôm nay còn có một cuộc họp quan trọng, nhưng y kiên quyết muốn tới đây, rõ ràng sự xuất hiện của y đối với Hạ Tưởng mà nói vô cùng có ý nghĩa quan trọng. Y phải xuất hiện, hơn nữa y còn quan tâm và trân trọng Hạ Tưởng. Cũng biết cuộc tụ họp hôm nay có ý nghĩa tượng trưng rất lớn, so với tham gia hôn lễ của Hạ Tưởng ý nghĩa còn sâu xa hơn. Sau khi Tống Chiêu Độ chào hỏi mọi người xong, lại thân thiết nắm tay Hạ Thiên Thành, lôi chuyện nhà ra nói một hồi. Hạ Thiên Thành gặp qua Tống Chiêu Độ trên TV, y hiện tại mỗi ngày phải xem tin tức của tỉnh và thành phố, chú ý nhất cử nhất động của lãnh đạo tỉnh thành, trên cơ bản người lãnh đạo nếu như lên TV, y đều có thể nhớ rõ ràng. Hiện tại không giống với trước kia, hiện tại lão đại và lão nhị đều là người trong quan trường, y cũng liền đi theo học tập và nghiên cứu sự thay đổi nhân sự trong quan trường, nhớ kỹ họ tên lãnh đạo lớn nhỏ, trở nên một nửa thông hiểu quan trường. Tống Chiêu Độ cũng bế Hạ Đông. Thái độ Hạ Đông đối với Tống Chiêu Độ có tốt hơn một chút, cũng có thể là do cô cậu ăn uống no đủ, Tống Chiêu Độ vừa mới ôm nó liền mỉm cười, còn cười rất vui vẻ, khiến cho Trần Phong có ý kiến nói. Được ngươi Hạ Đông, mới một tháng mà cũng biết nịnh hót, chẳng lẽ cậu cảm thấy tôi không bằng chủ tịch tỉnh Tống, có phải hay không? Tống Chiêu Độ nghe tình hình vừa nãy Trần Phong ôm Hạ Đông cũng là mừng rỡ cười ha ha. Chỉ chốc lát sau Tống Chiêu Độ có việc phải đi, có một cuộc họp chính phủ quan trọng cần phải tham gia, y lộ mặt cũng tương đương với biểu lộ thái độ. Đạt được mục đích là được rồi. Đương nhiên khi y đi rồi, Tống Nhất Phàm vẫn muốn ở lại. Tống Nhất Phàm cũng muốn ôm Hạ Đông. Cô không có kinh nghiệm, giống như ôm cái gối đầu mà ôm Hạ Đông, Tào Thù Lê liền ở một bên vô cùng lo lắng mà đưa tay đón lấy con, e sợ cô không cẩn thận quăng ngã đứa bé. Hạ Đông dường như không có một chút ý thức về sự nguy hiểm khi bị quăng xuống, nó được Tống Nhất Phàm ôm ở trước ngực, không chút khách khí vươn một đôi tay nhỏ mập mạp, trực tiếp để ở trên ngực Tống Nhất Phàm, còn há cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía trước đòi uống sữa. Tống Nhất Phàm bình thường ở trước mặt Hạ Tưởng lại mạnh dạn. Bị Hạ Đông trước mặt mọi người sờ ngực, còn muốn uống sữa, mặt đỏ tía tai, vội vàng đem Hạ Đông trả lại cho Tào Thù Lê, xấu hổ mà ức nói. Người cha xấu xa sinh ra đứa con xấu xa như cậu à, nhìn rõ ràng, chị không phải gì, chị không có sữa. Không nói thì tốt, vừa nói cũng có nghĩa khác, vài người đàn ông lớn tuổi hơn đều ngượng ngùng mở miệng cười, ngay cả Hạ Tưởng cũng là cố nén không cười, cổ ngọc không có nhịn được cười, cười ra tiếng. Nhất Phàm. Em, cô thiếu chút nữa nói ra lời bất nhã ngay tại chỗ, may mắn Nghiêm Tiểu thì đúng lúc kéo cô một phen, cô mới ý thức được không ổn, vội vàng câm miệng. Cũng may Tào Thù Lê đúng lúc giúp Tống Nhất Phàm giải vây. Tiểu tử hôi, cẩn thận mẹ đánh vào mông con đó. Về sau bảo ba dạy con làm sao lấy lòng được phụ nữ, trước tiên phải dùng miệng, mà không phải động thủ trước nhé. Lực chú ý của mọi người liền chuyển hướng đến trên người Hạ Tưởng. Mọi người cùng nhau cười Hạ Tưởng, xem như buông tha Tống Nhất Phàm. Dù sao Hạ Tưởng ra mặt dày, cười một cái cũng không có gì. Phạm Tranh cũng đến đây.
Hạ Tường có một khoảng thời gian chưa thấy qua Phạm Tranh. Dường như nghe nói Phạm Tranh bận xuất bản sách, còn đang giảng dạy cho một sinh viên nữ, có thể là công tư trọn vẹn đôi đường, y muốn thành công trên con đường sự nghiệp và tình yêu. Tuy nhiên Phạm Tranh vừa đến, hai mắt liền dừng ở trên người Cổ Ngọc, có vẻ như cắm rễ, khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy y cho dù một ngày kia thành chuyên gia giáo sư, phỏng chừng ở phương diện nào đó muốn nâng cao trình độ cũng vô cùng có hạn. Cổ Ngọc lại không thèm để ý đến Phạm Tranh, đối với sự xuất hiện của y cô làm như không nhìn thấy. Sự xuất hiện của Phạm Tranh, mặc kệ là từ góc độ nào mà nói, đều cho người ta cũng có đủ không gian liên tưởng. Phạm Tranh là công tử của chủ tịch tỉnh, tham dự tiệc đầy tháng con của Hạ Tưởng, cũng là truyền đạt ra bên ngoài một tin tức, chính là quan hệ giữa Hạ Tưởng và chủ tịch tỉnh Phạm còn mật thiết hơn người ngoài tưởng tượng một chút. Giữa Phạm Tranh và Hạ Tưởng càng vô tư, càng tùy tiện nói giỡn, càng có thể biểu hiện ra sự mật thiết khác người. Tuy rằng Phạm Tranh chỉ ở lại một chút rồi vội vàng cáo biệt mà đi, nhưng sự có mặt của y ở đây cũng có ý nghĩa sâu xa. Một người là con trai của chủ tịch tỉnh, một người là thiên kim của phó chủ tịch thường trực tỉnh, quan hệ của Hạ Tưởng ở tỉnh Yến vẫn được củng cố như trước đây. Thời điểm chuẩn bị khai tiệc, lại có một gã khách không mời mà đến, chẳng những khiến Hạ Tưởng giật mình không ít, mà ngay cả Trần Phong, Lý Đinh Sơn và Cao Hải cũng đều giật nảy người. Vu Phồn Nhiên không ngờ xuất hiện. Hạ Tưởng tuyệt đối không ngờ hắn và Vu Phồn Nhiên lần đầu tiên gặp mặt, lại gặp ở tiệc đầy tháng của con. Vu Phồn Nhiên đến thành phố Yến nhậm chức chưa tới 3 ngày, thời gian 3 ngày, không đủ để nhìn thấy phương hướng chính trị và lập trường của người này. Sau khi Hạ Tưởng nghe Lý Đinh Sơn nói Vu Phồn Nhiên nhậm chức, khiêm tốn mà thiết thực, sau khi đơn giản mà làm những biểu hiện bề ngoài, gã liền trực tiếp dọn vào văn phòng Đàm Long trước kia, phải mất 2 ngày để làm xong công việc trên tay. Cao Hải đối với Vu Phồn Nhiên ấn tượng khá tốt, lần đầu tiên tham gia hội nghị chính phủ thường vụ, Vu Phồn Nhiên đối với công việc gã được phân công quản lý làm rất gọn gàng ngăn nắp, rất dễ dàng mà biết việc nào nặng nhẹ, gấp gáp hay thong thả. Dựa theo tình hình như thường lệ, thông thường sau một tuần nhận chức mới chính thức xâm nhập vào công việc bên trong, gã lại chỉ cần dùng 2 ngày đã hoàn thành quá trình thích ứng. Cao Hải chỉ biết, Vu Phồn Nhiên là một người có năng lực. Vu Phồn Nhiên 37 tuổi, vóc dáng khá cao, mặt chữ điền, hai mắt có thần, mũi thẳng khẩu phương, nếu ở cổ đại, tướng mạo của gã chính là tướng của quan lớn chuẩn mực. Cổ đại lại bộ tuyển quan, cho dù xuất thân tiến sĩ, nếu bộ dạng xấu, hoặc là gầy trơ xương, hoặc là xấu xí, tuyệt đối không đảm đương nổi quan. Sau khi được trúng tiến sĩ, bởi vì tướng mạo mà không thể làm quan thì vô cùng nhiều. Vu Phồn Nhiên chủ động hướng Hạ Tưởng vươn tay, ha hả cười. Tôi là khách không mời mà đến, không biết đồng chí Hạ Tưởng có hoan nghênh hay không. Nói xong, cũng không đợi Hạ Tưởng trả lời, liền hướng Trần Phong, Lý Đinh Sơn và Cao Hải gật đầu thăm hỏi. Trần Phong mấy người cũng là mỉm cười đáp lại. Hạ Tưởng vội cung kính mà không mất vẻ niềm nở đáp lại. Đâu dám, thị trưởng Vu Hạ Cố đến đây, thật sự là quá bất ngờ. Cũng là vinh hạnh cho tôi, hoan nghênh, hoan nghênh. Vu Phồn Nhiên nghe ra ngụ ý của Hạ Tưởng còn nói. Tôi cũng không phải tình cờ đi ngang qua, cũng không phải tình cờ nghe, mà là đặc biệt đến chúc mừng anh, chính là đến xem cháu trai nhỏ. Vu Phồn Nhiên ẩn trong lời nói tiết lộ ra ý thân thiết, không xem Hạ Tưởng là người ngoài, cũng không coi mình là người ngoài, còn xưng hô ngang hàng với nhau, Trần Phong và Lý Đinh Sơn, Cao Hải liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu được. Vu Phồn Nhiên lần này đến, có ám chỉ mạnh mẽ, là chứng tỏ lập trường của gã tại thành phố Yến. Vu Phồn Nhiên về sau tại thành phố Yến có lẽ không dựa vào Trần Phong, có lẽ sẽ không ngã về Hồ Tăng Chu, lại càng không hướng về Phó Tiên Phong, nhưng gã về sau rất có khả năng tạo mối quan hệ khá tốt với Hạ Tưởng. Còn có thể duy trì một loại quan hệ cá nhân tốt đẹp. Tâm tư Trần Phong trong nháy mắt vòng vo mấy vòng, trên mặt lấy lại bình tĩnh. Lý Đinh Sơn và Cao Hải lại nghĩ, nếu Vu Phồn Nhiên và Hạ Tưởng thành lập mối quan hệ cá nhân tốt đẹp, thế cục thành phố Yến sẽ hiện ra cục diện phức tạp mà từ trước đến nay chưa hề có, mà Hạ Tưởng cùng với Vu Phồn Nhiên cùng nhau duy trì tính độc lập, sẽ trở thành đối tượng mà các bên lôi kéo cạnh tranh. Sức mạnh của Hạ Tưởng sẽ tăng nhiều. Vu Phồn Nhiên không lộ diện còn tốt, vừa lộ diện đã tặng cho Hạ Tưởng một phần đại lễ, hơn nữa còn là phần đại lễ có ảnh hưởng sâu sắc. Còn ngay trước mặt Trần Phong nói ra, có thể nói có thâm ý sâu sắc. Hạ Tưởng xem như hiểu đích xác ý đồ Vu Phồn Nhiên đến đây, nếu không phải Ngô Tài Giang bày mưu đặt kế,
nếu là do Vu Phồn Nhiên tự quyết định, gã chính là một người rất có trí tuệ chính trị. Bởi vì gã hôm nay xuất hiện và lời nói vừa nãy chí ít cũng có hàm ý trên ba phương diện. Thứ nhất, biểu lộ lập trường của gã duy trì nhất quán với hắn, không dựa vào bất cứ thế lực nào trong ba thế lực của thành phố Yến. Thứ hai, cố ý ngay trước mặt Trần Phong nhấn mạnh gã muốn cùng Hạ Tưởng thiết lập mối quan hệ riêng tư mật thiết, cũng là có ý muốn tạo vết rạn nứt giữa hắn và Trần Phong, muốn cho Trần Phong đề phòng với hắn. Thứ ba, cũng là muốn thử trình độ quan hệ vững chắc giữa hắn và Trần Phong, âm thầm quan sát một chút phản ứng của Lý Đinh Sơn và Cao Hải. Hạ Tưởng hiểu rõ hơn hết, nếu hắn lựa chọn nắm tay cùng với Vu Phồn Nhiên, có thể lôi kéo Lý Đinh Sơn và Cao Hải cùng chung một hội, như thế là có thể để cho Vu Phồn Nhiên cầm đầu, Lý Đinh Sơn và Cao Hải là phụ của phe phái mới, từ đó đứng vững chân ở thành phố Yến, chu toàn giữa Trần Phong và Hồ Tăng Chu, nuốt một phần thế lực của Phó Tiên Phong, từ đó đạt được ích lợi lớn nhất. Không thể không nói, Vu Phồn Nhiên thủ đoạn rất cao minh, nhưng có một chút khiến Hạ Tưởng nhiều ít hơi không vui chính là, y rất nóng vội, mục đích quá mạnh mẽ, ý tứ châm ngòi ly gián hàm xúc quá nặng. Hạ Tưởng và Trần Phong quen biết nhiều năm, tại thời điểm mấu chốt Trần Phong còn chịu đựng áp lực cố gắng nâng đỡ hắn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch quận, tình sâu nghĩa nặng như vậy, Vu Phồn Nhiên từ trên trời rơi xuống làm sao có khả năng lý giải được. Mặc kệ gã là do ai bày mưu đặt kế, Ngô Tài Giang cũng được, ông cụ Ngô gia cũng được, hoặc là chủ ý của chính y cũng được, Hạ Tưởng vốn là người trọng tình cảm, làm sao mà vứt bỏ Trần Phong mà lựa chọn Vu Phồn Nhiên. E rằng Vu Phồn Nhiên thay mặt ông cụ Ngô gia, Hạ Tưởng cũng tin tưởng và chấp hành một điểm, làm người không thể quên gốc rễ, hắn có được như hôm nay, là kết quả do Trần Phong mấy lần ra tay ngăn hậu quả của cơn sóng dữ, mà không phải là Ngô gia. Hạ Tưởng liền vẻ mặt vui sướng tươi cười, khách khí nói. Cảm ơn sự ưu ái của thị trưởng Vu, tôi thay Hạ Đông cảm ơn thị trưởng Vu đặc biệt đến đây thăm cháu, nếu cháu có thể nói, nhất định cháu sẽ tự cảm ơn thị trưởng Vu. Hạ Tưởng luôn luôn nhấn mạnh, thị trưởng Vu, mà không phải, bác Vu, liền biểu lộ đầy đủ lập trường, đừng nghĩ mới đến thành phố Yến đã nghĩ tới làm loạn tình hình nơi đây, anh là người của Ngô gia là thật, tôi có thể tôn kính anh, cũng có thể hợp tác với anh, nhưng vấn đề phải trái, tôi còn phải giữ nguyên tắc của tôi. Một chút thất vọng trong mắt của Vu Phồn Nhiên chợt lóe lên, tuy nhiên gã lập tức lấy lại vẻ bình thường, vẻ mặt không có mùi vị gì tươi cười. Được, được, tôi thích nhất trẻ con, có thể cho tôi ấm một cái không? Hạ Tưởng ấm Hạ Đông từ trong tay của Tào Thù Lê, đưa cho Vu Phồn Nhiên. Vu Phồn Nhiên bế Hạ Đông, thủ pháp còn khá chuyên nghiệp, hiển nhiên đã từng làm ba. Sau khi gã ấm đứa bé xong, tiện tay rút bao lì xì nhét vào tay Hạ Đông nói. Nào, bác cho con tiền lì xì, chúc con khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành. Hạ Đông cũng có ý tứ, sau khi đôi tay nhỏ bé sờ qua bao lì xì, liền nắm chặt, không chịu buông tay, còn không quên nhếch miệng cười với Vu Phồn Nhiên. Vu Phồn Nhiên cũng đùa mỉm cười. Bé ngoan, rất giỏi, về sau nhất định có thể một tay nắm quyền, một tay nắm tiền, hai tay đều phải cứng rắn. Trần Phong liền cười. Tiền lì xì của thị trưởng Vu vừa phát. Chúng ta cũng không thể tay không, vốn tôi còn tưởng rằng có thể tiết kiệm được một chút tiền, không nghĩ tới thị trưởng Vu mở đầu tốt, được, tốn kém thì tốn kém. Trần Phong thò tay từ trong người lấy ra một phong lì xì, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị rồi, nhưng vẫn chưa có lấy ra. Hiện tại nối gót Vu Phồn Nhiên lấy ra, hành động này là có ý vị sâu xa. Tất cả mọi người hiểu được, Trần Phong có mang theo tiền lì xì nhưng không lấy ra, toàn bộ còn xem tình hình cụ thể như thế nào. Hiện tại lại vì Vu Phồn Nhiên mà lấy cớ đem ra, ít nhất có hai tầng hàm nghĩa, một là biểu thị sự hài lòng với Hạ Tưởng, hai là tỏ vẻ bất mãn với Vu Phồn Nhiên. Vu Phồn Nhiên khiến ông tốn kém, ý tứ là, Vu Phồn Nhiên khiến ông tức giận. Trần Phong vừa dẫn đầu, Lý Đinh Sơn và Cao Hải cũng đều đưa tay lấy ra bao lì xì, từng cái đều nhét vào tay Hạ Đông. Hạ Đông tay nhỏ, không cầm hết được, nó liền nhận được cái mới ném cái cũ. Dù sao là ai đến cũng không cự tuyệt, còn cười không ngừng, giống như kẻ hám lợi điển hình. Hạ Tưởng cũng không chối từ, khiến Tào Thù Lê nhận vào từng cái bao lì xì của Trần Phong và mấy người nói. Mau thay con nhận bao lì xì của bác Trần, bác Lý và bác Cao, nhất định phải lấy, không lấy họ sẽ không vui. Tuy nhiên con cũng đừng tham tiền quá, phải nói một tiếng cảm ơn, bày tỏ một chút, có phải hay không? Hạ Đông đương nhiên không hiểu Hạ Tưởng đang nói cái gì, giơ tay lấy một bao lì xì, muốn mở ra.
Tào Thù Lê vội đoạt lại, không cho đứa bé ngay trước mặt mọi người mở ra, sợ thất lễ. Hạ tưởng không khách khí, là không coi Trần Phong mấy người là người ngoài. Lại lấy giọng điệu Hạ Đông xưng hô mấy người là bác, cũng có ý là nói cho Vu Phồn Nhiên nghe, mối quan hệ giữa hắn và Trần Phong, Lý Đinh Sơn cùng với Cao Hải không phải là quan hệ bình thường, không dễ dàng thay đổi lập trường như vậy. Vu Phồn Nhiên cũng không đơn giản, mặt không đổi sắc, ngược lại ngồi xuống nói. Tùy phần tử, vừa lúc tới giờ cơm, dù sao cũng phải ăn cơm, làm sao, tiểu hạ không chào đón. Hạ tưởng vội cười. Đương nhiên hoan nghênh, tôi lát nữa sẽ uống hai ly với thị trưởng Vu. Vu Phồn Nhiên cười nói. Đương nhiên rồi, chủ tịch tỉnh Ngô nói, tử lượng của cậu không tồi. Ngô Tài Giang đã tới tỉnh Tây Bắc nhậm chức, Vu Phồn Nhiên trực tiếp nâng Ngô Tài Giang, hiển nhiên là đánh bài tình cảm rồi. Gần đây không có liên hệ với chủ tịch tỉnh Ngô, có thời gian sẽ liên lạc với ông, phỏng chừng ông gần đây cũng khá bận. Hạ tưởng tiếp một câu. Thị trưởng Vu vừa tới thành phố Yến, hẳn cũng là khá bận. Bận, lúc nào cũng bận, tóm lại không có thời gian rảnh. Tuy nhiên tiệc đầy tháng của Hạ Đông, cho dù bận cũng đến, nếu không chủ tịch tỉnh Ngô sẽ phê bình tôi. Vu Phồn Nhiên không chút để ý nói một câu, sau đó lại nhìn Trần Phong liếc mắt một cái, còn nói. Bí thư Trần, tôi nghĩ vài ngày gần đây muốn đến khảo sát công việc của quận Hạ Mã một chút, anh có tinh thần chỉ thị gì không? Phó thị trưởng thường trực đến quận thị sát công tác, không cần phải xin chỉ thị của bí thư, Vu Phồn Nhiên hỏi điều này, dụng tâm kín đáo. Trần Phong giơ ly rượu lên. Tuy rằng trong thành ủy, tôi đã thay mặt thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hoan nghênh đồng chí Vu Phồn Nhiên đến thành phố Yến công tác, hôm nay xem như lần đầu tiên ngồi cùng một chỗ uống rượu. Riêng tôi tỏ vẻ hoan nghênh. Vu Phồn Nhiên vội không để lỡ cơ hội cùng Trần Phong cùng ly, ly rượu đã vơi đi một nửa, biểu thị sự tôn kính. Cảm tạ tình cảm nồng nàn của bí thư Trần. Chương 582, lập kế hoạch rồi sau đó hành động. Trần Phong nhấp một ngụm rượu còn nói. Xây dựng kinh tế quận Hạ Mã là công việc quan trọng nhất gần đây của thành phố, đồng chí Phồn Nhiên trước chọn đến quận Hạ Mã thị sát công tác, là chuyện tốt. Chứng minh đối với nhiệm vụ của chính quyền có đề ra đường lối tìm tòi, tôi rất ủng hộ. Vu Phồn Nhiên uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, mỉm cười một chút, lại theo thứ tự đi kính rượu Lý Đinh Sơn và Cao Hải. Vu Phồn Nhiên nếu lựa chọn ở lại, còn có thể cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, Hạ Tưởng có chút đánh giá cao về y, thắng không kiêu dễ dàng làm được, bại không giận sẽ rất khó, y ngược lại hồn nhiên làm như không có chuyện gì. Dường như vừa rồi thất bại trong chuyện thăm dò ý tứ đối phương đối với y một chút cũng không có ảnh hưởng. Sau khi yến tiệc kết thúc, Vu Phồn Nhiên cố ý tìm một cơ hội song hành với Hạ Tưởng, nhỏ giọng nói một câu. Tiểu Hạ, chủ tịch tỉnh Ngô nhờ tôi thăm hỏi anh, ông nói, anh có thời gian gọi điện thoại cho ông. Hạ Tưởng hiểu Vu Phồn Nhiên là nhắc nhở hắn sự tình hôm nay, hướng Ngô Tài Giang giải thích, hắn liền cười nói. Được, được, thị trưởng Vu cứ yên tâm. Từ đầu đến cuối, Hạ Tưởng đều vẫn khách sáo mang theo cảm giác xa cách, không tạo cho Vu Phồn Nhiên sự kỳ vọng khẩn thiết. Tiệc đầy tháng cũng thành cuộc đấu sức, Hạ Tưởng là do bất đắc dĩ, người trong chốn quan trường, thật đúng là thân bất do kỳ. Đứa con mới đầy tháng, đã trở thành cái cớ cho mọi thế lực khắp nơi thăm dò và cạnh tranh, khiến hắn không biết làm sao. Nhưng nếu lựa chọn quan trường, phải chuẩn bị tâm lý chịu đựng áp lực mọi mặt. Chỉ có điều khiến Hạ Tưởng trong lòng thiếu tự tin chính là, Vu Phồn Nhiên cuối cùng tại thành phố Yến sẽ đi con đường như thế nào. Và lại mỏi mắt mong chờ, vừa đi vừa nhìn. Hạ Tưởng mượn lễ đầy tháng của con trai, cử hành một cuộc hội tụ nhỏ, buổi tối hôm đó, Phó Tiên Phong cùng một đám người cũng tổ chức một cuộc gặp gỡ đông đảo người. Sở dĩ nói đông đảo người, là bởi vì chẳng những trong tỉnh có Thôi Hướng, Mã Tiêu, ở thành phố có Phó Tiên Phong, chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trần Ngọc Long. Còn có bí thư quận ủy quận Hạ Mã Bạch Chiến Mặc, phó bí thư Khang Thiếu Diệp. Tụ hội là do Phó Tiên Phong triệu tập mời dự họp. Phó Tiên Phong triệu tập mọi người tụ cùng một chỗ mục đích là thảo luận tình hình trước mắt của tỉnh thành, bởi vì từ khi Tống Chiêu Độ tiếp nhận chức vụ phó chủ tịch thường trực tỉnh, Cao Tấn Chu Tiến nhập vào hội nghị thường vụ, phó gia đã chịu thiệt hại nghiêm trọng từ trước đến nay chưa hề có. Phó Tiên Phong sau vài ngày tinh thần sa sút, lại lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Chuẩn bị một lần nữa bố trí bước kế hoạch tiếp theo. Tuy rằng ở phương diện lớn có phó chủ tịch thường trực tỉnh thất lợi và Đàm Long điều đi, ở phương diện nhỏ có thời trang hàng hiệu bị người nhìn chăm chú,
khiến Phó Tiên Phong cảm thấy không hài lòng với mọi chuyện gần đây, y vô cùng buồn bực. Nhưng y được ông cụ cho phép, có được quyền lực lớn lao từ sự điều động của Phó gia, khiến y cảm thấy cầm quyền trong tay, nên hả lòng hả dạ. Phó Tiên Phong trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, quyết định mô phỏng theo Ngô gia sử dụng đầy đủ các quyền lực trong tay, chuẩn bị lại lần nữa khiêu động tỉnh Yến và tình hình thành phố Yến. Ý tưởng của Phó Tiên Phong, bước đầu tiên, ở trong tỉnh, lấy ích lợi lôi cuốn Diệp Thạch Sinh dựa vào Phó gia, thỏa hiệp với Thôi Hướng. Bước thứ hai, Diệp Thạch Sinh và Thôi Hướng sau khi kết hợp nhất tề không chia rẽ, lại khiêu động ích lợi thành phố Yến, điều Phương Tiến Giang đi, người mà Phó gia phân công đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ, từ đó nắm quyền lực nhân sự thành phố Yến. Phương Tiến Giang lý lịch kinh nghiệm được rồi, đưa gã lên bất kỳ một thành phố nào đảm nhiệm chức bí thư thành ủy, chắc chắc gã cũng sẽ không cự tuyệt. Việc này còn vướng mắc ở chỗ Diệp Thạch Sinh không gật đầu, Thôi Hướng một cây chẳng chống vững nhà, khó có thể chống lại sự liên kết của Diệp Thạch Sinh và Mai Thái Bình. Tuy nhiên chỉ cần Diệp Thạch Sinh thỏa hiệp, ông và Thôi Hướng lập trường thống nhất. Mai Thái Bình cho dù phản đối, cũng khó kháng cự lại. Trừ phi đến lúc đó Phạm Duệ Hằng và Mai Thái Bình có chung tiếng nói, tuy nhiên giữa Phạm Duệ Hằng và Mai Thái Bình không có tình bằng hữu gì và ích lợi chung, bọn họ nếu liên kết chỉ có một khả năng, hạ tưởng từ giữa dàn xếp. Lúc này cần phải để cho Bạch Chiến Mặc ra mặt, nếu Bạch Chiến Mặc gây ra chuyện, khiến hạ tưởng ở quận Hạ Mã Ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn đến lúc đó không có cách nào nhúng tay vào tình hình của tỉnh, đại sự có thể thành. Cho nên mấu chốt vấn đề giai đoạn đầu ở chỗ, như thế nào đả động Diệp Thạch Sinh. Thời gian Diệp Thạch Sinh đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy không dài, nhưng ông tuổi tác không nhỏ, đã 62 tuổi, nếu làm hết một nhiệm kỳ, vừa lúc đến tuổi về hưu, rất có khả năng liền trực tiếp từ nhiệm, duy trì chức tỉnh bộ đợi dưỡng lão. Nhưng nếu triển khai hoạt động, do Phó gia ra mặt giúp ông an bài một chức vụ cấp phó quốc, cho dù là chức quan nhàn tản, cũng xem như cả đời cấp phó quốc, xem như công đức viên mãn, ông có thể cảm động hay không? Khẳng định có. Căn cứ theo sự quan sát của Phó Tiên Phong, Diệp Thạch Sinh còn có chí tiến thủ, ông sở dĩ mạnh mẽ đẩy mạnh điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, chính là nghĩ muốn nóng lòng làm ra chiến tích, muốn trước khi đến tuổi tiến thêm một bước nữa. Người trong quan trường không đạt được mục đích cuối cùng, ai cũng không chịu vứt bỏ niềm ao ước và nỗ lực lên cao. Phó Tiên Phong cảm thấy có thể cùng Diệp Thạch Sinh đạt đến thỏa hiệp, y chuẩn bị đưa cho Diệp Thạch Sinh hai lựa chọn. Một là hiện tại từ nhiệm, đến Hội đồng Nhân dân đảm nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, không có thực quyền, nhưng cam đoan có sự đãi ngộ của một người lãnh đạo quốc gia, là sẽ có con đường tương đối an toàn. Một là cho Phó ra thời gian 2 năm triển khai hoạt động, 2 năm sau, lạc quan một chút có thể lấy được vị trí Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc kiêm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, nếu bê ảo thủ một chút, có thể cũng lấy được chức ủy viên quốc hội. Phó gia ở thủ đô thực lực tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng Diệp Thạch Sinh bản thân có chiến tích, kinh nghiệm lý lịch cũng đủ, đệ trình đi lên cũng dễ nói chuyện, nếu bắt đầu triển khai hoạt động, phí sức lực cũng sẽ không quá lớn. Mấu chốt là Diệp Thạch Sinh hậu trường trung ương không đủ cứng rắn, mạnh mẽ, 2 năm sau có thể sẽ lui xuống, Diệp Thạch Sinh đến lúc đó mất đi chỗ dựa vững chắc, cũng có thể trực tiếp mất sạch mọi thứ, ngay cả một chức phó quốc nhàn tản cũng mò không đến. Cho nên nếu Phó gia ra mặt chủ động đề xuất giúp Diệp Thạch Sinh triển khai hoạt động, không sợ Diệp Thạch Sinh không động lòng. Hơn nữa theo Phó Tiên Phong biết, Ngô gia, Mai gia và Khâu gia đều không có ý định lôi kéo Diệp Thạch Sinh, khiến y cho rằng cơ hội có thừa. Mà hiện tại giữa Hạ Tưởng người đang ở quận Hạ Mã và Diệp Thạch Sinh ít có sự tương tác, lại bởi vì mâu thuẫn chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp trong tỉnh giảm đi, giữa Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng liên minh tạm thời có dấu hiệu buông lỏng. Lúc này ra tay, đúng là thời cơ. Vì thế, Phó Tiên Phong còn đặc biệt cùng ông cụ thông qua mấy lần điện thoại, thỉnh giáo ông cụ như thế nào thực thi chiến lược từ trên xuống dưới, ông cụ cũng đưa ra không ít ý kiến xây dựng, trên cơ bản khẳng định suy nghĩ của y. Phó Tiên Phong còn có một quyết tâm là nhất định phải đạt được. Hơn nữa nói đến thời trang hàng hiệu đối diện quốc tế Yến Xuân giáp mặt lộ ra, xấu hổ mà lộ ra thái độ dữ tợn, chính là kiếm chỉ thời trang hàng hiệu. Hơn nữa y cũng làm cho người ta trải qua không ngừng âm thầm điều tra, rốt cục làm rõ người phía sau màn chính là Vệ Tân, khiến cho y trong lòng vô cùng không vui. Vệ Tân là người của Liên Nhược Hạm là người của Hạ Tưởng, đây có phải là chủ ý của Hạ Tưởng hay không, y còn chưa dám khẳng định, nhưng nếu Vệ Tân quen biết Hạ Tưởng, Phó Tiên Phong xem ra, Hạ Tưởng thoát không khỏi can hệ,
bởi vì quốc tế Yến Xuân rõ ràng là nhằm vào thời trang hàng hiệu, nhất định đối chọi với thời trang hàng hiệu. Thậm chí sẽ tìm ra cách đưa thời trang hàng hiệu vào chỗ chết. Lại có sự kiện lần trước Phó Gia thất bại, Phó Tiên Phong liền hoài nghi Hạ Tưởng đóng vai trò nhân vật trung gian không vinh dự, tuy rằng không có chứng cứ xác thực chỉ hướng Hạ Tưởng, Phó Tiên Phong gần như đã có thể khẳng định Hạ Tưởng tuyệt đối sẽ dùng hết sức lực mà đứng đối lập với Phó Gia, cho dù hắn và Ngô Gia hiện tại quan hệ căng thẳng, nhưng hắn khẳng định vui vẻ giúp Mai Gia và Khâu Gia, hơn nữa Tống Chiêu Độ lên chức, đối với Hạ Tưởng rõ ràng thật là tốt. Phó Tiên Phong đơn phương tình nguyện cho rằng Hạ Tưởng chính là người trung gian, khiến y căm thù đến tận xương tủy. Đương nhiên Hạ Tưởng thấy Phó Tiên Phong đơn phương tình nguyện chính là sự thật, tuy nhiên hắn có chết cũng không thừa nhận, coi như Phó Tiên Phong là đơn phương tình nguyện được rồi. Phó Tiên Phong lại căm hận Hạ Tưởng, hiện tại muốn nắm lấy Hạ Tưởng không có cách nào. Y cũng hiểu được, ở quận Hạ Mã, trí tuệ chính trị của Bạch Chiến Mặc không thể so sánh với Hạ Tưởng. Có lẽ dựa vào quyền uy của nhân vật bí thư giỏi giang, có thể tạm thời miễn cưỡng đè áp Hạ Tưởng, khiến hắn bó tay bó chân, nhưng cũng không biết làm sao với Hạ Tưởng. Ở thành phố cũng là như thế, y cũng không động được Hạ Tưởng, ở thành phố chẳng những có Trần Phong bảo vệ Hạ Tưởng, còn có Lý Đinh Sơn và Cao Hải, chủ yếu chính là có Phương Tiến Giang. Phương Tiến Giang thân là trưởng ban tổ chức cán bộ, nắm quyền trong tay, trở ngại lớn với kế hoạch của y. Nắm giữ không được quyền hành nhân sự. Y không động được một sợi lông Hạ Tưởng, trừ phi Hạ Tưởng chủ động phạm sai lầm, hơn nữa sai lầm lớn mới động được hắn một chút, nhưng Hạ Tưởng từ trước đến nay lươn lẹo, hơn nữa đối nhân xử thế lại điềm đạm, chắc chắn, khiến chính hắn phạm sai lầm, gần như không có khả năng. Nếu điều khỏi Phương Tiến Giang, trưởng ban tổ chức cán bộ sẽ thành người một nhà với nhau, với y mà nói tình hình thành phố Yến căn bản sẽ phát sinh tính nghịch chuyển. Trưởng ban tổ chức cán bộ y và phó bí thư quản lý nhân sự một lòng sẽ đưa ra những quy định lớn đối với Trần Phong và Hồ Tăng Chu, hơn nữa, y mới có thể điều chỉnh được bộ máy chính đảng của quận Hạ Mã, khiến thế cục có lợi với y về phương diện phát triển. Đương nhiên quận Hạ Mã cũng không hoàn toàn là mục tiêu cuối cùng của Phó Tiên Phong, y muốn nắm trong tay chính là toàn bộ tình hình thành phố Yến, đương nhiên tiến thêm một bước nữa là có thể để Phó Gia cuối cùng có được lực ảnh hưởng xung quanh tỉnh là mục tiêu trung cực lớn của y. Cho dù nói ra khó khăn rất lớn, nhất định sẽ gặp sự cản trở của Ngô Gia, Mai Gia và Khâu Gia, nhưng vừa mới nắm giữ quyền lực khổng lồ của Phó Gia, Phó Tiên Phong đúng là có lòng tự tin bành trướng cực độ. Tự cho quyền lớn nơi tay Giang Sơn ta có, chỉ cần vận dụng thích đáng, nhất định có thể lợi dụng quan hệ của Ngô Gia, Khâu Gia và Mai Gia không tín nhiệm lẫn nhau lại mất lòng tin lẫn nhau, châm ngòi ly gián, sau đó bố cục thành công. Vạn sự khởi đầu nan. Một điểm khó nhất chính là như thế nào khiến Diệp Thạch Sinh chuyển hướng. Chỉ cần Diệp Thạch Sinh cảm động, chỉ cần Diệp Thạch Sinh gật đầu, trên cơ bản đại kế đã thành công một nửa. Diệp Thạch Sinh một khi lần nữa đến gần Thôi Hướng, khôi phục lại trạng thái hợp tác chặt chẽ như trước kia, cho dù không phải Phó Gia nói gì nghe nấy, chỉ cần Diệp Thạch Sinh như y mong muốn sắp đặt vài lần điều chỉnh nhân sự thành phố Yến, không cần vài lần, chỉ cần điều Phương Tiến Giang đi là được. Là y có thể tiếp tục tiến hành bước tiếp theo. Diệp Thạch Sinh có thể cùng Thôi Hướng liên kết, có thể đè ép Mai Thái Bình, tại ban tổ chức cán bộ có thể lôi kéo vài phó trưởng ban, có thể mất quyền lực Mai Thái Bình, như thế, đại cục có thể định. Phó Tiên Phong sắp đặt địa điểm hội họp ở tại Tĩnh Tâm Sơn Trang, Hồng Tụ Thiêm Hương sẽ không đi, cho y một hồi ức không tốt đẹp lắm. Không muốn nghĩ, nghĩ đến là đau đầu, nghĩ đến là tức giận. Nghĩ đến thái độ đắc ý vênh vang của Hạ Tưởng, y liền tức giận. Tuy nhiên nghĩ đến Nguyên Minh Lượng đã bước đầu bắt đầu bố cục, y trong lòng liền lại hiện lên một tia đắc ý. Hạ Tưởng cho dù thông minh, tinh mắt cũng sẽ không biết ý đồ đích thực của Nguyên Minh Lượng. Chờ một ngày có lời giải chân tướng sự việc, xem Hạ Tưởng uể oải như thế nào, khóc nức nở như thế nào, thậm chí đau đớn đến mức muốn chết mà chết không được. Đối với sự dè dặt của Nguyên Minh Lượng, Phó Tiên Phong cũng rất oán hận. Cảm thấy gã quá mức thận trọng. Gần một tháng, mới bắt đầu sưu tập tin tức bất động sản, có phải hơi cẩn thận chặt chẽ hay không? Đừng nói Hạ Tưởng không có khả năng phát hiện dụng ý thương mại của Trường Cơ, cho dù hắn đối với sự đầu tư của thương mại Trường Cơ có điều hoài nghi, hắn cũng không có khả năng đoán được thủ đoạn của thương mại Trường Cơ, hắn cũng không phải là tay buôn bán thiên tài. Hơn nữa, trên thế giới làm sao có cái gì thiên tài? Hạ Tưởng là chủ tịch quận, bình thường công việc bận rộn. Làm sao có thời gian chăm chú nhất cử nhất động của thương mại Trường Cơ, hắn nếu đồng ý đề nghị Bạch Chiến Mặc,
đối với tiền vốn thương mại Trường Cơ buông tay mặc kệ, phỏng chừng sẽ không để ý tới hoạt động cụ thể của thương mại Trường Cơ. Phó Tiên Phong cũng vì chuyện này mà đã đàm phán qua mấy lần với Nguyên Minh Lượng, Nguyên Minh Lượng vẫn duy trì ý định đi một bước xem ba bước, cẩn thận vẫn hơn. Nguyên Minh Lượng tuy rằng cũng cho rằng Hạ Tưởng không có khả năng biết động cơ của gã, nhưng gã cảm thấy Hạ Tưởng đối nhân xử thế vô cùng khôn khéo, lần trước tiếp xúc tuy rằng gã chiếm được tin tức, nhưng trời sinh tính đa nghi gã vẫn là e sợ trong đó có trá, quyết định hoãn lại một chút nói sau, xem thử Hạ Tưởng có phải thật sự buông tay không để ý tới thương mại Trường Cơ, gã nói quận Hạ Mã lấy nhà ở giá rẻ đưa ra phán đoán suy luận, có chính xác hay không. Nhân dịp Quốc Khánh, Nguyên Minh Lượng thăm viếng các nơi tiêu thụ của cao ốc, sau khi khảo sát qua thực địa cho ra kết luận, người thành phố Yến thu nhập thấp, chú trọng nhà ở với giá thấp vào khoảng 2.000 nhân dân tệ trở xuống, cụ thể đến quận Hạ Mã, khu chung cư khoảng 2.000 đến 3.000 nhân dân tệ được hoan nghênh nhất. Bởi vì quận Hạ Mã có ưu thế sông Hạ Mã, mà vị trí tiểu khu dọc hai bên bờ sông có hạt, đây là địa điểm hoàn kim có tiềm lực lớn nhất sau này, cũng là mục tiêu chủ yếu của thương mại Trường Cơ. Ngày đầu tiên sau Quốc Khánh, Nguyên Minh Lượng liền báo cáo Phó Tiên Phong, định bụng bắt tay vào đánh thương mại Trường Cơ. Phó Tiên Phong liền trong nháy mắt nhen nhóm ý chí chiến đấu. Hơn nữa y trong suy nghĩ mới nhất lập kế hoạch lôi kéo Diệp Thạch Sinh, Phó Tiên Phong cho rằng, y cần phải triệu tập mọi người đàm phán kế hoạch quan trọng kế tiếp, làm một lần giao lưu thâm nhập. Đương nhiên sự việc của thương mại Trường Cơ, y sẽ không lộ ra quá nhiều, ngoại trừ Bạch Chiến Mặc có biết một hai phần ra. Đối với những người khác là tạm thời giữ bí mật là tốt nhất, đợi sau khi diện kiến lần đầu hiệu quả, mới tung ra, khẳng định có thể khiến cho bọn họ chấn động, và đối với mưu tính sâu xa của y vô cùng khâm phục. Phó Tiên Phong vô cùng để ý vị trí trung tâm của y, muốn cảm giác về sự ưu việt của các vì sao vây quanh mặt trăng. Cho nên cuộc gặp mặt hôm nay đợi mọi người ngồi xuống xong, y nói câu đầu tiên với Thôi Hướng. Bí thư Thôi, tôi có một kế hoạch. Cố ý để Bí thư Diệp và anh khôi phục lại quan hệ tình cảm như xưa, anh nghĩ như thế nào? Thôi Hướng giật mình, lập tức vui vẻ. Tiên Phong có ý tưởng gì nói nghe một chút. Gần đây tình hình trong tỉnh ổn định, mối quan hệ của Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm vẫn mật thiết giống như trước đây. Nhân vật mấu chốt xung đột với bọn họ là Hạ Tưởng. Hiện tại Hạ Tưởng không ở trong tỉnh, đây là lại là một thời cơ tốt. Phó Tiên Phong gật đầu, Thôi Hướng phân tích xu thế rất xác thực. Không hổ là nhiều năm lão luyện trong quan trường. Phó Tiên Phong đã đem hai kế hoạch của y nói ra, người đang ngồi đều là y tuyệt đối tín nhiệm, ngoại trừ Khang Thiếu Diệp ra, nhưng y cũng không sợ Khang Thiếu Diệp âm thầm mật báo cho Hồ Tăng Chu. Hồ Tăng Chu hiện tại vị trí ở thành phố vô cùng xấu hổ, vừa không có quyền nhân sự trong bộ máy chính phủ lại không có thân tín, gần như bị Trần Phong tước mất quyền lực. Khang Thiếu Diệp vốn xưa kia quan hệ khá tốt với Hồ Tăng Chu, hiện tại tình hình Bạch Chiến Mặc càng chạy càng gần. Hôm nay Bạch Chiến Mặc cố ý kéo Khang Thiếu Diệp đến đây, nói là có việc quan trọng cần thương thảo, Phó Tiên Phong cũng không có cự tuyệt. Thôi Hướng nghe Phó Tiên Phong vì Diệp Thạch Sinh lập ra hai con đường tháo lui, trầm ngâm một lúc lâu, liên tục gật đầu nói. Tiên Phong mồi nhử rất thơm ngọt, Diệp Thạch Sinh nhất định động lòng. Theo tôi phỏng đoán, ông ta hẳn là sẽ lựa chọn điểm thứ hai, chính là làm hai năm. Sau đó tranh thủ lên làm chức phó quốc cấp, cho dù sự lựa chọn này phiêu lưu quá lớn, cuối cùng có thể sẽ hai tay trống trơn, cái gì đều không chiếm được, nhưng Diệp Thạch Sinh hiện tại đi tới bước này, kinh tế tỉnh Yến nâng cao rất nhanh, cũng coi như rút ra được chiến tích, ông ta hiện tại nhàn rỗi dưỡng lão, nhất định không cam lòng. Khi Thôi Hướng nói chuyện, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong biết Thôi Hướng và Phó gia hợp tác, cũng lo lắng cuối cùng không chiếm được ưu đãi. Y rõ ràng thay Diệp Thạch Sinh nói chuyện, trên thực tế cũng là trá hình hỏi một cách công khai, vì lợi ích riêng của mình. Phó Tiên Phong ha hả cười. Mặc kệ Bí thư Diệp lựa chọn loại nào, Phó gia đều đã nói được thì làm được. Bí thư Diệp nếu muốn hai năm sau lên làm chức Phó Quốc, Phó gia cũng sẽ ủng hộ tán thành, không dám nói 100% cam đoan, ít nhất cũng có 80% nắm chắc. Tuy rằng trong quan trường đâu đâu cũng lừa gạt người. Nhưng muốn có phát triển lâu dài, muốn đoàn kết nhất trí, nhất định phải làm mới có kết quả, nhất là đối với thế lực gia tộc mà nói, càng cần phải làm gương cho khắp nơi. Phó Tiên Phong trả lời coi như có thành ý, Thôi Hướng biết Phó Tiên Phong cũng là ám chỉ đến y, chỉ cần theo sát người Phó gia, và người biết song hành cùng lợi ích của Phó gia đều ghi tạc trong lòng, sẽ không có không hồi báo. Dù sao phải duy trì một gia tộc thế lực đoàn kết,
nếu qua cầu rút ván, sẽ làm tổn thương mọi người, sẽ làm giảm đi sự gắn kết. Giảm đi sự gắn kết, thì sức mạnh cũng giảm đi. Trong lời nói của Phó Tiên Phong cho thấy y biết rõ quan hệ thiệt hơn trong đó. Thôi Hướng đã nói. Được, nếu Phó gia đưa ra điều kiện, tôi sẽ gắn kết giữ mối quan hệ tốt với Bí Thư Diệp. Phó Tiên Phong cũng đang là ý này, gật đầu nói. Còn làm phiền Bí Thư thôi, tin tưởng trước đã từng có nền tảng hợp tác qua với Bí Thư Diệp, nếu anh ra mặt, rất dễ dàng đả động Bí Thư Diệp, có phải hay không? Thôi Hướng cũng là thái độ lạc quan thận trọng. Tạm thời thử một lần, Bí Thư Diệp cuộc sống gần đây tương đối bình ổn, đột nhiên nghe được tin tức này, phỏng chừng cần có thời gian để tiếp nhận. Phó Tiên Phong cũng là tin tưởng 10 phần. Tôi tin tưởng Bí Thư Diệp sẽ đưa ra một sự lựa chọn sáng suốt. Hôm nay nhiệm vụ chính là để Thôi Hướng ra mặt giao lưu với Diệp Thạch Sinh, các sự việc khác cũng không quan trọng, dù sao nếu cùng Diệp Thạch Sinh đàm phán không ổn, các việc khác cũng vô ích, Diệp Thạch Sinh là mở đầu, là cơ sở. Theo sau, Phó Tiên Phong để cho mọi người lãnh hội một chút phong cảnh và vẻ đẹp của Sơn Trang, mọi người vui vẻ đứng trong đại sảnh, chỉ chốc lát sau liền nâng chén giao lưu với nhau, có hơi say ngà ngà. Phó Tiên Phong cao hứng, bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp cũng có chuyện quan trọng báo cáo nên nói với hai người. Chiến Mặc, Thiếu Diệp, dường như các anh có chuyện gì muốn nói. Chương 583, Hiểu Lầm Thành Họa. Bạch Chiến Mặc luôn luôn chờ thời cơ. Thấy Phó Tiên Phong chủ động đặt câu hỏi, vội cười ra mặt nói. Bí thư Phó, anh chẳng phải từ trước đến giờ muốn nắm được nhược điểm của Hạ Tưởng sao? Đúng, làm sao vậy? Phó Tiên Phong vừa nghe lập tức vô cùng thấy hứng thú, lỗ tai vểnh lên. Hắn phạm vào chuyện gì? Bạch Chiến Mặc nhìn Khang Thiếu Diệp biết cơ hội thể hiện mình đã tới, vội nói. Hạ Tưởng ở trụ sở quận ủy cùng một cô gái kéo qua kéo lại. Hắn là chủ tịch quận, lại ở bên trong trụ sở quận ủy, cô gái kia còn khá trẻ tuổi xinh đẹp, có phải có chút không đứng đắn hay không? Phó Tiên Phong vừa nghe liền không kiên nhẫn mà khoát tay. Không có bằng chứng mà há mồm nói có ích lợi gì. Khang Thiếu Diệp lập tức a dua mà cười nói. Vừa lúc tôi và Bí Thư Bạch nhìn thấy được, thuận tay chụp một cái. Phó Tiên Phong lập tức mừng rỡ, lần trước y chính là lén chụp ảnh Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạp. Khiến cho Hạ Tưởng mặt xám mày cho. Hiện tại Hạ Tưởng lại lôi kéo tay cô gái, lại bị người khác chụp ảnh, Hạ Tưởng thật đúng là bất hạnh. Nếu y đem ảnh chụp lại đưa tới cho Ngô gia, Ngô gia vừa thấy Hạ Tưởng không ngừng lăng nhăng, lừa con gái Ngô gia còn không tính, còn ở bên ngoài có người khác, có thể tức chết được hay không? Phó Tiên Phong vui vẻ ra mặt. Mau đem tới cho tôi xem, đồng chí Hạ Tưởng làm sao không kiềm chế như vậy? Nếu quả thật lời nói là thật, theo góc độ yêu quý hắn mà nói, tôi sẽ đề nghị thành ủy mời đồng chí Hạ Tưởng giải trình và kiểm điểm. Giải trình và kiểm điểm chủ yếu là đối với đảng viên, cán bộ có hành vi vi phạm kỷ luật nhẹ hoặc vấn đề có tính chất manh mối, tính khuynh hướng, tiến hành nói chuyện, khuyên bảo giáo dục, đạt tới mục đích trước tiên chào hỏi, kịp thời nhắc nhở, cứu vãn giáo dục. Tuy rằng là xử phạt rất nhỏ, nhưng ảnh hưởng không tốt, nếu người phụ trách nói chuyện nói nhấn mạnh một chút. Sẽ tạo áp lực tâm lý không nhỏ với người được nói chuyện. Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp liếc nhau, thấy Bí Thư Phó thật cao hứng, trong lòng hai người cũng là dễ chịu. Bạch Chiến Mặc chìa tay đưa một tấm ảnh, cũng như đưa bảo bối tới tay Phó Tiên Phong. Mời Bí Thư Phó xem qua. Mặt trên nhất là hình chính diện của Hạ Tưởng và phía sau của cô gái, bàn tay cô gái nắm chặt cánh tay Hạ Tưởng, hình dáng Hạ Tưởng giống như lui về phía sau, lại bị cô gái kéo thật mạnh. Ảnh chụp được rất rõ ràng, cô gái dùng sức kéo và vẻ mặt của Hạ Tưởng không kiên nhẫn, vô cùng rất thật, như hiện ra ở trước mắt. Phó Tiên Phong mừng rỡ, dựa vào tấm ảnh chụp trước mắt này, không thể khiến cho Hạ Tưởng mặt xám mày cho, ít nhất có thể tìm cái cớ giáo huấn hắn vài câu. Nếu lại để cho Ngô gia biết, Liên Nhược Hạm biết, Hạ Tưởng còn có cuộc sống hạnh phúc hay không. Phó Tiên Phong lại lật mấy tấm nữa, đều là Hạ Tưởng chính diện và phía sau là bóng dáng của cô gái. Gần như đều là hình ảnh hai người một người kéo một người trốn, trên cơ bản có thể kết luận giữa cô gái và Hạ Tưởng cho dù không có quan hệ mờ ám cũng khẳng định có dây dưa không minh bạch. Ảnh chụp rất nhiều, y cũng lười nhác xem từng tấm, liền hỏi. Có tấm ảnh nào chụp người nữ chính diện hay không? Có, ở cuối cùng, có ba tấm chụp chính diện. Khang Thiếu Diệp liền không ngừng nói. Cô gái dáng vẻ khá xinh đẹp, Hạ Tưởng thật có diễm phúc.
tôi đã có chút ghen tị hắn, ha ha. Cô gái đó muốn thân hình có thân hình, muốn ngực có ngực, tuyệt đối là một mỹ nữ tiêu chuẩn. Phó Tiên Phong còn chưa có lật tới chính diện đã cảm thấy có chút không bình thường, khi y lật tới tấm hình cô gái nghiêng mặt, đột nhiên liền cảm giác đầu óc bên trong, oanh, một tiếng như bị cái gì đánh trúng vậy, sau đó y không dám xem trước mấy tấm chụp chính diện ở phía sau, lại lật mấy tấm phía trước, càng nhìn càng thấy quen mắt, càng nhìn càng chấn động lòng người. Hôm nay uống vào một chút rượu, lại là hưng phấn, khi xem ảnh chụp vừa nãy không có nghĩ nhiều, không có ấn tượng trong đầu. Hiện tại suy nghĩ lại bóng dáng cô gái trong ảnh chụp vô cùng quen thuộc, y liền cảm thấy tâm huyết và rượu nhắm thẳng dâng lên, sửng sốt một lát. Đưa tay ra từ phía dưới rút ra một tấm ảnh, trên tấm ảnh rõ ràng có thể thấy khuôn mặt chính diện của cô gái, y chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác nhãn mạo kim tinh, lửa lòng hừng hực, lập tức đứng lên. Bởi vì đứng lên quá nhanh, Phó Tiên Phong thoáng cái ngã trên ghế dựa, hai tay y đặt tại bàn, còn ức chế không được phẫn nộ và lửa giận trong lòng, hai tay không ngừng run rẩy. Hạ Tưởng không ngờ và Phó Tiên Tiên, khinh người quá đáng. Y vốn đang ôm chế giễu trong tâm tư, còn muốn châm chọc Hạ Tưởng, không ngờ, người mà lôi kéo Hạ Tưởng rằng co lại chính là em của y, còn bị người ta chụp ảnh. Phó Tiên Phong trong tai cảm thấy đang bị người trước mặt tát một cái thật đau, liền giống như vừa nãy cười chế nhạo người đàn ông đội nón xanh cắm sừng, đẩy cửa về nhà, lại phát hiện vợ của mình cùng một người đàn ông khác đang nằm trên giường. Tương phản to lớn, khiến y nhất thời không thể tiếp nhận sự thật, không muốn tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể, làm sao như vậy, em của y và Hạ Tưởng quen biết như thế nào, còn ở chốn đông người cù cưa cù nhằng với nhau, chẳng lẽ nói bọn họ đã. Phó Tiên Phong không dám nghĩ tiếp, chỉ tức giận sôi máu lên, giơ tay lấy một bình rượu, hung hăng mà ném xuống dưới mặt đất, chửi ầm lên. Hạ Tưởng mày là tên khốn khiếp, tao và mày không đội trời chung. Phó Tiên Phong đột nhiên phát cáu khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự việc gì, Hạ Tưởng lại làm cái gì để y oán trách khiến đường đường là phó bí thư lại thất lễ, nổi cơn tam bành như vậy. Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp liếc nhau, hai người gần như đoán ra sự việc là do mấy tấm ảnh, chẳng lẽ nói vuốt mông ngựa vuốt không chuẩn, vuốt tới trên vó ngựa. Hai người đều cúi đầu, không dám nói lời nào, câm như hến. Thôi Hướng, Mã Tiêu và Trần Ngọc Long cũng là không biết rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, đều mắt to trừng mắt nhỏ, sững sờ đứng đó. Phó Tiên Phong một lát sau khi hơi chút tỉnh táo lại, mới ý thức do tức mới hồ đồ, vừa rồi phản ứng quá kích. Tục ngữ có câu chuyện xấu trong gia đình không để lọt ra bên ngoài, nếu để mọi người biết em gái y theo Hạ Tưởng, còn không bị người ta cười đến rụng răng. Y vội thu lại mấy tấm hình đã chụp, mặt nghiêm túc nói. Chiến Mặc, Thiếu Diệp. Chuyện này dừng ở đây, về sau không cho phép ai nhắc tới, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra hiểu không? Mấy ảnh còn lưu lại cũng xóa bỏ, một tấm cũng không được phép giữ lại. Sau này tôi không muốn nghe bất cứ tin tức nào truyền ra ngoài. Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp tuy rằng không hiểu rõ ràng lắm vì sao Phó Tiên Phong sắc mặt đại biến, giận lôi đình, tuy nhiên đều vội vàng gật đầu. Nhớ rồi, bí thư Phó cứ yên tâm. Thôi Hướng ỷ thế cao nhất. Vẫn là thân thiện hỏi một câu. Tiên Phong, Hạ Tưởng lại làm sao vậy? Phó Tiên Phong vội nói. Không có việc gì, không có việc gì, tôi nhất thời nhớ tới một việc của trước kia, hơi quá kích. Ngoài miệng nói không có việc gì, y sắc mặt vẫn xanh mét đến dọa người. Mọi người tiếp tục đi, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại. Không để ý ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Phó Tiên Phong đi tới trong viện. Thành phố Yến vào tháng 10. Gió thu hơi lạnh, tuy nhiên trong viện thắng cảnh vẫn khá đẹp, núi giả, nước chảy, cầu nhỏ. Xa xa còn có rừng trúc cùng với âm thanh truyền đến bên tai như có như không, lại có ánh đèn chiếu như mộng ảo, thoáng như cảnh trong mơ. Phó Tiên Phong lại không lòng dạ nào thưởng thức, y lấy điện thoại ra liền gọi điện cho Phó Tiên Tiên. Điện thoại vừa mới chuyển được, bên tai liền truyền đến âm thanh thở hổn hển của Phó Tiên Tiên, dường như đang làm cái gì vận động rất kịch liệt. Có việc. Tôi đang bận, có chuyện nói mau. Phó Tiên Tiên giọng điệu trước sau như một không kiên nhẫn. Giữa Phó Tiên Tiên và Phó Tiên Phong quan hệ không ôn hòa, mặc dù Phó Tiên Phong thương nhất cô em gái này, nhưng Phó Tiên Tiên đối với y từ xưa đến giờ vẫn giữ thái độ kính trọng nhưng khoảng cách không gần gũi. Phó Tiên Tiên ra nước ngoài du học đã nhiều năm tư tưởng Tây hóa nghiêm trọng, tuy rằng cô sinh ở Phó gia, là người được hưởng lợi của gia tộc,
nhưng sau khi cô tiếp xúc cái gọi là dân chủ của phương Tây, đối với thế lực của gia tộc Phó gia cùng với thể chế chính trị trong nước vô cùng bất mãn, trong mắt cô ấy, nhân vật chính trị không phải là người tốt. Hơn nữa khi ở trong nhà, người nhà há mồm ngậm miệng đàm luận tất cả đều là chính trị, nếu là chính trị, liền không thể thiếu mối bất hòa ích lợi khắp nơi, không thể thiếu trừng trị người khác hoặc là bị người khác trừng trị. Phó Tiên Tiên thấy Phó Tiên Phong tuổi không lớn mà nghiêm trang ngồi ở trong một đám lão nhân, cũng thảo luận làm như thế nào tối đa hóa lợi ích, cô liền cảm thấy khoảng cách giữa Phó Tiên Phong và cô càng lúc càng xa, chẳng những quan niệm chính trị không gặp nhau, ngay cả nhân sinh quan và thế giới quan cũng có khác nhau một trời một vực. Sau khi Phó Tiên Tiên xuất ngoại, căn bản vốn không muốn về nước, không ngờ vừa lúc Mai Hiểu Mộc cũng xuất ngoại, không hẹn mà gặp, không hiểu ra sao cô lại thích Mai Hiểu Mộc, không đeo đuổi gã không được. Mai Hiểu Mộc không thích Phó Tiên Tiên, liền trốn trở về nước. Phó Tiên Tiên ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp đuổi theo về nước. Trước đuổi tới thủ đô, lại đuổi tới thành phố Yến. Sau khi đến thành phố Yến, Phó Tiên Tiên cũng không có chủ động liên hệ với Phó Tiên Phong. Ở cô xem ra, Phó Tiên Phong ngoại trừ có quan hệ huyết thống với cô, là anh trai mà cô không thể không thừa nhận. Ở phương diện khác, bao gồm tính cách và sở thích, bao gồm cách đối nhân xử thế, khác nhau quá nhiều, không có tiếng nói chung. Cô không muốn tiếp xúc với Phó Tiên Phong, bị y thuyết giáo. Khoảnh khắc nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong, cô vốn không có tâm tình tốt, giọng điệu cũng không có khách khí như vậy. Phó Tiên Phong cũng biết y thân là anh trai. Không nên suy nghĩ em gái của mình đang làm cái gì trên giường, nhưng bởi vì sự việc ảnh chụp vừa rồi khiến y ấn tượng, một lòng cho rằng giữa Phó Tiên Tiên và Hạ Tưởng đã xảy ra cái gì, hiện tại điện thoại một đầu truyền đến Phó Tiên Tiên thanh âm lại là vô cùng kiều diễm, khó tránh khỏi khiến cho người miên man bất định. Y cũng biết em gái xuất ngoại nhiều năm, tư tưởng thoáng, có khi dám trong khi làm điều gì đó thì nhận điện thoại. Y tim đập nhanh hơn, nổi giận đùng đùng hỏi. Em hiện tại có phải ở cùng người khác hay không? Phó Tiên Phong thiếu chút nữa há mồm nói ra tên Hạ Tưởng. Phó Tiên Tiên vừa nghe đã biết Phó Tiên Phong tức giận, cô từ trước đến nay luôn coi việc đối nghịch với Phó Tiên Phong là vinh dự, coi không thể làm cho y tức giận là hổ thẹn, hiện tại nếu Phó Tiên Phong tức giận, vừa nghĩ liền có thể hiểu được là y hiểu sai, liền cố ý nói. Đúng vậy, ừ, đang vận động, anh có chuyện nói mau, em đang bận, không có tiện nói chuyện. Cô cố ý nói ngừng ngừng, giống như đang tấn công nhau. Cùng, đàn ông ở cùng nhau. Phó Tiên Phong gần như nghiến răng nghiến lợi nói, vẫn là không dám nói hai chữ, Hạ Tưởng. Nói nhảm, em cũng không phải đồng tính luyến ái, đương nhiên là phải ở cùng với đàn ông chứ. Phó Tiên Tiên không làm cho Phó Tiên Phong tức giận tuyệt đối không bỏ qua. Là ai? Phó Tiên Phong nghe được Phó Tiên Tiên thở càng ngày càng dốc. Liền càng cho rằng cô đang làm vận động hai người gì đó, liền cảm thấy nhãn mạo kim tinh, sự tức giận cứ vẩn quanh đầu, đi đến trước một thân cây, hung hăng mà đạp hai chân vào thân cây. Tuy nhiên bởi vì dùng sức quá mạnh, chấn động đến đau, không khỏi méo miệng. Em quản, tiếng thở dốc của Phó Tiên Tiên càng lớn hơn nữa, không lấy kịp hơi nói. Không nói chuyện với anh, ảnh hưởng cảm xúc của em. Anh cũng đừng quản là ai, dù sao cũng là người anh ghét nhất. Vừa lòng chưa? Phó Tiên Tiên không chút khách khí cắt đứt điện thoại. Người mà Phó Tiên Phong ghét nhất đương nhiên là Hạ Tưởng, Phó Tiên Tiên cũng sớm có nghe thấy, cô thuận miệng nói kỳ thật cũng không có suy nghĩ qua. Nhưng Phó Tiên Phong nghe tới lại như bị sét đánh, nói như thế, chẳng lẽ nói Hạ Tưởng đang cùng em y ở trên giường. Quả thực là bình sinh vô cùng nhục nhã. Phó Tiên Phong dưới cơn thịnh nộ, đưa tay quăng cái điện thoại bể nát, còn chưa hả giận, lại nhìn đến trong viện có một chiếc ghế bành. Phó Tiên Phong cũng lực tự ở đâu mà đến, y nâng ghế lên ném ra xa hơn 10 thước, đem chiếc ghế dựa quăng ngã tan xương nát thịt. Hạ Tưởng, dám chơi em tao, tao muốn giết mày. Phó Tiên Phong đã tới mức bùng nổ rồi. Bạch Chiến Mặc ở bên trong nghe được âm thanh bất thường, cùng Khang Thiếu Diệp đi tới bên ngoài, thấy được mọi thứ bừa bãi, trong lòng cả kinh, biết nhất định là do mấy tấm ảnh chụp chọc cho y điên tiết, cười đi vào bên cạnh Phó Tiên Phong, thật cẩn thận nói. Bí thư phó, nếu là bởi vì sự việc ảnh chụp khiến cho anh mất hứng, xin anh bớt giận, sự tình luôn luôn ở trong phạm vi khống chế, trước mắt cũng chỉ có tôi và Thiếu Diệp biết. Câu nói này xem như nói đến từ đáy lòng Phó Tiên Phong, y lo lắng nhất chính là tình thế mở rộng thêm, lưu lại trò cười, khiến y xấu hổ vô cùng, hai mắt y toát ra ánh mắt thâm độc,
trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp, gần từng tiếng nói. Người nữ kia, là em gái của tôi, em ruột. Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp bị ánh mắt Phó Tiên Phong nhìn chăm chú trong lòng sợ hãi, lại nghe Phó Tiên Phong nói ra tình hình thực tế, hai người đều sốc, không tự chủ được lui về phía sau một bước, trong mắt đều hiện lên vẻ khủng hoảng. Bạch Chiến Mặc trong lòng hiểu rõ, Phó Tiên Phong nếu nói ra tình hình thực tế, nhất định sẽ có nhiều chuyện quan trọng để cho họ làm, nếu không cũng sẽ không đem chuyện quan trọng bí mật như vậy nói cho họ biết. Bạch Chiến Mặc trong lòng nửa vui nửa buồn, vui chính là, Phó Tiên Phong mặt ngoài là tín nhiệm bọn họ mới nói ra bí mật, trên thực tế cũng là ký thác kỳ vọng đối với sự việc sắp dặn dò. Buồn chính là, nếu hoàn thành nhiệm vụ bí thư phó giao cho thì tốt, hoàn thành không được, về sau chỉ sợ cũng sẽ bị lạnh nhạt. Phó Tiên Phong quả nhiên suy nghĩ như Bạch Chiến Mặc, hung tợn nói. Chiến Mặc, cậu và Thiếu Diệp nghĩ biện pháp, xem có thể xử lý Hạ Tưởng một chút không? Hắn bề ngoài chẳng lẽ không có nhược điểm gì để chúng ta bắt lấy sao? Được, chúng ta sẽ bí mật theo dõi hắn một phen. Phó Tiên Phong trong lồng ngực lửa giận hừng hực thiêu đốt, đầu tiên là thời trang hàng hiệu đối diện quốc tế Yến Xuân có bóng dáng Hạ Tưởng, lại có phó gia gửi tới phó chủ tịch thường trực tỉnh thất lợi, cũng có dấu hiệu Hạ Tưởng từ giữa quấy rối, hiện tại lại động đến em của y, muốn nhẫn nhục nhưng không thể nhịn. Hạ Tưởng đừng tưởng rằng có lưng tựa đại thụ dễ hóng mát, cho rằng tại thành phố Yến có thể muốn làm gì thì làm, thực không ai có dũng khí động đến hắn sao. Khiến cho hắn thấy thủ đoạn thật sự của đại gia tộc, cho dù là chính thức công khai hay là mưu toan ngấm ngầm. Bạch Chiến Mặc thấy vẻ mặt u ám của Phó Tiên Phong sợ tới mức tim đập nhanh hơn, vội hỏi. Như thế nào ngấm ngầm, hắn luôn luôn làm việc cẩn thận, mặc kệ là vấn đề kinh tế hay là tác phong cũng không dễ chỉnh hắn. Phó Tiên Phong âm trầm mà cười. Vừa không điều tra vấn đề kinh tế của hắn, cũng không điều tra tác phong của hắn, hắn không phải ở quận Hạ Mã thủ đoạn cứng rắn, mạnh mẽ, đầu tiên là dọn đi một phó chủ tịch quận, lại điều đi một phó cục trưởng cục công an. Tôi nghĩ nội bộ hệ thống công an, nhất định có người hận hắn. Từ trước tới nay cảnh sát và bọn cướp thân như một nhà, quận Hạ Mã chẳng lẽ không có phó cục trưởng nào che đậy thế lực hung ác. Bạch Chiến Mặc thất kinh. Bí thư phó, ý của anh là tìm người giết Hạ Tưởng. Hắn đường đường phó giám đốc sở cán bộ cấp quốc gia, giết hắn không phải là nhỏ, nhất định chúng ta sẽ bị liên lụy. Khang Thiếu Diệp vẫn không nói gì, ánh mắt u ám dưới ngọn đèn càng không ngừng chớp động, đột nhiên liền chen vào nói. Vùng phương Bắc có một tập thể hơn 50 người, người thủ lĩnh tên là Vương Đại Pháo, gã ban đầu là người của Ngưu Kỳ. Sau khi Ngưu Kỳ bị điều đi rồi gã mất thế. Hiện tại kinh doanh không được như trước, gã căm thù Hạ Tưởng đến tận xương tủy, hận không thể tự tay đánh gãy hai chân Hạ Tưởng. Phó Tiên Phong ánh mắt tán thưởng Khang Thiếu Diệp. Chiến Mặc, ở phương diện âm mưu, cậu còn phải học tập nhiều ở Thiếu Diệp. Giết Hạ Tưởng quá dễ dãi cho hắn, chết đi xong chuyện chắc chắn không có như sống không bằng chết khiến cho người khác giải hận. Các anh gặp qua giới quan trường trong nước có cán bộ nào què chân không? Ý tưởng của Thiếu Diệp vẫn là khả thi. Khang Thiếu Diệp rõ ràng hiểu ý của Phó Tiên Phong, lập tức biểu quyết tâm. Bí thư Phó yên tâm, tôi sẽ tỉ mỉ an bài một chút, cam đoan không xảy ra sai lầm. Chẳng may chặt đứt hai chân đồng chí Hạ Tưởng, ảnh hưởng hình tượng, con đường làm quan cũng liền chặt đứt, Thiếu Diệp nói không chừng có thể lên làm chủ tịch quận, ha ha. Phó Tiên Phong đưa ra lời hứa, còn nói. Cái tên Vương Đại Pháo, miệng kín không, an bài cho gã đường lui tốt, nếu muốn đi nước ngoài. Đi Canada tốt nhất, quốc nội dẫn độ không trở lại. Không muốn xuất ngoại, an bài gã đến tỉnh xa xôi, dù sao cho gã một khoản tiền, đủ gã tiêu dùng là được. Đường lui để tôi tính, công việc trước mắt giao cậu và Chiến Mặc làm. Khang Thiếu Diệp sắc mặt vui mừng, liên tục gật đầu. Bạch Chiến Mặc tuy rằng trong lòng lo lắng, tuy nhiên vẫn là gật gật đầu. Tuy rằng nói trên chính trị không thiếu kẻ đứng sau lưng hạ độc thủ, thậm chí còn có phó cục trưởng thuê người giết cục trưởng. Nhưng khi sự việc rơi đến tay, vẫn hơi không yên bất an. Nhưng Bạch Chiến Mặc cũng trong lòng hiểu được, sự tình là gã dẫn đến, Phó Tiên Phong đã thật sự tức giận. Nếu gã không ra tay dọn sạch việc này, về sau chỉ sợ sẽ bị Phó Tiên Phong không chút do dự vứt bỏ, thậm chí còn có thể vì bịt miệng của gã mà làm ra mọi việc bất kể hậu quả. Bạch Chiến Mặc không có đường lui, gã chỉ có đem tảng đá đập chính chân gã, ai có thể biết cô gái kia là em gái của Phó Tiên Phong. Thật sự là thế giới to lớn, có đủ những cái lạ. Hạ Tưởng cũng quá có sức hấp dẫn,
như thế nào Phó Tiên Tiên thân là em gái Phó Tiên Phong, lại ở cùng với kẻ thù của anh trai mình. Tuy nhiên chuyện giữa đại gia tộc vẫn hỏi ít sẽ tốt hơn, hỏi không tốt, lại rước lấy họa vào thân. Bạch Chiến Mặc nhìn Phó Tiên Phong liếc mắt một cái, thấy sắc mặt Phó Tiên Phong hòa vào bóng đêm một thể, nhìn không rõ vẻ mặt của y, trong lòng chính là trầm xuống. Lại thấy Khang Thiếu Diệp cũng là lộ dáng nóng lòng muốn thử, nghĩ thầm rằng không ngờ Khang Thiếu Diệp đối nhân xử thế còn thâm độc như vậy. Hạ tưởng như thế nào lại dính dáng đến cô gái của Phó gia, gã âm thầm lắc đầu, ngoại trừ cảm thấy bất đắc dĩ ra, chính là cảm thấy sự việc phát sinh rất kỳ lạ. Cùng có cảm giác ù ù cạc cạc, còn có Phó Tiên Tiên. Chương 584, điềm tĩnh chỉ huy. Buông điện thoại, Phó Tiên Tiên ở trên máy chạy bộ đi xuống, toàn thân đổ mồ hôi, thở hồng hộc, tiện tay ném điện thoại di động trên ghế sofa, tức giận nói một câu. Không hiểu ra sao cả. Làm anh, như thế nào lại nghĩ em gái mình cùng với người đàn ông ở trên giường? Chẳng phải tư tưởng rất không lành mạnh, thật phẫn nộ. Phó Tiên Tiên còn tức giận, cô uống một ly thức uống bổ sung nước muối sinh lý, nghĩ một chút bỗng nhiên lại cười. Để cho anh ấy tức chết, phỏng chừng anh ấy cho rằng ta và Hạ Tưởng đang trên giường, hi hi, tùy anh ấy nghĩ như thế nào, dù sao anh ấy càng tức giận, ta càng cao hứng. Cũng mệt anh ấy nghĩ ra, ta sao có thể cùng Hạ Tưởng lên giường. Hạ Tưởng tuy rằng đẹp trai, tuy nhiên ta cảm thấy hắn vẫn không bằng Mai Hiểu Mộc. Phó Tiên Tiên nào biết rằng, lời cô thuận miệng vừa nói, ngược lại khuấy động rắc rối lớn. Hai ngày sau, Vu Phồn Nhiên chính thức thị sát quận Hạ Mã. Toàn bộ lãnh đạo chính đảng quận Hạ Mã cùng tiếp đoàn, không giống với Đàm Long lần trước thị sát, Vu Phồn Nhiên vừa không chỉ huy bậy, lại càng không lên tiếng lung tung. Đối với các hạng mục công tác của quận Hạ Mã đều là thái độ tán thành. Nhất là đối với quy hoạch của quận Hạ Mã mà gần đây Hạ Tưởng làm ra, lại khen không dứt lời. Quy hoạch quận Hạ Mã mà đồng chí Hạ Tưởng vừa mới đề nghị đã được báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố, sau khi tôi xem chỉ đưa ra một ý kiến, chính là quy hoạch làm quá tốt, rất đúng lúc, nếu bước đi lớn hơn một chút, sẽ càng tốt, ha ha. Bạch Chiến Mặc tâm tư phức tạp mà nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, nghĩ thầm rằng quá tức giận, trước đó Đàm Long vừa tới chọn khuyết điểm phê bình Hạ Tưởng. Sau khi được điều đi, tân nhậm chức phó thị trưởng thường trực Vu Phồn Nhiên lại đâu đâu cũng khen ngợi Hạ Tưởng, tương phản quá lớn, sẽ khiến tất cả mọi người đều không có suy nghĩ tốt, cho rằng Đàm Long bị điều đi, chính là bởi vì phê bình Hạ Tưởng đã mang đến hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mặc kệ Bạch Chiến Mặc không được tự nhiên như thế nào, không thoải mái như thế nào, Vu Phồn Nhiên cũng không thèm nhìn tới sắc mặt y liếc mắt một cái, vẫn tiếng cười như cũ không ngừng chuyện trò vui vẻ với Hạ Tưởng, gần như cô lập y sang một bên. Khiến cho y trong lòng cực bất bình, vốn còn cảm thấy thầm hạ độc thủ hơi không quá đạo đức, hơi xin lỗi Hạ Tưởng, hiện tại dưới sự tác động của tâm lý ghen tị, Bạch Chiến Mặc hoàn toàn mất đi nguyên tắc, nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng anh trước đừng đắc ý. Có một ngày anh sẽ cười không nổi, chờ xem. Khang Thiếu Diệp nhìn thấy suy nghĩ của Bạch Chiến thay đổi, khóe miệng hiện lên một tia cười nhưng rất khó phát hiện. Vu Phồn Nhiên thị sát và lên giọng nâng đỡ Hạ Tưởng. Lập tức tại thành phố Yến dẫn đến không ít người đoán rằng, rất nhiều người bắt đầu đều cho rằng sau khi Vu Phồn Nhiên nhậm chức, khả năng sẽ vô cùng khiêm tốn và phải thiết thực, cũng sẽ không nuôi thế lực và lôi kéo quan hệ khắp nơi, không nghĩ tới ban đầu nhậm chức liền đến quận Hạ Mã có nhiều tranh luận và lời đồn không tốt để thị sát công việc, hiển nhiên đối với ai đến quận Hạ Mã thị sát tin đồn ai xuống ngựa không cho là đúng, mấu chốt còn ở y nâng đỡ đối với Hạ Tưởng. Chẳng khác nào khắp nơi truyền lại một tín hiệu rất rõ ràng. Y cố ý lôi kéo Hạ Tưởng. Trần Phong đã sớm biết Vu Phồn Nhiên phải thị sát chuyện của quận Hạ Mã, nghe được tin đồn bên trong, đã cười, ông cực kỳ tin tưởng trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng, ông cũng vô cùng yên tâm với cách đối nhân xử thế của Hạ Tưởng. Sau khi Phó Tiên Phong nghe được, ngồi yên cả buổi không nói, trong lòng nói không ra là mùi vị gì, mơ hồ cảm thấy Ngô gia dường như có dấu hiệu lôi kéo Hạ Tưởng. Chẳng lẽ nói, Ngô gia tha thứ Hạ Tưởng? Không được. Trước khi Hạ Tưởng được Ngô gia tiếp nhận, nhất định phải khiến hắn nếm trải đau khổ, nếu không về sau có Ngô gia để cho hắn dựa vào, hắn còn không bay được lên trời. Y hạ quyết tâm phải trừng trị Hạ Tưởng một phen, bởi vì y đã cho rằng Hạ Tưởng nhất định là có lên giường với Phó Tiên Tiên. Hồ Tăng Chu trước đó cũng biết Vu Phồn Nhiên muốn tới quận Hạ Mã thị sát, nhưng sau khi nghe Vu Phồn Nhiên luận điệu, y không khỏi lắc đầu cười khổ. Vu Phồn Nhiên đi tuyến đường trung gian là thật. Nhưng lực mà Vu Phồn Nhiên ủng hộ Hạ Tưởng vượt xa y mong muốn, y liền cảm giác ở trong bộ máy chính phủ,
người thị trưởng như y, hiện tại làm được thật sự là hơi khó chịu. Có Tâm cùng Hạ Tưởng qua lại nhiều, có thể được sự ủng hộ của Hạ Tưởng hẳn là có thể gián tiếp được sự ủng hộ của Vu Phồn Nhiên, nhưng y lại thật sự không có mặt mũi chủ động tìm Hạ Tưởng, dù sao lần trước tiệc đầy tháng con của Hạ Tưởng, đã phân ra khoảng cách. Hồ Tăng Chu trong lòng vô cùng buồn bực. Hạ Tưởng ngược lại không có thời gian để ý tới tình cảnh và cách nghĩ hiện tại của Hồ Tăng Chu, bởi vì hoạt động của thương mại Trường Cơ đột nhiên tăng lên, hắn không thể không đem ánh mắt nhìn chăm chú Nguyên Minh Lượng. Buổi trưa vừa tan ca, hắn liền một mình lái xe thẳng đến khách sạn Hào Môn, bởi vì thương mại Trường Cơ cũng ở tòa nhà Lộng Triều làm việc, hắn liền không tiện đến tòa nhà Lộng Triều gặp mặt Lý Thấm, mà đổi thành tại khách sạn Hào Môn. Vừa mới đỗ xe tại khách sạn Hào Môn, nhìn thấy Lý Thấm toàn thân mặc đồ công chức chuyên nghiệp, duyên dáng yêu kiều mà đứng ở trong đại sảnh phất tay hắn, hắn liền cất bước bước lên bậc thang, còn chưa có vào cửa, chợt nghe một âm thanh vang dội truyền đến từ phía bên kia đường. Hạ Tưởng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hàng 35 chiếc xe ô tô chạy ngang qua cuốn bụi đất lên, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối vượt qua 80 km. Nội thành lái 80 km trở lên, quả thực chính là sát thủ đường cái. Đứng đầu hàng là một chiếc Audi, mấy chiếc theo sát phía sau đều là Passat, Santana 2000VVV, vừa bay lượn trên đường, vừa điên cuồng hô lớn mà phóng nhanh. Hạ Tưởng nhíu nhíu mày, người nào coi trời bằng vung, chẳng lẽ là đội hắc thế lực Vương Đại Pháo? Lập tức mới nhớ tới sự việc gần đây quá nhiều, đảo mắt liền đã quên cùng Hoàng Kiến Quân thương lượng một chút làm thế nào xử trí đám người Vương Đại Pháo, hắn hiện tại xem như cảm nhận được phiền não của việc thiếu phương pháp phân thân. Quả thật là bận quá, dù sao cũng là chủ tịch của một quận, quả thật cần chiếu cố đến mọi mặt, không dễ dàng. Chốc nữa nhất định cùng Hoàng Kiến Quân đưa ra một phương án xử lý vấn đề của Vương Đại Pháo, không thể để bọn họ tùy ý tiếp tục làm bậy. Lý Thấm hôm nay cách ăn mặc biểu hiện ra phong thái nữ tính của một phụ nữ chuyên nghiệp, bộ đồng phục công sở bình thường nhất được cô mặc trên người thể hiện duyên dáng nữ tính đặc biệt có sức hấp dẫn, Hạ Tưởng thấy cũng là thầm khen một tiếng. Với thân phận là giám đốc, Lý Thấm là một trong những người ưu tú nhất trong tầm mắt của hắn. Hai người gặp mặt, chỉ hàn huyên một câu, liền cùng tiến lên lầu, tới một căn phòng đã đặt trước đó, tùy ý chọn vài món thức ăn, bắt đầu nói chuyện. Lý Thấm làm việc rất hợp tâm ý Hạ Tưởng, xưa nay không dài dòng. Cô đưa ra một phần tư liệu, lật xem vài lần nói. Thương mại Trường Cơ đang làm việc ở dưới lầu chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi quan sát bọn họ. Vốn công nhân viên của bọn họ cũng không nhiều, chỉ mười mấy người, sau Quốc Khánh lại đột nhiên gia tăng đến hơn 50 người. Trước kia bọn họ mỗi ngày đều ở bên trong làm việc, rất ít có người ra ngoài. Mấy ngày gần đây, hơn 50 người mới vào mỗi ngày đều vô sớm về trễ, vô cùng bận rộn, kết hợp một vài tin tức hồi báo của sàn giao dịch bất động sản phân bố ở quận Hạ Mã, cùng với Tùng Phong Nhi âm thầm dẫn người đến hiện trường khu chung cư tìm hiểu tin tức, tổng hợp có thể cho ra kết luận. Thương mại Trường Cơ đang bắt đầu hoạt động. Tùng Phong Nhi, Hạ Tưởng trong đầu hiện ra một khuôn mặt tiều tụy và bả vai gầy yếu của Tùng Phong Nhi, nghĩ thầm rằng sự việc của Chu Kỷ Nguyên đã mang đến cho cô ảnh hưởng không nhỏ, bởi vì chị cô ngồi tù, dường như còn phải bồi thường dân sự, phỏng chừng Tùng Phong Nhi cố sức làm việc, cũng là vì kiếm một chút tiền trả nợ. Chu Kỷ Nguyên tham ô nhận hối lộ tiền tham ô cưỡng chế thu hồi lại được thực hiện trơn tru, Tùng Diệp Nhi ngoại trừ ói ra tiền tham ô trong tay. Một số tiền tiêu phí trước kia cũng bị phán hoàn lại. Tùng Diệp Nhi làm sao có khả năng bồi thường. Tuy rằng thái độ nhận tội của cô là rất tốt nhưng vẫn là chịu án 7 năm. Hạ Tưởng vốn cũng không có chú ý vận mệnh Tùng Diệp Nhi. Sau khi gặp Tùng Phong Nhi, hắn cùng Biện Tú Linh cùng nhau ăn cơm hỏi ra mới biết tin tức trên. Thu hồi tâm tư, Hạ Tưởng hỏi một câu. Các sàn giao dịch cao ốc có hoạt động không? Lượng giao dịch so với ngày thường có đột biến xuất hiện cuộn sóng hay tăng trưởng không? Không có. Lý Thấm lắc đầu, lập tức cười. Nguyên Minh Lượng tính tình vô cùng khôn khéo, làm sao có thể mua vào một lượng lớn để thu hút sự chú ý của bên ngoài. Có thể khẳng định chính là, thương mại Trường Cơ đã mua vào một số khu chung cư, nhưng lượng giao dịch không lớn, hoạt động ở biên độ nhỏ, trên cơ bản không có dẫn đến bất kỳ dao động gì. Trên thực tế quận Hạ Mã toàn bộ thị trường bất động sản vẫn hiện ra một hình thức phát triển rất nhanh và bành trướng. Gần như mỗi ngày đều có phiên giao dịch khu dân cư mới, lượng giao dịch mỗi ngày đều tăng lên. Cho dù đột nhiên lượng giao dịch tăng lên 5%, cũng coi như tình hình bình thường, không thể cho ra kết luận gì. Mấu chốt là, các lượng giao dịch các khu chung cư là số liệu bảo mật, từ bên ngoài quan sát,
chỉ có thể phỏng đoán một cách đại khái, không đủ chuẩn xác, hơn nữa tư liệu khách hàng cũng ở trạng thái giữ bí mật cao độ, cho nên nói trừ phi Nguyên Minh Lượng mua vào khu chung cư với số lượng lớn, nếu không chúng ta rất khó đánh giá chuẩn xác được. Lý Thấm nói chính là tình hình thực tế, cũng là một bước mấu chốt mà Hạ Tưởng luôn âm thầm bố trí. Sau khi Lý Thấm đưa ra vấn đề, đôi mắt đẹp không ngừng chăm chú nhìn Hạ Tưởng, ý tứ là cho dù anh là chủ tịch quận, cũng không có khả năng biết số liệu tiêu thụ của sàn giao dịch bất động sản và tư liệu khách hàng, cũng liền không thể kết luận thương mại Trường Cơ rốt cuộc ra tay bán bao nhiêu căn hộ. Thay đổi chủ tịch quận khác có lẽ cũng không có cách nào biết được, rốt cuộc không thể vận dụng lực lượng hành chính đi thăm dò từng tài khoản cu ả nhà đầu tư, không hợp quy củ, cũng có hiểm nghi đảo loạn thị trường. Nhưng Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, không phải cán bộ bình thường, hắn biết rõ ngành xây dựng không nói, hắn còn một đám bạn bè trong ngành xây dựng, hơn nữa bản thân hắn còn có một nhà bất động sản Giang Sơn. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là đem Lý Thấm đưa ra trước sân khấu, lấy ra điện thoại, theo thứ tự gọi cho Tiêu Ngũ, Tôn Hiện Vĩ, Thẩm Lập Xuân và Hùng Hải Dương, đúng vậy, Hùng Hải Dương của đội công trình Hải Dương. Lý Thấm khó hiểu, nhưng Hạ Tưởng không giải thích, cô cũng không hỏi nhiều, chỉ vùi đầu ăn cơm, chỉ trong chốc lát đã ăn xong, sau đó chờ Hạ Tưởng tiết lộ chân tướng sự việc. Hạ Tưởng một cuộc điện thoại, chỉ chốc lát Tiêu Ngũ, Tôn Hiện Vĩ và Thẩm Lập Xuân đều vội vã chạy tới, Hùng Hải Dương ngược lại người cuối cùng đi vào. Hạ Tưởng nhìn cách ăn mặc liền biết y vừa hấp tấp đi mua quần áo mới, không khỏi nhịn được cười. Tôn Hiện Vĩ vừa vào cửa liền phát hiện Lý Thấm, lập tức mở to hai mắt, nhỏ giọng nói. Lãnh đạo bên người luôn có mỹ nhân xuất hiện, thật sự là làm cho người ta hâm mộ, hơn nữa trước mắt này rõ ràng là một cô gái mặc đồng phục hấp dẫn, tôi phục rồi, hoàn toàn phục rồi. Hạ Tưởng sớm đã thành thói quen biết Tôn Hiện Vĩ pha trò, trực tiếp không nhìn vẻ mặt háo sắc của y, cười nói. Thu hồi sắc tâm của cậu lại đi, hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói, không thể qua loa. Mặt khác Lý Thấm tính tình rất cẩn thận, nghiêm túc, cô không thích nói giỡn. Tôn Hiện Vĩ lập tức vẻ mặt nghiêm túc. Tuân mệnh. Hạ Tưởng mặc kệ y, bắt chuyện mọi người ngồi xuống, sau đó giới thiệu Lý Thấm cho mọi người. Lý Thấm, Tổng Giám đốc của công ty bất động sản Giai Thành chi nhánh ở thành phố Yến, hiện tại phụ trách sửa sang tin tức liên quan đến thị trường bất động sản của quận Hạ Mã, trên cơ bản sự tiêu thụ của các sàn cao ốc và tin tức nhà lầu dự định bán ở quận Hạ Mã, cô không dám nói nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng dù sao cũng biết được đại khái. Tôn Hiện Vĩ tự nhiên không tin, mở miệng hỏi nói. Xin hỏi Giám đốc Lý, nhà lầu khu chung cư Hoa Viên Phú Thành đang bán và đang dự định bán đại khái có bao nhiêu căn? Lý Thấm đối với ánh mắt bất thường của Tôn Hiện Vĩ hơi cảm thấy không thoải mái, đối với y cũng không mấy thiện chí, lạnh lùng nói. Hoa Viên Phú Thành tình hình tiêu thụ cũng không tệ lắm, cụ thể số liệu buôn bán là bí mật, tôi đương nhiên không thể biết, nhưng so với mấy nhà đầu tư xung quanh, tỷ lệ đất trống thấp hơn 5%. Tôn Hiện Vĩ há to miệng ba. Chúa ơi, lại còn nói được gần như đúng 8-9 phần, khâm phục, rất là khâm phục. Hạ Tưởng liền cười. Tôn Hiện Vĩ là chủ tịch bất động sản Thiên An, Hoa Viên Phú Thành chính là chi nhánh mở rộng của bất động sản Thiên An. Lý Thấm mang chút kinh ngạc mà nhìn Tôn Hiện Vĩ liếc mắt một cái, tuy nhiên ánh mắt bên trong còn có vẻ khinh thị, ý tứ là bất động sản Thiên An danh khí cũng coi như không nhỏ, như thế nào lại có một tên chủ tịch không nên thân như vậy, thấy phụ nữ là chân không nhích nổi. Theo sau Hạ Tưởng lại giới thiệu Tiêu Ngũ và Thẩm Lập Xuân. Tiêu Ngũ là chủ tịch bất động sản Giang Sơn. Thẩm Lập Xuân phó tổng tập đoàn Đạt Tài. Tiếp theo lại đưa tay chỉ Hùng Hải Dương. Hùng Hải Dương, là người phụ trách công trình Hải Dương. Lý Thấm trong lòng kinh ngạc không lời nào có thể diễn tả được, Hạ Tưởng một cuộc điện thoại gọi ra, cô nghĩ sẽ có vài tên quan liêu đến hầu rượu, không ngờ gọi tới tất cả đều là những nhân vật chính hô mưa gọi gió ở thị trường bất động sản quận Hạ Mã, hơn nữa xem ra, còn có quan hệ không bình thường với Hạ Tưởng. Lại từ thái độ thân mật và mức độ tôn kính của mấy người đối với Hạ Tưởng mà thấy, hiển nhiên đã vượt ra quan hệ giữa nhà doanh nghiệp thông thường và chủ tịch quận, dường như họ còn thầm coi Hạ Tưởng làm người dẫn đầu. Hạ Tưởng lực ảnh hưởng cũng quá kinh người, bên người không ngờ đoàn kết nhất bang bất động sản giới chùm. Tuy nhiên khiến Lý Thấm khó hiểu chính là, sao còn có người phụ trách của đội công trình? Hạ Tưởng cũng không vội mà giải thích, sau khi đợi tất cả mọi người ngồi xuống, mới nói. Hôm nay để mọi người gặp mặt,
là bởi vì gần đây thương mại Trường Cơ bắt đầu có hành động, Lý Thấm phụ trách toàn bộ tin tức bất động sản quận Hạ Mã, nhưng dù sao chỉ là xem hoa trong sương mù, chỉ biết một mà không biết hai, muốn hiểu biết số liệu tiêu thụ thực tế của các công ty bất động sản lớn, cũng chỉ có mọi người ngồi cùng một chỗ, chân thành hợp tác, tổng hợp nguồn vốn, mới có thể trong đại chiến kế tiếp, làm được biết người biết ta. Hạ Tưởng ý tưởng là liên kết lực lượng mấy nhà bất động sản, chú ý chặt chẽ bất cứ biến động khác thường trên số liệu, lại khiến Lý Thấm tổng hợp tin tức và nguồn vốn của các bất động sản khác, thì có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Cho dù không phải 100% mà nắm giữ tin tức thị trường bất động sản quận Hạ Mã, cũng gần như làm được trình độ trên 70%, từ đó cho thấy, trên cơ bản toàn bộ gió thổi cỏ lay của thị trường bất động sản quận Hạ Mã đều nằm trong tầm kiểm soát. Tác dụng của Hùng Hải Dương cũng vô cùng trọng yếu. Hùng Hải Dương làm đại biểu công nhân thi công cơ sở nhất, y quen biết rất nhiều công nhân, tình cảm giữa công nhân vô cùng vững chắc, hơn nữa làm nhân viên thi công cơ sở nhất, đám công nhân cũng có thể từ miệng của đốc công biết được một ít số liệu tiêu thụ cơ bản. Hạ Tưởng liền có ý khiến Hùng Hải Dương liên lạc tất cả công nhân mà y quen biết, làm rõ toàn bộ hệ thống thị trường bất động sản đang xây dựng của quận Hạ Mã, kết hợp hai bước với nhau, cơ bản là có thể nắm giữ đại cục. Bởi vì không phải tất cả nhà đầu tư khai phá Hạ Tưởng đều quen biết, hơn nữa còn có nhà đầu tư khai phá cũng không có thiện cảm đối với hắn, ví dụ như bất động sản Cát Thiên của Kiều Bạch Điền, còn có mấy nhà đầu tư khai phá có quan hệ với Phó Tiên Phong, cũng có nhà đầu tư khai phá có quan hệ Hồ Tăng Chu, hắn đều không có khả năng biết chi tiết, cũng không thể nhúng tay, nhưng có công nhân cơ sở của Hùng Hải Dương, phát huy đầy đủ lực lượng của công nhân, nếu ở cơ sở bố trí thêm một cái lưới lớn, ít nhất cũng có thể thu thập nhiều một chút tin tức hữu dụng. Hạ Tưởng liền trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng, sau khi nói xong, ánh mắt như điện mà nhìn về phía Lý Thấm. Lý Thấm, trong tay mấy người trước mắt nắm giữ khoảng 50% nguồn vốn bất động sản của quận Hạ Mã, cùng đạo lý, cũng nắm giữ 50% tin tức bất động sản, số liệu tiêu thụ cụ thể của bọn họ đều có thể không hề bảo lưu mà tiết lộ cho cô. Có cam đoan này, cô có thể làm được đúng lúc và hữu hiệu mà phản hồi lại biến động thị trường với tôi hay không? Lý Thấm trong lòng kinh ngạc liên tục, trừ phi là giao tình vững vàng, nếu không đừng nói Hạ Tưởng là chủ tịch quận, dù là thị trường, các công ty bất động sản lớn cũng tuyệt đối không tiết lộ cơ mật thương nghiệp cho hắn. Số liệu tiêu thụ là cơ mật thương nghiệp tuyệt đối, ai cũng không có thể tiết lộ ra ngoài. Tất cả các tin tức đăng báo đều là số liệu trải qua chế biến không đúng sự thật. Số liệu thực tế chỉ nắm giữ trong tay số ít người. Hạ Tưởng vừa nói xong, Tôn Hiện Vĩ, Tiêu Ngũ và Thẩm Lập Xuân liền tất cả đồng thanh nói. Khi nào cần số liệu thì khi đó cung cấp cho cô. Lý Thấm đều không thể dùng khiếp sợ để hình dung tâm tình của cô, đành phải liên tục gật đầu. Được, được, không thành vấn đề. Hùng Hải Dương biết được Hạ Tưởng đem nhiệm vụ vô cùng trọng yếu giao cho y hoàn thành, kích động mà liên tục nói. Được. Không thành vấn đề, xin chủ tịch quận Hạ yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành, lão Hùng tôi sẽ không có mặt mũi gặp ngài. Tôn Hiện Vĩ cười ha ha. Lão Hùng, anh làm không tốt thì không sao, làm chậm trễ đại sự của lãnh đạo, anh ngẫm lại xem, sao có thể xứng đáng với tình thâm nghĩa nặng mà năm xưa lãnh đạo đã kết với các anh. Hùng Hải Dương làm sao nói lại Tôn Hiện Vĩ, bị Tôn Hiện Vĩ nói như vậy, hận không thể xuất phát từ nội tâm mà nói. Tôi nếu làm chậm trễ đại sự của lãnh đạo, tôi tự nhảy sông Hạ Mã. Hạ Tưởng trừng mắt nhìn Tôn Hiện Vĩ liếc mắt một cái, cười nói. Lão Hùng đừng nghe Hiện Vĩ nói bậy, giao cho anh nhiệm vụ tuy rằng trọng yếu, nhưng phải chú ý an toàn trên nhất, không thể khiến đám công nhân bị người ta hoài nghi, phải làm bộ như không có việc gì mà hỏi thăm tin tức, mới có thể thu được hiệu quả bất ngờ. Hiểu được, tôi hiểu được. Hùng Hải Dương vẫn kích động đến nỗi vẻ mặt đỏ bừng. Giữa đám công nhân truyền bá một số tin tức nhanh vô cùng, cũng không có người chú ý cái gì. Khi mọi người không có việc gì, ngồi cùng một chỗ chủ yếu nói chuyện phiếm, chuyện trên trời dưới đất cái gì cũng nói nhiều rồi, rơi vào tai của người có tâm thì trở thành tin tức hữu dụng. Hạ Tưởng thấy năng lực lĩnh ngộ của Hùng Hải Dương khá cao, liền khích lệ một câu. Lão Hùng không đơn giản, đã hoàn toàn lĩnh hội ý tứ của tôi. Được, giao cho anh, tôi yên tâm. Hùng Hải Dương được sủng ái mà lo sợ, tươi cười. Cảm ơn lãnh đạo tín nhiệm, tôi toàn thân tràn đầy sức sống. Một câu đùa khiến mọi người cười ha ha. Chương 585, cả ân và uy. Trong tiếng cười của mọi người,
mắt Lý Thấm đang ngầm đánh giá Hạ Tưởng, toàn thân Hạ Tưởng phát ra nhân cách hết sức hấp dẫn, hắn ở giữa mấy người, vừa giống như cấp cao với cấp thấp, lại vừa giống như có quan hệ bạn bè, còn khiến Hùng Hải Dương tâm phục khẩu phục, điều này khiến cô nhìn Hạ Tưởng như được bao phủ trong một quầng sáng thần bí. Vốn dĩ cô nghĩ Hạ Tưởng chỉ là một tên quan liêu nho nhỏ gặp may thôi, nhiều lắm là có thêm một chút nam tính hấp dẫn, mới khiến Tiếu Giai khăng khăng một mực với hắn như thế, không ngờ hắn lại có một lực ảnh hưởng và lực hấp dẫn kinh người như vậy, có thể nói Hạ Tưởng mà cô đang thấy trước mắt là người đàn ông phức tạp khó lường nhất cô đã từng gặp. Hắn cũng là người đàn ông mà cô cảm thấy có hứng thú nhất để suy nghĩ. Hạ Tưởng không biết nỗi lòng phức tạp của Lý Thấm, mà vẫn cũng mọi người bàn định hành động kế tiếp, chính là để cho mấy người Tôn Hiện Vĩ, Tiêu Ngũ và Thẩm Lập Xuân phối hợp chặt chẽ với Lý Thấm, chỉ cần Lý Thấm cần số liệu, liền tập hợp đúng lúc cho cô sẽ toàn quyền phụ trách nghiên cứu động thái thị trường. Tôn Hiện Vĩ và Tiêu Ngũ thì không cần phải nói, từ trước đến nay Hạ Tưởng nói gì thì nghe nấy. Thẩm Lập Xuân thì sớm đã theo mưu kế của Thành Đạt Tài, biết Hạ Tưởng chuẩn bị làm một vụ lớn, nên cũng toàn lực phối hợp, không nói hai lời. Trong lúc Hạ Tưởng nói chuyện chỉ huy, Lý Thấm nghe được Hạ Tưởng nắm trong tay gần một nửa bất động sản ở quận Hạ Mã, lúc đó mới biết năng lực của Hạ Tưởng thật sự là kinh người. Nói xong chuyện chính sự, Hạ Tưởng mới cười hỏi Tiêu Ngũ. Hôn sự của anh với Mỹ Mỹ bao giờ mới tiến hành? Tôn Hiện Vĩ cũng ồn ào. Đúng vậy, đừng có sống chung trước hôn nhân mãi như vậy, nên đi đăng ký đi, để tôi còn chuẩn bị uống rượu mừng. Tiêu Ngũ vội vàng giải thích. Không phải là sống chung, chỉ là ở chung nhà, mỗi người riêng một phòng, buổi tối không ở cùng nhau. Khụ khụ, Lý Thấm cười thành tiếng, cô đi du học ở nước ngoài nhiều năm, tuy rằng không thuộc kiểu đầu óc cởi mở nhưng cũng biết hiện giờ sống chung trước hôn nhân là chuyện bình thường. Không ngờ Tiêu Ngũ đường đường là chủ tịch công ty bất động sản Giang Sơn lại thành thật như cậu bé vậy, khiến cô vô cùng buồn cười. Lý Thấm cười, Tiêu Ngũ liền càng ngượng ngùng, cũng mỉm cười. Lý Thấm thấy Tiêu Ngũ xấu hổ vội nói. Không có ý gì khác đâu, không phải là cười anh, tôi chỉ cảm thấy giờ này mà còn người đàn ông tốt như vậy thật sự là khó có được. Không nghĩ tới Tiêu Ngũ sẽ nói câu kế tiếp, khiến Lý Thấm cười vui như vậy. Tiêu Ngũ nói là, tôi cũng không phải tốt đến như vậy, cũng muốn ngủ chung giường lắm, nhưng Mỹ Mỹ không đồng ý, tôi cũng không cố ép. Đúng là một người đàn ông thành thật hiếm có, Lý Thấm cười ngặt nghẽo. Tiêu Ngũ thì buồn bực. Ăn ngay nói thật như thế mà còn cười. Tôn Hiện Vĩ nhịn cười, nghiêm trang nói. Anh không lấy tình cảm để thuyết phục được cô ấy sao? Không thể như vậy được, hàng ngày cứ phải nhìn mà không được ăn, khó chịu lắm. Tiêu Ngũ lắc đầu thở dài. Tôi cũng dụ dỗ cô ấy nhiều lần rồi, nhưng cô ấy không nghe. Nói là chờ đến đêm tân hôn, chứ tuyệt đối không đồng ý. Tôi cũng biết cô ấy sợ tôi không cưới cô ấy, nên sau đó cũng không cố ép nữa. Phụ nữ cần cảm giác an toàn, làm đàn ông phải là chỗ dựa tinh thần cho phụ nữ, mới chính là đối tối với cô ấy. Tiêu Ngũ nói một lời nói lớn lao lập tức khiến mọi người ngưng cười, liền khiến Tôn Hiện Vĩ cũng khẽ gật đầu, cảm thán nói. Trước kia tôi cũng muốn có trách nhiệm với phụ nữ, tuy nhiên bây giờ nhiều phụ nữ không muốn mình phải có trách nhiệm, làm sao tôi chịu trách nhiệm được. Cho nên phải xét cả hai bên, không thể chỉ đổ thừa đàn ông. Cả Lý Thấm cũng tán thành lời nói của Tôn Hiện Vĩ. Hai bên cùng chịu trách nhiệm ngang nhau, một cô gái tùy tiện không có tự ái, sao còn muốn người khác có trách nhiệm với cô ta, đúng là khiến người khác chê cười. Mấy người nói chuyện một lát rồi cũng tự động tan rã, Hạ Tưởng cũng về tới quận ủy. Buổi chiều vừa vào giờ làm việc hắn đã bảo Triều Vĩ Cương báo cho Hoàng Kiến Quân đến văn phòng, Hoàng Kiến Quân vừa đến liền nói với vẻ mặt vui mừng. Cục trưởng Tôn sắp được vào họp hội nghị thường vụ. Về sau này cục trưởng Cục Công an được vào hội nghị thường vụ dần dần trở thành một chuyện thường lệ, vì quận Hạ Mã là quận mới, cho nên Hoàng Kiến Quân mới được may mắn, trực tiếp được vào họp hội nghị thường vụ. Tôn Định Quốc đảm nhận chức cục trưởng Cục Công an thành phố đã hơn 2 năm, hiện tại cuối cùng cũng xem như là hết khổ, được vào hội nghị thường vụ, chẳng khác nào chính thức tiến vào tầng quyền lực trung tâm của thành phố Yến. Sau khi Hạ Tưởng nghe vói về việc này cũng đã gọi điện thoại cho Tôn Định Quốc chúc mừng. Tôn Định Quốc có quan hệ tốt nhất với Tào Vĩnh Quốc, còn đối với các ủy viên thường vụ khác ở thành ủy của thành phố Yến thì không có giao tình gì nhiều lắm, quan hệ với Trần Phong thì có hơi gần một chút, nhưng nói cho cùng thì trước mắt tại thành phố Yến này, Tôn Định Quốc có quan hệ cá nhân với Hạ Tưởng là tốt nhất.
Tôn Định Quốc tiến vào làm ủy viên thường vụ tất nhiên sẽ có một gã ủy viên thường vụ bị thay thế, đó chính là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Bạc Hậu Phát, được điều đến tỉnh ngoài làm thị trưởng, sau đó nguyên Phó Chủ tịch lên tiếp nhận chức vụ Chủ tịch, không có ai gia nhập ủy viên thường vụ, thành ra chống một vị trí ủy viên thường vụ tặng không cho hệ thống công an. Việc Tôn Định Quốc được vào họp hội nghị thường vụ đối với Hạ Tưởng là một tin tốt, lực ảnh hưởng của hắn tại thành phố Yến lại tiến thêm một bước. Bởi vì cùng với việc Tôn Định Quốc gia nhập ủy viên thường vụ của thành ủy thành phố Yến, đã có thêm hai người trung gian quan trọng trên con đường, một là phó thị trưởng thường trực, hai là cục trưởng cục công an, đều là nhân vật quyền cao chức trọng. Mà cả hai người đều có quan hệ chặt chẽ với Hạ Tưởng, bởi vậy Hạ Tưởng có một điểm tựa mấu chốt, cho dù là Trần Phong, Hồ Tăng Chu hay là phó Tiên Phong, ai tranh thủ được sự ủng hộ của Hạ Tưởng liền sẽ cầm giữ hội nghị thường vụ. Hoàng Kiến Quân cũng ý thức được lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng càng lúc càng không giống bình thường, mới hiểu được việc anh ta theo sát Hạ Tưởng là một lựa chọn sáng suốt. Hạ Tưởng gật đầu cười với Hoàng Kiến Quân. Về sau lực ảnh hưởng của hệ thống công an và quyền ra quyết sách sẽ ngày càng có trọng lượng, Cục trưởng Tôn đã có một bước đáng mừng, chờ sau khi ông ta nhậm chức, chúng ta cùng đến chỗ ông ta chúc mừng. Hoàng Kiến Quân mừng rỡ, ý của Hạ Tưởng chính là muốn dẫn anh ta tới giới thiệu với Cục trưởng Tôn sao? Nếu anh ta muốn lên chức trong hệ thống công an nhất định phải qua cửa của Tôn Định Quốc. Bây giờ Tôn Định Quốc thành ủy viên thường vụ, liền có được tiếng nói lớn hơn trong việc bổ nhiệm nhân viên trong hệ thống công an, có thể nói Tôn Định Quốc có thể quyết định tiền đồ của anh ta, có thể tiến gần đến Tôn Định Quốc tuyệt đối là một chuyện lớn cực tốt. Hoàng Kiến Quân liền tỏ vẻ cảm tạ tự đáy lòng tới Hạ Tưởng. Hạ Tưởng khoát tay. Tôi có một nguyên tắc là sẽ không để cho người tài không tìm được cơ hội. Hoàng Kiến Quân thầm nghĩ trong lòng, có tài năng cũng phải đúng người, chọn sai đội ngũ, có tài năng cũng không có cơ hội. Tuy nhiên anh ta cũng không thể không than lên rằng, Hạ Tưởng ngày càng có cái nhìn đại cục, hiện giờ đã ngồi yên ổn ở ghế chủ tịch quận, bước tiếp theo là phát triển chân tay ở quận Hạ Mã sao. Hôm nay tìm anh đến là về chuyện Vương Đại Pháo. Hạ Tưởng ra hiệu cho Hoàng Kiến Quân ngồi xuống. Hôm nay tôi tới khách sạn Hào Môn ăn cơm thì vừa lúc gặp được đám người Vương Đại Pháo lái xe ngang qua diễu võ Dương Oai, rất kiêu ngạo, ngông cuồng. Hoàng Kiến Quân nghe được trong lời nói của Hạ Tưởng vẻ bất mãn vô cùng, vội nói. Đám người Vương Đại Pháo thật quá mức, nhưng bọn họ rất gian xảo, vẫn không gây ra chuyện gì lớn, chỉ là mấy chuyện nhỏ có người ra nhận tội thay. Tuy rằng bọn họ làm trò xảo trá với đội thi công, nhưng đội thi công cũng không dám nói ra chỗ sai của bọn họ. Chỉ là chuyện đấu đá lung tung ngoài đường, có muốn truy cứu cũng không có gì là chuyện lớn, chỉ vài ngày là phải thả bọn họ, chuyện như vậy thường xuyên làm bọn họ trở nên kiêu ngạo. Hạ Tưởng cũng không để ý đến Hoàng Kiến Quân mà chỉ liếc mắt hỏi. Kiến Quân, anh nói xem quan hệ giữa hai chúng ta là thế nào? Hoàng Kiến Quân lập tức ý thức được là chuyện gì, không dám đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Hạ Tưởng mà nói. Lãnh đạo rất chiếu cố tôi, trong lòng tôi rất cảm kích. Lãnh đạo hay không chỉ là cách xưng hô bên ngoài, nếu trong lòng không coi tôi là lãnh đạo thì ngoài miệng có nói hay nói tốt như thế nào cũng chẳng ích gì. Hạ Tưởng đập nhẹ tay xuống bàn, nhìn chằm chằm vào Hoàng Kiến Quân đầy thâm ý. Hoàng Kiến Quân liền cảm nhận được áp lực lớn, nghĩ thầm rằng, tuy rằng Hạ Tưởng tuổi còn trẻ nhưng cho dù là chủ tịch quận cũng không thể gây áp lực cho anh ta lớn như vậy, không hiểu sao cảm giác lợi hại không kém gì cục trưởng Tôn, chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng có thể nhìn thấu lòng người. Hoàng Kiến Quân liền mơ hồ có cảm giác chán lấm tấm mồ hôi, im lặng một hồi mới cắn răng nói. Vương Đại Pháo và Phó Cục trưởng Lục Tiểu Khu có quan hệ không tồi? Tôi cũng từng nhận quà của gã. Giọng nói Hạ Tưởng không có gì sốt sắng nói. Nhiều hay ít? 20.000 tệ. Hoàng Kiến Quân cũng không biết vì sao là một công an kỳ cựu không ngờ ở trước mặt Hạ Tưởng ít tuổi này lại không thể lấp liếm được chân tướng. Lẽ ra theo như trình độ thẩm vấn của anh ta thì Hạ Tưởng muốn từ miệng anh ta hỏi được chuyện gì cũng chẳng dễ dàng như vậy. Không ngờ chỉ đối mặt với nghi ngờ của Hạ Tưởng, anh ta không có một chút ý nghĩ giấu giếm nào, mà lại nói thẳng luôn ra. Kiến Quân, 20.000 tệ này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đối với anh mà nói cũng không phải là một khoản tiền lớn. Nhưng nếu Vương Đại Pháo phạm phải chuyện lớn, 20.000 tệ đó có thể sẽ thành chướng ngại vật cho tiền đồ của anh. Cái mạnh cái nhẹ trong đó anh hẳn là đã cân nhắc trong lòng rồi. Giọng Hạ Tưởng vẫn bình thản như cũ nhưng đến tai Hoàng Kiến Quân nghe thì lại thành một lực xuyên thấu không hiểu nổi, khiến tim anh ta đạp nhanh từng đợt một cách khó hiểu. Quyên góp từ thiện nó đi.
Hạ Tưởng cho Hoàng Kiến Quân một lựa chọn. Hoàng Kiến Quân biết Hạ Tưởng muốn bắt Phương Đại Pháo, hơn nữa đã hạ quyết tâm, liền âm thầm xoa mồ hôi lạnh trên trán nói. Tất cả sẽ nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo, về sau tôi sẽ có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Hạ Tưởng khoát tay nói. Tôi không cần anh có thể làm quan thanh liêm trong sạch như nước, nhưng ít ra phải có một nguyên tắc cơ bản, chính là những người làm sằng làm bậy thì không thể giữ lại được. Về chuyện Lục tiểu khu thâm sâu thế nào, tôi sẽ không hỏi đến, tôi chỉ hy vọng công an quận mau chóng đề ra một phương án trừng trị, mở ra một lần hành động nghiêm túc ở quận Hạ Mã. Được. Hoàng Kiến Quân nói với thái độ kiên quyết. Có điều gần đây kinh phí công tác của phòng công an quận khá eo hẹp. Lãnh đạo có thể nào khiến phòng tài chính chiếu cố chi ra một khoản thích hợp không? Hạ Tưởng khẽ gật đầu, lập tức cầm lấy điện thoại, gọi cho Thi Trường Nhạc. Lão Thi, phòng tài chính nên chiếu cố chi ra cho phòng công an một khoản thích hợp, sắp tới họ sẽ phải triển khai không ít hành động, chi ra nhiều hay ít thì anh cứ xử lý sao cho linh hoạt là được. Được, không thành vấn đề, xin lãnh đạo yên tâm. Hiện tại Thi Trường Nhạc đối với Hạ Tưởng khá trung thành và tận tâm, không có hài lòng. Hơn nữa sau những cố gắng của Hạ Tưởng, quận Hạ Mã rốt cục cũng tranh thủ có được quyền tự chủ tài chính nhất định, chính là việc có thể giữ lại toàn bộ tiền phí chuyển nhượng đất ở phòng tài chính quận. Nói cách khác, trong nháy mắt phòng tài chính quận từ vị thế phải dựa theo thượng cấp mới được chi tiêu biến thành một phòng màu mỡ giàu có. Chưa nói đến chuyện tiền lời về lâu về dài là bao nhiêu, chỉ riêng chuyện tập đoàn đạt tài mới được phê duyệt đã có số tiền chuyển nhượng đất thổ địa cao đến mức dọa người. Hơn nữa tài khoản từ tập đoàn đạt tài gửi đến thì vô cùng sảng khoái, hiện tại tiền thưởng cho phòng tài chính quận khá dồi dào. Trong tài khoản có tiền, Thi Trường Nhạc rốt cục cũng có được cảm giác mình chính là thần tài. Chuyện Thi Trường Nhạc không rõ ràng lắm chính là Hạ Tưởng rất cao minh, ở chỗ từ khi anh ta còn chưa trở thành thần tài hắn đã đến tìm anh ta, khiến cho anh ta tâm phục khẩu phục, chứ không chờ đến lúc anh ta chính thức có quyền sở hữu tài sản rồi mới đến thu phục anh ta. Nếu hiện tại Hạ Tưởng mới có lời thì với lòng dạ Thi Trường Nhạc bây giờ khó khăn sẽ lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, tranh thủ được quyền tự chủ về tài chính là công lao của Hạ Tưởng, trong lòng Thi Trường Nhạc biết rõ ràng, là do Vu Phồn Nhiên toàn lực thúc đẩy, Trần Phong gật đầu, cuối cùng Hồ Tăng Chu và Phó Tiên Phong không thể không thỏa hiệp sự kiện chính trị trọng đại một lần, chính là biểu hiện của việc Vu Phồn Nhiên tỏ ân lực ủng hộ Hạ Tưởng. Trong lòng Hạ Tưởng cũng rõ chuyện Vu Phồn Nhiên liên tiếp thể hiện thiện ý. Dụng tâm cao xa. Chỉ sợ không phải do Ngô gia sai khiến, cũng không phải Ngô Tài Giang cố ý chiếu cố hắn một phần mà do Vu Phồn Nhiên muốn mượn ảnh hưởng của hắn để mở ra cục diện, tìm một điểm tựa có lợi nhất, do đó mới sử dụng hắn. Vu Phồn Nhiên cũng không đơn giản, cũng là người có trí tuệ chính trị cao, giai đoạn hiện tại ở chung cùng ông ta, Hạ Tưởng cũng chưa nghĩ được làm sao cho tốt. Hoàng Kiến Quân nghĩ có qua có lại mới toại lòng nhau mà nói. Khi trở về tôi sẽ sắp xếp công việc, mở ra một đại hội để động viên, để đồng chí Lịch Phi phụ trách công tác chủ yếu, cho anh ta một cơ hội rèn luyện. Từ khi Lịch Phi đảm nhiệm chức phó trưởng phòng công an quận Hạ Mã tới nay, chưa được phân công quản lý công việc nào quan trọng, cũng không khác gì trong trạng thái bị quay lại để đó không dùng, dù sao lý lịch kinh nghiệm của anh ta quá ít ỏi, không có khả năng vừa đến đã đi điều tra hình sự hoặc kinh tế, trước tiên ở một bộ phận nhẹ nhàng tham quan một thời gian. Để xem có cơ hội tiến dần lên hay không. Nếu Hạ Tưởng bố trí hành động trọng đại, Hoàng Kiến Quân liền tính toán để Lịch Phi có cơ hội lập công một lần. Hạ Tưởng chỉ gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hoàng Kiến Quân cáo biệt Hạ Tưởng, tới thẳng phòng tài chính, sau khi nhìn thấy Thi Trường Nhạc thì làm mặt cười rồi mới mở miệng một cách cẩn thận. Thi Trường Nhạc đã cho anh ta một khoản khá lớn khiến anh ta vô cùng hài lòng và mừng rỡ. Anh ta cũng ở trong hệ thống công an không ít năm nhưng chưa từng thấy trưởng phòng tài chính nào nói chuyện tốt như vậy, cũng chưa từng gặp qua vị trưởng phòng tài chính nào hào phóng như vậy. Anh ta hiểu rõ chính là vì mặt mũi chủ tịch quận Hạ khá lớn, chỉ là một cuộc điện thoại mà ngang với một lệnh được phê duyệt. Nếu ở quận khác đừng nói điện thoại của chủ tịch quận, cho dù là phê duyệt của bí thư cũng chưa chắc dùng được. Từ trước đến nay phòng tài chính là khó khăn nhất, gặp ai thấy ai cũng tố khổ. Sau đó chỉ có một kết luận đó là không có tiền, hoặc chính là kết quả có thể đoán được, xin 100.000 tệ thì cho 50.000 tệ. Hoàng Kiến Quân nghĩ thầm chủ tịch quận Hạ thật không đơn giản, thủ đoạn cao siêu, đã nắm giữ chặt chẽ quyền lớn về tài chính. Đồng thời, anh ta khăng khăng một mực với chủ tịch quận Hạ, tương đương với hai bộ phận quan trọng đều bị hắn một tay nắm giữ. Ngẫm lại, bí thư Bạch cũng thật đáng thương, bên ngoài là nhân vật số 1,
nhưng không nắm giữ được ủy ban kỷ luật, trưởng ban tổ chức cán bộ và ông ta cũng xa cách, hai bộ phận công an và tài chính lại bị chủ tịch quận Hạ nắm trong tay, ông ta thật đúng là một bí thư tay không. Hạ tưởng không biết Hoàng Kiến Quân nghĩ nhiều như vậy, hắn cứ hết việc này lại đến việc khác, Hoàng Kiến Quân mới vừa đi, Mai Hiểu Mộc đã ở trong văn phòng hắn. So với lần trước gặp mặt, Mai Hiểu Mộc đã gầy đi một chút, đồng thời cũng điềm đạm, chín chắn hơn một chút, ít nhất cũng đã lễ phép hơn, vừa thấy Hạ Tưởng đã biết cung kính mà hô lên một tiếng. Chào Chủ tịch quận Hạ. Chắc là do sau một thời gian xuất ngoại, không bon chen được gì, vật vờ ở thủ đô nửa năm, lại không tìm thấy công việc thích hợp để làm, mà y nhìn ra được triển vọng của quận Hạ Mã, nên đến thành phố Yến để kiếm đường phát triển. Hạ Tưởng đứng dậy đón chào một cách khách sáo, cũng không đề cập tới Mai Thái Bình, chính là bởi vì y là em trai ruột của Mai Hiểu Lâm nên đã làm cho Hạ Tưởng càng khách sáo thêm ba phần. Hạ Tưởng thân thiết hỏi han khách sáo vài ba câu về các vấn đề cuộc sống. Mai Hiểu Mộc cũng trả lời vô cùng khách sáo, sau đó nói. Chị tôi nói con người anh rất tốt, hẳn là sẽ giúp tôi, chú tôi cũng có nói anh sẽ giúp tôi chỉ ra một con đường sáng. Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc Mai Hiểu Lâm và Mai Thái Bình cùng liên hợp lại tạo áp lực, giao Mai Hiểu Mộc cho hắn xử lý. Hạ Tưởng không khỏi cười một cách bất đắc dĩ, thấy Mai Hiểu Mộc với bộ dạng có chút chán nản này cũng thầm nghĩ không biết y có khả năng gì. Liên hỏi. Cậu ở nước ngoài học được những kiến thức gì? Chủ yếu là học một số cách nghiên cứu phát triển và ứng dụng vật liệu mới. Trong lòng Mai Hiểu Mộc thấy hơi có chút trầm xuống. Y còn nhớ rõ lúc gặp Hạ Tưởng ở hôn lễ của Khâu Tự Phong thì tỏ ra khinh thường hoàn cảnh của Hạ Tưởng. Hiện tại thật đáng chế giễu, y lại phải cúi đầu nghe Hạ Tưởng chỉ dẫn, xin hắn chỉ cho một con đường sáng, giống như là đường đường một Mai gia mà không thể sắp xếp được cho y một con đường vậy. Thực ra việc Mai Hiểu Mộc đến quận Hạ Mã phát triển là chuyện bất đắc dĩ phải làm. Mai Hiểu Mộc không có lòng dạ nào đi theo con đường chính trị, sau khi đi học ở nước ngoài được một thời gian. Tuy là có học được một ít kiến thức nhưng y lại cảm thấy học ở trường không có gì là thú vị, vừa lúc không hẹn mà gặp Phó Tiên Tiên, bị Phó Tiên Tiên theo đuổi mãnh liệt đến sợ hãi, mượn cơ hội để quay về nước. Không ngờ Phó Tiên Tiên vừa dũng cảm lại hào phóng, đuổi theo từ nước ngoài về tận trong nước. Mai Hiểu Mộc xem như sợ Phó Tiên Tiên, y tìm Mai Hiểu Lâm để nói chuyện, Mai Hiểu Lâm cảm thấy môi trường sẽ rèn luyện con người, vật vờ ở thủ đô mãi làm thành tính cách, nói như rồng leo. Làm như mèo mửa. Việc cần phải làm nhất chính là đến một nơi nào đó tham quan, cô là người nhanh chóng trưởng thành ở huyện An, đương nhiên cũng gặp khắc tinh cả đời cô Hạ Tưởng. Chương 586, dụng ý. Cô liền đề nghị Mai Hiểu Mộc đến quận Hạ Mã phát triển, một quận mới, trăm việc phải làm, có rất nhiều cơ hội có thể nắm được. Ban đầu Mai Hiểu Mộc không muốn nhưng sau khi nghe Mai Hiểu Lâm giảng giải thì phải nể mặt, quyết định đến quận Hạ Mã thử một lần. Triển vọng thực sự thế nào cũng chưa biết. Thực ra y không hiểu tại sao Mai Hiểu Lâm tận lực khuyên y đến quận Hạ Mã phát triển, để hắn tiếp xúc nhiều với Hạ Tưởng, mà không hiểu cho tâm tư của y khi y quen biết Hạ Tưởng. Tuy rằng Mai Hiểu Mộc cảm thấy đi tìm Hạ Tưởng hơi mất mặt, nhưng không thể để người nhà xem thường, không bị người ta coi là rác rưởi. Thứ hai là có thể tránh né được sự truy đuổi của Phó Tiên Tiên, đến quận Hạ Mã thử một lần cũng tốt, nên mới lặng yên không một tiếng động đi tới thành phố Yến. Không ngờ y vừa bước chân trước đi, sau lưng đã bị Phó Tiên Tiên phát hiện ra hành tung, cũng một đường theo đuôi mà đến. Hiện tại Mai Hiểu Mộc đang ẩn nấp ở thành phố Yến vài ngày, chưa lộ diện, vẫn cảm thấy gió êm sóng lặng, mới ra mặt tìm đến Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không ôm hy vọng Mai Hiểu Mộc có thể làm ra được chuyện gì, không ngờ vừa thuận miệng hỏi y lại là học được cách nghiên cứu phát triển vật liệu mới, không khỏi cảm thấy rất hứng thú, lại hỏi. Có nghiên cứu mấy vật liệu xây dựng kiểu mới không? Có, đương nhiên là có. Mai Hiểu Mộc đã có một chút hứng thú, thấy Hạ Tưởng rất có kiến thức, mới đây đã nói đến phần kiến thức cao, liền vội nói thêm. Vật liệu cách nhiệt mới, vật liệu thủy tinh phủ loại mới, vật liệu không thấm nước loại mới, vật liệu hấp thụ âm thanh mới, còn nữa, có thể nói qua. Hạ Tưởng rất vui. Hắn đang lo nhà máy xây dựng vật liệu kiểu mới của Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc không có nhóm nhân viên kỹ thuật đầu tiên, không ngờ là trời mưa có người đưa tấm tre, Mai Hiểu Mộc lại là người trong nghề, hắn liền cười hỏi. Cậu muốn làm chuyên gia về phương diện nghiên cứu hay muốn làm mảng thị trường tiêu thụ? Tôi có hứng thú với công việc nghiên cứu hơn, vừa vặn tôi đang nghiên cứu dở mấy đề tài ở nước ngoài, cũng sắp có được thành quả rồi nên mới trở về nước.
nếu có thể cung cấp cho tôi phòng thí nghiệm và kinh phí nghiên cứu khoa học, tôi có thể nghiên cứu chế tạo ra loại vật liệu xây dựng kiểu mới đứng đầu trên thế giới. Khuôn mặt Mai Hiểu Mộc không còn thấy chút vẻ gì là chán trường mà rất hớn hở nói. Được, tôi sẽ cung cấp cho cậu phòng thí nghiệm và kinh phí. Hạ Tưởng giải quyết dứt khoát. Cậu đi về trước đi, chờ điện thoại của tôi. Mai Hiểu Mộc cũng không ngờ là Hạ Tưởng lại sảng khoái đến như vậy, liền rời đi với vẻ vui sướng tràn đầy. Mai Hiểu Mộc vừa đi, Hạ Tưởng lại có một lý do để nhớ tới Mai Hiểu Lâm. Không nghĩ cũng không được, dáng vẻ của Mai Hiểu Mộc rất giống Mai Hiểu Lâm, nhưng chủ yếu là còn có một đứa con gái khiến hắn vướng bận. Hắn vừa cầm lấy di động định gọi cho Mai Hiểu Lâm thì di động lại vang lên, vừa thấy dãy số hiện lên hắn liền mỉm cười, vội nghe máy sau đó nói. Chào ngài, trưởng ban Mai. Đúng là cậu đã rất giữ thể diện cho tôi, Hiểu Mộc nói, cậu đối với nó rất tốt, nó đang cao hứng lắm. Thằng nhỏ Hiểu Mộc này có tật xấu là như vậy đó, cậu đừng để bụng, nó còn nhỏ tuổi, được không? Mai Thái Bình nghe được tin tức rất nhanh, ngay lập tức biết kết quả. Nếu cậu giúp được thì giúp nó nhiều một chút, giúp nó, cậu cũng không chịu thiệt đâu. Cậu có quan hệ tốt với Khâu Tự Phong, nhất định sẽ khiến Hiểu Mộc tín nhiệm cậu, tôi tin vào năng lực của cậu. Bị chụp mũ ngay đầu như vậy, Hạ Tưởng không muốn cũng phải đồng ý, cũng chỉ cười cười mà đồng ý. Chủ yếu là Mai Thái Bình đối với hắn cũng không tồi, chiếu theo mặt tình cảm thì hắn không có cách nào từ chối, đương nhiên còn là vì quan hệ với Mai Hiểu Lâm nữa. Sau mấy lời nói chuyện phiếm, Mai Thái Bình còn nói. Rút cuộc Phu Phồn Nhiên có ý gì? Ông ta lôi kéo cậu là muốn làm cầu nối với Ngô gia sao? Trong nhận thức của Hạ Tưởng, trong các quan lớn có hai người thích nói thẳng, một là Trần Phong, hai là Mai Thái Bình. Trần Phong có thói quen thích diễn trò và khoa trương, nhưng đôi khi nói thẳng làm người ta khó phân biệt thật giả. Còn Mai Thái Bình thì có tính ra lệnh, đã nói là nói thẳng, chưa bao giờ quan tâm đến kiểu nói chuyện nghệ thuật tinh tế của các lãnh đạo. Ngay cả Trần Phong cũng sẽ không hỏi trực tiếp như vậy, chỉ có Mai Thái Bình mới có thể không e ngại ân oán giữa hắn và Ngô gia, mà hỏi một cách rõ ràng ra như thế. Hạ Tưởng cũng trả lời vô cùng thành thật. Với trí tuệ của trưởng ban Mai, chắc không thể nào không đoán ra được dụng ý của Vu Phồn Nhiên chứ. Vu Phồn Nhiên tiến vào thành phố Yến một cách dễ dàng, nhưng muốn mở ra cục diện thì lại khó, cho dù sau lưng ông ta có một Ngô gia to lớn, nhưng vẫn phải tuân theo các quy tắc luật lệ. Vậy nên khi ông ta tới thành phố Yến rồi, phải tìm được một điểm tựa để tiến vào, rất không may là ông ta lại lựa chọn tôi đầu tiên. Ý của Hạ Tưởng là, cho dù có phải Vu Phồn Nhiên làm cầu nối cho Ngô gia hay không tạm thời chưa bàn đến, mục đích chính của ông ta là phải đứng cho vững chân đã, rồi mới có thể thực hiện kế hoạch chính trị của ông ta được. Hạ Tưởng chính là ván cầu tốt nhất phía trước của ông ta. Mai Thái Bình ít nhiều cũng có thể đoán được dụng ý của Vu Phồn Nhiên, nhưng đó chỉ là đoán mà thôi, không thể yên tâm được, nên mới hỏi câu này. Ông ta rất tâm đắc với Hạ Tưởng, cũng lo lắng Hạ Tưởng sẽ bị Vu Phồn Nhiên lôi kéo mà từ từ đảo chiều hướng về phía Ngô gia. Mặc dù Hạ Tưởng và con gái nhà họ Ngô có tư tình, còn có đứa con, Mai Thái Bình vẫn hy vọng Hạ Tưởng có thể duy trì trạng thái hiện tại, chẳng thà hắn ở trung gian giữa hai bên, còn hơn là đứng hẳn về phía một bên. Đương nhiên, cũng không phải ông ta nghĩ quá lên rằng Hạ Tưởng sẽ hoàn toàn đảo hướng đứng về phía Mai gia, tuy nhiên cũng biết rõ ràng rằng Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm tình cảm rất sâu nặng, giao tình với Khâu Tự Phong cũng không tầm thường, Mai gia cũng không có đủ lợi ích để khiến Hạ Tưởng quyết định lựa chọn. Nhưng ông ta cũng tin là những gia tộc khác cũng không khiến Hạ Tưởng động tâm được ngoại trừ Ngô gia. Không sai, cũng chỉ có Ngô gia mới khiến Hạ Tưởng khó khăn lựa chọn, bởi vì Ngô gia có Liên Nhược Hạm, có đứa con ruột của Hạ Tưởng. Nếu Ngô gia chấp nhận quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, đồng ý thừa nhận sự tồn tại của Hạ Tưởng, đồng ý để con gái mình làm người phụ nữ ngầm đứng sau lưng Hạ Tưởng được nhận Liên Nhược Hạm và đứa con thì mới có thể hoàn toàn đảo hướng về phía Ngô gia. Dù sao với thực lực hùng hậu và mạng lưới quan hệ khổng lồ, đối với con đường làm quan của Hạ Tưởng mà nói thì có lực hấp dẫn chết người. Quan trọng là Hạ Tưởng là một người trọng tình cảm, vì Liên Nhược Hạm và đứa con, hắn hoàn toàn có thể tiến gần đến Ngô gia, không phải không có khả năng như vậy, rất có thể lắm. Nếu thật sự Vu Phồn Nhiên có sứ mệnh là cầu nối, chẳng bao lâu nữa, Mai Thái Bình tin là lo lắng của ông ta sẽ thành sự thật. Cho nên trên điện thoại ông ta mới nói bóng nói gió, muốn thăm dò ẩn ý của Hạ Tưởng. Tuy rằng Hạ Tưởng đã sớm quen với kiểu nói thẳng của Mai Thái Bình,
nhưng khi nghe ông ta hỏi như vậy, vẫn cảm thấy buồn cười, không chú ý gì đến lề thói, làm sao mà có thể bon chen trong chốn quan trường đến vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy được. Thật đúng là khác biệt, hay là ông ta nói chuyện với hắn mới như vậy, còn khi nói chuyện với người khác thì dùng giọng điệu khác. Trưởng ban Mai, tôi đã đồng ý với ngài chuyện giúp đỡ Hiểu Mộc, ngài nói có phải Hiểu Mộc là cầu nối giữa tôi và Mai ra hay không? Mai Thái Bình cười ha hả. Thằng nhóc tinh quái, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa bịp tôi, cậu nói thật ra đi. Trong lòng ông ta có vài phần tâm đắc với câu trả lời khéo léo của Hạ Tường, kỳ thực ông ta muốn Mai Hiểu Mộc đến quận Hạ Mã cũng là vì có tâm tư đó, nếu không với thực lực của Mai ra, đất nước rộng lớn này, muốn đi đâu chẳng được, chứ lại phải nhất định tới tìm Hạ Tường sao. Đương nhiên, sâu trong lòng là vì Mai Hiểu Lâm và con gái của cô. Mai Thái Bình cũng vẫn đoán đứa bé có phải là chính là quan hệ huyết thống giữa Hạ Tường và Mai Hiểu Lâm hay không, nhưng cả hai đương sự đều không thừa nhận, ông ta là người bề trên, cứ truy hỏi mãi như vậy làm sao không thấy xấu hổ. Nhưng thấy thái độ của Mai Hiểu Lâm cũng kiên quyết ủng hộ Mai Hiểu Mộc đến quận Hạ Mã, ông ta lại càng thêm khẳng định, tâm tư của Mai Hiểu Lâm và ông ta đều là thông qua Mai Hiểu Mộc làm tai mắt để dõi theo nhất cử nhất động của Hạ Tường. Vì sao Mai Hiểu Lâm lại vô cùng chú ý đến Hạ Tưởng như vậy? Trừ phi Hạ Tưởng chính là cha đẻ của con gái cô. Nếu Hạ Tưởng thật sự là cha đẻ của Mai Đình, Mai Thái Bình sẽ không thể không nghĩ, tiểu tử Hạ Tưởng này đúng là lợi hại, con gái của nhà họ Ngô và nhà họ Mai đều bị hắn chiếm lấy, sao tên tiểu tử này lại có sức hấp dẫn như vậy? Khác với thái độ căm thù đến tận xương tủy của Ngô gia đối với Hạ Tưởng, Mai Thái Bình có thái độ rất lạc quan đối với chuyện Hạ Tưởng có lẽ là cha đẻ của Mai Đình. Mai Hiểu Lâm vốn tính tình cổ quái, vẫn chưa tìm được đối tượng nào tốt, hơn nữa lại bị bác sĩ nói là mất đi khả năng sinh đẻ. Cô nản lòng quyết chí cả đời không lấy chồng, bây giờ không ngờ lại sinh con gái, đúng là trời ban ân. Về mặt tình cảm mà nói, chuyện Hạ Tưởng khiến Mai Hiểu Lâm mang thai rồi sinh được con gái, trong lòng ông ta vô cùng cảm kích, là thật lòng cảm ơn. Bởi vì Mai Hiểu Lâm là nữ giới, không có lòng dạ nào tiến vào quan trường lại không có hứng thú với thương trường, Mai gia có đủ thực lực cho cô sống sung túc giàu có cả đời, bởi vậy nếu không thể sinh con sẽ trở thành khuyết điểm lớn nhất cuộc đời của cô. May mắn, Hạ Tưởng đã giúp cô đạt được giấc mộng làm mẹ, cũng gián tiếp giúp Mai Thái Bình đạt được tâm nguyện trong lòng. Trong Mai gia, Mai Thái Bình yêu thương nhất là Mai Hiểu Lâm, ông vẫn hy vọng Mai Hiểu Lâm có được hạnh phúc đầm ấm. Nhưng Mai Hiểu Lâm vẫn không làm ông ta bớt lo, kết giao với một người bạn trai khiến người nhà không hài lòng, còn chạy đến tận nơi thâm sơn cùng cốc để đến nỗi mang bệnh vào người. Đính hôn cùng với Khâu gia rồi lại bởi vì trên người có bệnh mà từ hôn, cô một mình đã không có nhiều thuận lợi, khiến ông ta càng bùi ngùi hàng nghìn hàng vạn lần, thương xót vô cùng, rồi lại lực bất tòng tâm. Nhưng sau khi Mai Hiểu Lâm mang thai, liền giống như thay đổi thành người khác vậy, vô cùng tin vào cuộc sống. Cũng vui tươi hơn rất nhiều, cả người tinh thần phấn chấn, thần thái hứng khởi. Sau khi sinh Mai Đình thì tràn đầy hào quang của tình mẫu tử, vô cùng hy vọng vào tương lai. Mai Thái Bình liền từ đáy lòng mà cảm tạ người đàn ông đã mang đến sinh mệnh mới đó. Nếu cho ông ta được quyền lựa chọn thì ông ta thà rằng chọn Hạ Tưởng, cho dù Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng có thể thốt phủ nhận. Hạ Tưởng là một người trẻ tuổi vô cùng ưu tú. Nếu hắn là cha đẻ của Mai Đình thì tốt hơn rất nhiều so với những kẻ khác, nếu là người đàn ông khác thì Mai Thái Bình cũng thấy rất chướng mắt. Nhưng sự thật không phải ông ta muốn là được, cả hai người đều đồng thanh nhất trí phủ nhận, cũng từng khiến ông ta hoài nghi có phải thật vậy không. Cho đến khi Mai Hiểu Lâm hết sức tán thành việc Mai Hiểu Mộc đến quận Hạ Mã, Mai Thái Bình lại nhóm lên hy vọng trong lòng, đến tám phần là Hạ Tưởng chính là cha của đứa nhỏ. Tuy nhiên cho dù Hạ Tưởng là cha đẻ của Mai Đình, nhưng có một chuyện vẫn khiến Mai Thái Bình vô cùng tiếc nuối trong lòng, chính là giữa Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng dường như không có một tình cảm sâu đậm, không bằng tình cảm giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, không thể tách rời. Thậm chí có thể nói, giữa hai người dường như không có tình cảm gì đáng nói, vì hai người vừa không thừa nhận đứa nhỏ là chuyện thật, lại rất ít liên hệ, khiến cho Mai Thái Bình không khỏi có chút buồn rầu. Cho dù giữa hai người có đứa nhỏ, cũng phải có tình cảm thì mới có thể dựa vào đó mà sở hữu và ỷ lại vào Hạ Tưởng, mới không bị Liên Nhược Hạm nắm lấy ngọn gió thổi hướng về phía Ngô gia. Tuy nhiên Mai Thái Bình cũng nhìn ra được một chút đó là dường như Mai Hiểu Lâm cũng có cảm tình với Hạ Tưởng, nếu không cũng sẽ không trăm phương nghìn kế khiến Mai Hiểu Mộc đến quận Hạ Mã phát triển, bề ngoài là phát triển nhưng thật ra là làm cầu nối, có thể cũng vì không cam lòng,
muốn Hạ Tưởng thay đổi cảm giác với cô. Vậy nên Mai Thái Bình có chút bất mãn với Hạ Tưởng, Mai Hiểu Lâm và Liên Nhược Hạm đều không phải là vợ chính thức, không thể nặng bên này, nhẹ bên kia được chứ. Hơn nữa đều sinh con cho hắn, chẳng lẽ bởi vì Hiểu Lâm sinh con gái, còn hắn là kẻ trọng nam khinh nữ nên không để ý tới Hiểu Lâm sao? Nếu đúng là như vậy thì thế nào cũng phải khiến hắn nói cho rõ ràng. Hơn nữa tốt xấu gì thì Hiểu Lâm cũng là con gái nhà họ Mai, sinh con gái cho hắn một cách không rõ ràng như vậy, Mai gia cũng không trở mặt giống như Ngô gia, chẳng những không tức giận mà chèn ép hắn, lại còn cảm tạ hắn, cũng không để ý đến chuyện xấu hổ là Hiểu Lâm không có danh phận. Hạ Tưởng hẳn là phải thấy được chuyện đó, dựa vào cái gì mà không cần Hiểu Lâm, không đối tốt với Hiểu Lâm. Hiểu Lâm sinh được con gái, mà hắn thì không có con gái, vậy chưa làm hắn thỏa mãn sao? Mai Thái Bình càng nghĩ càng tức giận, lại nghe nói về biểu hiện của Vu Phồn Nhiên ở tiệc đầy tháng nhà Hạ Tưởng, ông ta liền nghi ngờ có phải Ngô gia phái Vu Phồn Nhiên đến thu nạp Hạ Tưởng hay không, ông ta còn không thấy cấp bách sao? Trùng hợp, thái độ của Hạ Tưởng vẫn giống như trước. Trên cơ bản khiến ông ta không vừa lòng. Đương nhiên, ý nghĩ trên chỉ là ông ta tự nhủ trong đầu, lấy điều kiện tiên quyết là Hạ Tưởng là cha đẻ của Mai Đình để suy luận. Nếu Hạ Tưởng vẫn không thừa nhận hắn là cha đẻ của Mai Đình thì Mai Thái Bình không cách nào mở miệng chỉ trích và oán trách được, nhưng có một chút bất mãn nho nhỏ với Hạ Tưởng là tất yếu. Hạ Tưởng cũng không biết Mai Thái Bình có tâm tư phức tạp như vậy, liền cười nói. Hình như sự tín nhiệm của trưởng ban Mai đối với tôi đã giảm bớt thì phải. Lúc ấy có cả bí thư Trần ở đó, tôi đã biểu lộ rõ lập trường, nếu bây giờ lại lặp lại lời nói đó lần nữa đối với ngài, chính là đã coi thường trí tuệ chính trị của ngài. Mai Thái Bình vừa tức vừa cười. Nghẹt thở quá hả, được, tôi cũng không ép buộc. Ông ta nói không ép buộc nhưng sau đó lại nói thẳng tiếp một câu. Dạo này có liên lạc gì với Hiểu Lâm không? Nếu rảnh thì ra thủ đô thăm nó một lần, con bé một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì. Hạ Tưởng nghe được ngụ ý trong đó, nghĩ thầm trong lòng, hay cho trưởng ban Mai, lại một lần nữa, vẫn chưa từ bỏ ý định thử hắn. Gần đây bận quá, sau một thời gian nữa tôi sẽ đến thủ đô thăm hỏi lão cốc, tiện thể thăm Hiểu Lâm và con gái cô ấy. Hiểu Lâm đã có ngài, có Hiểu Mộc, còn có người nhà, cô cũng thực sự hạnh phúc rồi. Hạ Tưởng nói là tiện thể thăm hỏi. Đồng nghĩa với việc không cho Mai Thái Bình một hy vọng nào. Mai Thái Bình lại tức giận nói. Tiện thể sao, nhiều năm là đồng nghiệp, lại còn là bạn bè hợp tác chặt chẽ, không thể đến thăm hỏi tử tế một lần sao. Đồng chí Hạ Tưởng, cậu cũng thật là có mới nới cũ đấy. Được rồi, Mai Thái Bình là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, lại là bề trên, mặc kệ là lấy thân phận nào để nói chuyện với hắn thì cũng không có cách nào phản bác lại, Hạ Tưởng đành phải cười khổ. Đi, thì đi, nghe ngài, tôi sẽ đến thăm hỏi tử tế một lần. Mai Thái Bình cũng chưa hẳn vừa lòng. Về sau chủ động một chút, đừng có quá bị động, đối với chuyện năm đó cậu chủ động lừa gạt con gái nhà họ Ngô thì. Yên tâm, mọi người trong nhà họ Mai đã thông hơn rồi, không giống lão già nhà Ngô ra đâu. Ý tứ ám chỉ trong lời nói này liền càng rõ ràng, Hạ Tưởng cũng chỉ ho khan hai tiếng rồi nói. Tôi và Hiểu Mộc đã gặp mặt. Cũng đã có ý đồ bước đầu cho những phát triển tiếp theo của cậu ta. Mai Thái Bình biết Hạ Tưởng cố tình dễ ngang dễ dọc, chuyện của Mai Hiểu Mộc ông ta cũng không để ý nhiều lắm, nói. Được rồi, cậu sắp xếp là được, coi như là chiếu cố em trai mình vậy. Ngắt điện thoại với Mai Thái Bình, Hạ Tưởng ngồi mà cười ngây ngô hồi lâu, không biết Mai Thái Bình nghe hơi được điều gì hoặc là đoán được chuyện gì hay không, mà ông ta cứ nói như chính mình là cha đẻ của Mai Đình. Là người đàn ông của Mai Hiểu Lâm, cứ nói như thật, nhưng hắn chắc chắn không nghĩ đến chuyện thừa nhận. Có thể giấu được bao lâu liền tốt bấy lâu. Quả thật cũng nên gọi điện thoại cho Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng liền gọi điện thoại cho Mai Hiểu Lâm. Có việc gì không? Giọng của Mai Hiểu Lâm có vẻ hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì mà lại gọi điện thoại cho em? À, đúng rồi, chắc là đã ôm con trai đủ rồi, anh muốn có thêm cảm giác ôm con gái một chút hả? Hạ Tưởng không để ý tới sự kỳ lạ của Mai Hiểu Lâm, mà nói đơn giản qua tình huống của Mai Hiểu Mộc, lại nói cả cuộc trò chuyện vừa rồi với Mai Thái Bình với cô, rồi mới hỏi đến tình hình gần đây của con gái. Con gái tốt chứ? Tốt, tốt lắm, cái miệng nhỏ ngày nào cũng như muốn nói chuyện, có lẽ mấy tháng nữa là gọi mẹ được rồi. Tính ra Mai Đình đã hơn 6 tháng tuổi, cô bé có thể biết nói sớm, 8-9 tháng đã có thể nói được rồi. Ừ.
có thời gian nhớ dậy con gọi cha nhé, không đến lúc anh đến, con lại không biết gọi. Trong lòng Hạ Tưởng bỗng tình cảm dạt dào, dù sao cũng là cốt nhục do hắn sinh ra, đây chính là tấm lòng của cha mẹ. Hay là thôi đi, để con gọi anh là chú là được rồi. Mai Hiểu Lâm nói một cách tỉnh bơ. Gọi cha, anh có thể cho con bé thứ gì đây? Tình thương của người cha hay là danh phận, không nên làm khó chính mình, cũng không nên để con bé hy vọng, không có hy vọng thì không phải thất vọng. Hạ Tưởng nghe xong mới thấy, chẳng lẽ Mai Hiểu Lâm đã hối hận rồi. Một thời gian nữa, anh sẽ đến thủ đô thăm em và con gái. Hắn nhớ lời dặn dò của Mai Thái Bình, cũng hiểu là nên an ủi Mai Hiểu Lâm một chút, nhưng chỉ giới hạn như thế mà thôi. Đương nhiên, nếu em không chào đón thì thôi vậy. Tùy anh thấy thế nào là tốt. Mai Hiểu Lâm lập tức đáp lại dường như sợ Hạ Tưởng đổi ý vậy. Nếu anh đã để con bé hy vọng thì xin ngàn vạn lần đừng để nó thất vọng. Tiếng của Mai Hiểu Lâm cứ vang vọng bên tai, Hạ Tưởng ngồi yên một lúc lâu, buồn bã. Chương 587, tiếp cận. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng, Triệu Vĩ Cương và Ngô Cảng Đắc, còn có cả Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc và Mai Hiểu Mộc mấy người cùng lên ô tô đi tới thôn Phương Bắc xem xét thực địa, khảo sát hoàn cảnh thực địa nhà máy xây dựng vật liệu kiểu mới của Tiểu Thì. Mai Hiểu Mộc và Hạ Tưởng ngồi chung một xe, sau khi lên xe, còn có bộ dạng hơi bất an. Triệu Vĩ Cương ngồi ở phía trước, Hạ Tưởng và Mai Hiểu Mộc ngồi ở ghế sau, Hạ Tưởng liền đoán được vài phần tâm tư của Mai Hiểu Mộc, nhưng cũng không nói toạc ra, chỉ giữ vẻ mặt hơi cười. Thôn Phương Bắc ở phía tây bắc của quận Hạ Mã, tính theo khoảng cách vị trí địa lý thì khá xa quận ủy, coi như là mảnh đất xa xôi nhất ở khu trực thuộc trong phạm vi quận Hạ Mã. Nhưng nơi đây xung quanh tất cả đều là đồng ruộng, hơn nữa cách chân núi không xa, môi trường rất tốt, không khí sạch, lại có một dòng suối nhỏ chảy qua, có thể nói là địa điểm tốt nhất để xây nhà máy. Hạ Tưởng có ý để Nghiêm Tiểu Thì xây dựng nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới ở thôn Phương Bắc, là vì có một ít lợi thế về đất đai thì chưa nói đến, hoàn cảnh môi trường cũng tốt, không gian yên tĩnh thích hợp với nghiên cứu và sản xuất. Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc đối với Hạ Tưởng có một niềm tin khó hiểu, ngoan ngoãn phục tùng những lời nói Hạ Tưởng, nhưng dù sao việc này quan trọng lớn, cũng cần phải đi khảo sát thực địa một chuyến thì mới có thể ra quyết định cuối cùng. Chuyện nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới bắt đầu khởi công, có ý nghĩa vô cùng sâu xa đối với quận Hạ Mã. Chính là xí nghiệp cao cấp hiện đại nhất, có tác dụng làm mẫu và đi đầu. Hơn nữa sau khi sản xuất ra sản phẩm, sẽ áp dụng đầu tiên vào các biệt thự xa hoa sử dụng vật liệu xây dựng kiểu mới ở quận Hạ Mã, cũng có lợi vì thải ít khí carbon và bảo vệ môi trường, nhưng điểm mấu chốt nhất là tiết kiệm năng lượng. Các nguồn năng lượng của Trung Quốc đang bị lãng phí rất nghiêm trọng, nguy cơ khủng hoảng nguồn năng lượng cũng không còn xa nữa. Trước tiên chưa nói đến tài nguyên dầu mỏ, ngay nguồn tài nguyên nước là nguồn tài nguyên quan trọng nhất của nhân loại đã bị thiếu hụt nghiêm trọng. Nghe nói toàn bộ nước ngầm phía dưới bình nguyên Hoa Bắc gần như đã trở thành trống rỗng, hàng năm lượng nước trên bề mặt cũng giảm dần, nói không chừng một ngày kia sẽ tiếng xuất hiện một lỗ hổng lớn. Lại càng không nói đến than đá tại tỉnh lớn như tỉnh Tây. Trên thực tế có rất nhiều mỏ than đá ngầm đều đã bị đào rỗng, thành thị sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Hiện tại mọi người tiêu xài lãng phí, có lẽ chờ một ngày chết đi rồi, sẽ bị con cháu đời sau chỉ vào mặt mà mắng, không để cho chúng một con đường sống. Vậy nên Hạ Tưởng mới cố gắng nghĩ hết khả năng về những vật liệu xây dựng kiểu mới, sẽ tiết kiệm được năng lượng, có hiệu quả rõ ràng đáng giá để mở rộng. Cuối cùng đã đến khu đất cần đến, đập vào mắt chính là một mảnh ruộng đất trống trải, gió thu thổi nhẹ, hơi có vẻ tiêu điều. Vốn dĩ ở đây có một thôn nhỏ hơn 1.000 người nhưng đã bị san bằng, chỉ còn lại một mảnh đất bừa bãi các bức tường gạch đổ. Đất ruộng trồng hoa màu thì hoặc là đã thu hoạch xong hoặc là hoang phế không có người thu dọn, liếc mắt nhìn lại thì cảnh tưởng hoang vắng có thể làm cho đầu óc người ta sinh ra một cảm giác thê lương. Không phá thì không xây được, trước khi xây dựng thì phải phá đi đã. Có một vĩ nhân đã từng nói, chúng ta không những giỏi phá đi một thế giới cũ, chúng ta còn giỏi về xây dựng lên một thế giới mới. Đáng tiếc là năm đó vĩ nhân này đã không hoàn thành được ý nguyện xây dựng thế giới mới, ngược lại, sau khi lập nước tập trung tinh lực xây dựng được thời gian vài năm đã bị mười mấy năm phá hỏng biến thành quốc gia tan vỡ. Hạ Tưởng đứng trước một căn phòng trống trơn trong thôn Phương Bắc, trong lòng không khỏi cảm thán hàng nghìn hàng vạn lần. Cho dù là xây cái gì thì trước tiên cũng phải phá đã, chỉ hy vọng trong vòng khu vực trực thuộc của hắn quản lý, không có vụ phá bỏ nào nghiêm trọng thì tốt.
nhớ tới trên đường phố có rất nhiều bức tường có những chữ thật to ghi, tháo dỡ, có ai biết đằng sau hai chữ lạnh lùng, tháo dỡ, này là những giọt nước mắt tan cửa nát nhà, trong đó ít nhiều cũng có những nỗi oan đau đớn không có nơi khiếu nại. Cổ Ngọc đứng bên phải Hạ Tường, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Hạ Tường mà có chút khó hiểu, thấy ánh mắt sầu vì nước vì dân, nghĩ thầm rằng vậy mà nhìn không ra, hắn thực sự là có chí tận lực tận trung cho Tổ quốc sao? Vẻ sầu não và ánh mắt u buồn của hắn không phải là thứ có thể giả tạo được. Một cán bộ trẻ tuổi mà có trái tim yêu nước thương dân như vậy quả là khó tìm. Tâm tư của Mai Hiểu Mộc thì chẳng bị ảnh hưởng bởi trái tim yêu nước thương dân của Hạ Tường, ánh mắt của y không ngừng theo sau Nghiêm Tiểu Thì, muốn tiếp cận để nói chuyện, nhưng lại lo lắng bị lạnh nhạt bởi vì từ đầu tới cuối Nghiêm Tiểu Thì cũng chỉ liếc mắt đánh giá y một chút, khiến cho y không tự tin. Một lát sau nhớ lại khi Hạ Tưởng giới thiệu Nghiêm Tiểu Thì chỉ nói là một nhà đầu tư bình thường, lại một lần nữa cố lấy dũng khí trong lòng, thừa dịp Hạ Tưởng và Ngô Cảng Đắc nói chuyện với nhau, đến trước mặt Nghiêm Tiểu Thì chủ động vươn tay ra nói. Tổng Giám Đốc Nghiêm, vừa rồi Chủ tịch Quận Hạ giới thiệu tôi chưa được rõ lắm, thật ra tôi là... Nghiêm Tiểu Thì vung tay lên nói. Tôi biết ra thế nhà anh rồi, không cần nhiều lời. Tôi với anh hợp tác lần đầu tiên này là nể mặt Chủ tịch Quận Hạ. Sau này còn phải xem năng lực bản thân anh thế nào, còn những chuyện khác, không đáng suy xét. Tay Mai Hiểu Mộc để lơ lửng một cách xấu hổ, cuối cùng đành phải thu tay về, miễn cưỡng cười. Có cá tính lãnh đạo, tôi rất thích. Không ngờ Nghiêm Tiểu Thì lại chỉ tay về phía Cổ Ngọc. Cô ấy mới là cổ đông lớn, không phải tôi. Cổ Ngọc vẫn không hề để ý tới Nghiêm Tiểu Thì và Mai Hiểu Mộc đang cành cựa, mà vẫy vẫy tay nói. Khung cảnh nơi này thật tốt. Thanh tĩnh, không khí cũng tốt, tôi rất thích. Đối với gia thế nhà Mai Hiểu Mộc, Nghiêm Tiểu Thì thấy không có gì đáng để ý, vì do Hạ Tưởng giới thiệu nên có mới cho rằng Mai Hiểu Mộc có chỗ hơn người, còn về chuyện thân phận và lai lịch của y, không ở trong phạm vi suy xét của cô. Tuy rằng Cổ Ngọc là cổ đông lớn nhất của nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới, nhưng Cổ Ngọc lại hơi lười nhắc chuyện giao tiếp xã giao. Không muốn liên quan đến việc kinh doanh, cô còn không có ý định tham gia vào việc kinh doanh. Để Nghiêm Tiểu Thì đảm nhiệm chức vụ chủ tịch. Mấy người Hạ Tưởng đứng ở khu đất khảo sát thực địa mất nửa ngày, cơ bản là khá hài lòng với khung cảnh. Hạ Tưởng không hề chú ý là ở phía xa xa trong một nhà dân, có mấy người đang theo dõi nhóm người Hạ Tưởng, tất cả hành động đều bị họ nhìn thấy hết. Thấy rõ không, người đứng giữa kia chính là Hạ Tưởng. Một người trung niên mập mạp nói, nếu Hạ Tưởng nhìn thấy gã khẳng định là sẽ chấn động. Bởi vì gã không phải ai khác mà chính là Ngưu Kỳ kẻ bị hắn đá đến đít để đó không dùng. Ngưu Kỳ có con là Ngưu Kim, vi phạm nhiều tội danh nên bị phán 10 năm tù, vậy nên Ngưu Kỳ hận Hạ Tưởng đến chết. Cho nên khi có người đứng ra nói muốn âm thầm trừng trị Hạ Tưởng một chút, gã liền xung phong nhận việc dẫn người đi chỉ điểm xác nhận Hạ Tưởng. Một gã đàn ông nhuộm tóc vàng, ăn mặc quần áo kiểu lưu manh nói. Chỉ một thằng nhỏ con như vậy, một mình tôi cũng có thể đánh hạ rồi. Sếp Ngưu, chuyện Hạ Tưởng không thành vấn đề, giao cho tôi là được, đánh gãy chân nhé. Mà, muốn lấy mạng của hắn cũng không thành vấn đề, chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên trong đó có hai cô em trông cũng không tồi, có thể để tôi. Ngưu Kỳ mắng. Hạ Tưởng là quan trọng hay đàn bà là quan trọng, con mẹ nó, mày nghiêm túc một chút được không? Đừng tưởng Hạ Tưởng dễ chọc, mày làm cho tốt rồi chuẩn bị chạy trốn cho thật xa, nếu không ra khỏi nước. Thì tiền đủ cho mày ăn uống cả mấy đời. Đàn bà chỗ nào chẳng có, cần phải để ý mấy con bé đó sao? Tên tóc nhuộm vàng chính là Vương Đại Pháo, gã nói một cách oan ức. Sếp Ngưu đừng mắng tôi, hai cô em kia đúng là cực phẩm đó, tôi lớn thế này rồi vẫn chưa gặp được, có thể không thèm mắt hay sao? Nếu có thể lên giường với mấy cô em kia thì chết cũng đáng. Chưa nói hết đã bị ăn một cái tát trúng đầu, Ngưu Kỳ lửa giận ngút trời nói. Con mẹ mày, tao tức chết mất thôi, tao. Ngưu Kỳ giận đến nói không ra lời, đã nói với Vương Đại Pháo không ít lần về tính chất nghiêm trọng của lần này, mà gã vẫn không nghe, còn tưởng rằng xử lý xong Hạ Tưởng, gã vẫn có thể xuất hiện nghênh ngang ở thành phố Yến không việc gì, có thể chạy suốt đêm ở thành phố Yến. Bảo gã ra nước ngoài, gã lại không muốn, còn nghĩ rằng trốn tận hang cùng ngõ hẻm vài ngày là sẽ không việc gì. Ngưu Kỳ còn hơi chút nghi ngờ việc tìm Vương Đại Pháo để ra tay không biết có phải là kinh suất hay không. Nhưng hiện tại trong đầu cũng chẳng có người nào tin dùng được cả, hơn nữa người bên trên cũng đang thúc giục làm ngay, gã cũng đành chấp nhận.
Nghe nói hôm nay Hạ Tưởng sẽ tới thôn Phương Bắc thị sát, gã và Vương Đại Pháo liền đến đó trước, trốn trong một ngôi nhà bỏ hoang âm thầm quan sát, chỉ điểm và xác nhận rõ ràng với Vương Đại Pháo, để tránh đến lúc đó nhầm người thì hỏng hết chuyện. Vương Đại Pháo hơi sợ Ngưu Kỳ, không dám trốn, đành phải gắng gượng. Ngưu Kỳ đánh xong mấy cái cũng chẳng buồn đánh gã nữa mà giải thích. Nhất định phải xốc lại tinh thần mà làm việc, đây không phải chuyện nhỏ. Vương Đại Pháo liên tục gật đầu nhưng không để lời nói của Ngưu Kỳ ở trong lòng. Ánh mắt vẫn không rời Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc, hỏi một câu mà không thèm để ý. Giờ ra tay được chưa? Mày có phải là đồ đầu heo hay không vậy? Bây giờ mà ra tay hả? Bọn họ cả một nhóm như vậy khẳng định là có thể nhận ra mày tới gần, mày làm sao mà chạy trốn được? Ngưu Kỳ lại bùng lên lửa giận, cố gắng kìm nén lại mới nói. Sau này gây ra sự vụ nào đó, khi Hạ Tưởng ra mặt để giải quyết, thừa cơ lúc loạn để đánh hắn, khiến hắn phải ngậm bồ hòn. Giờ tôi bịt mặt ra ngoài đó, đánh vào chân hắn ba quyền, đỡ phải mất công mất sức dựng chuyện, đỡ phiền. Lại lần nữa ánh mắt của Vương Đại Pháo dán vào trên người Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc, toát ra đầy dục vọng tham lam. Ngưu Kỳ lấy tay kéo gã sang một bên. Đừng nhìn nữa, tìm bạn gái của mày mà xử lý. Nghe tao nói đây. Vương Đại Pháo lưu luyến không rời đành đồng ý, quay người đi ra ngoài từ phía sau, lập tức biến mất dạng sau một mảnh tường thấp bên trong. Đến lúc hoàn toàn không thấy bóng dáng của Vương Đại Pháo đâu thì Ngưu Kỳ mới lấy ống nhòm ra quan sát một lúc, hai mắt bốc hỏa, nghĩ thầm rằng, Hạ Tưởng mày cũng đừng trách tao, là mày không nể tình, làm hại đời con tao, tao cũng muốn khiến cho mày cả đời này không đứng dậy nổi. Hạ Tưởng không hề nhận biết được nguy hiểm đang tới gần sau lưng, hắn là người không phải thần, không có khả năng chuyện gì cũng biết. Mấy người đi vòng dọc theo thôn Phương Bắc, đi được gần nửa vòng thì trên cơ bản đã xác định được địa điểm, Nghiêm Tiểu Thì muốn để dòng suối chảy vòng qua bên trong nhà máy, Hạ Tưởng đồng ý. Tính cả diện tích thôn và đồng ruộng của thôn Phương Bắc là hơn 1.200 mẫu, trong đó 1.000 mẫu là đã cấp cho tập đoàn Đạt Tài, để dựng lên sản nghiệp là khu công nghiệp Đạt Tài. Tuy rằng tập đoàn Đạt Tài đã bước đầu hoàn thành giai đoạn đo đạc, chuẩn bị động thổ khởi công, nhưng nếu nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới cũng vào trong khu công nghiệp này sẽ phải chờ thời gian quá dài, không phù hợp với quy luật phát triển, ý của Hạ Tưởng chính là đầu tư xây dựng nhà máy mới ngay bên cạnh khu công nghiệp Đạt Tài. Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc cũng đồng ý, cũng cảm thấy nếu tiêu tốn mất thời gian nửa năm cùng với khu công nghiệp của tập đoàn Đạt Tài thì quá lãng phí thời gian, mặc dù tiền vốn ban đầu để khởi công xây dựng nhà máy sẽ lớn hơn một chút, nhưng có thể đưa ra thị trường sớm nửa năm, có nghĩa là có thể giành trước phần chiếm lĩnh thị trường, ở thời đại hiện giờ vượt lên trước được một chút ý nghĩa đã vô cùng trọng đại. Trên cơ bản sau khi tất cả mọi người đều không có ý kiến gì khác, Ngô Cảng Đắc liền nói. Lãnh đạo, người dân thôn Phương Bắc nhận khoản bồi thường nhưng chưa hẳn là mãn nguyện lắm. Hiện tại tuy rằng đều rời đi cả rồi, nhưng thỉnh thoảng còn quay về gây rối, cần tăng cường an ninh trật tự. Sở dĩ Hạ Tưởng bảo Ngô Cảng Đắc cùng đi chính là xuất phát từ phương diện an toàn mà suy xét. Bất luận bồi thường giải phóng mặt bằng thế nào đều không có khả năng khiến 100% người vừa lòng, người ta có đủ loại mục đích, muốn lừa bịp tống tiền để kiếm chút ít, Hạ Tưởng hơi trầm tư, lấy di động ra. Lịch Phi, tôi Hạ Tưởng đây. Từ khi Lịch Phi được điều đến quận Hạ Mã đảm nhiệm chức phó trưởng phòng đến nay, vẫn luôn biết ơn Hạ Tưởng, đang muốn tìm một cơ hội đến nhà để cảm ơn. Tuy nhiên Hạ Tưởng lại không cho anh ta cơ hội, khiến anh ta hơi chút bất an, không biết lãnh đạo có ý gì, có phải là bất mãn với anh ta hay không. Bây giờ nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, anh ta đang ngồi trên ghế ở văn phòng, theo bản năng liền đứng lên, đứng nghiêm chào. Chào lãnh đạo. Lập tức nhận ra là Hạ Tưởng không có ở trước mặt, không khỏi cười từ giễu mình hay lo, rồi mới ngồi xuống cung kính hỏi han. Lãnh đạo có gì xin chỉ bảo. Hạ Tưởng cũng không nói lời khách sáo mà nói thẳng luôn. Mấy ngày nữa nhà đầu tư sẽ bắt đầu xây dựng nhà xưởng ở thôn Phương Bắc, đến lúc đó anh điều động một bộ phận cảnh sát đến đây duy trì an ninh trật tự, ngàn vạn lần không thể để xảy ra bất kỳ nhiễu loạn nào. Nếu để chuyện gì xảy ra, anh không cần tới tìm tôi, mà tự tới chỗ Hoàng Kiến Quân xin chịu phạt đi. Dạ, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao. Trong lòng Lịch Phi khá cao hứng. Lời nói của Hạ Tưởng chứng tỏ không coi anh ta là người ngoài, vì Hạ Tưởng nói lời ra miệng vô cùng nghiêm khắc, lãnh đạo nói chuyện, nếu nghiêm khắc là tốt hơn nhiều so với khách sáo, càng nghiêm khắc thì càng thân thiết, càng khách sáo là càng bất hòa.
sắp xếp tốt xong chuyện an ninh trật tự, mấy người Hạ Tưởng lên xe rời đi. Ngô Cảng Đắc muốn tới chỗ nhà hoang để giải quyết nỗi buồn một chút, nên Hạ Tưởng bảo mấy người Nghiêm Tiểu Thì lên xe trước. Chỉ một lát sau, Ngô Cảng Đắc trở về nói. Lãnh đạo, vừa rồi tôi đi giải quyết, phát hiện thấy một bóng người mà thoáng cái đã biến mất không thấy tăm hơi, dường như là đang âm thầm theo dõi chúng ta. Về sau ngài ra ngoài phải cẩn thận một chút, có thể có những phần tử bất hợp pháp muốn trả thù. Hạ Tưởng gật đầu. Có thể là dân ở thôn Phương Bắc quay về xem xét nơi ở cũ, chứ không có chuyện gì đâu. Ngô Cảng Đắc rất quý trọng tính cách nhiệt tình của Hạ Tưởng, thấy Hạ Tưởng không để ý cũng nghĩ là có thể do mình quá nhạy cảm, nên không nói gì nữa. Trở lại quận ủy, ở trong phòng làm việc của Hạ Tưởng, Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc và Mai Hiểu Mộc đang đàm phán cổ phần cụ thể. Mai Hiểu Mộc sẽ lấy kỹ thuật ra làm cổ phần, chiếm 1% cổ phần, Cổ Ngọc chiếm 70%. Nghiêm Tiểu Thì chiếm 29%. Vốn dĩ ngay từ đầu cho Mai Hiểu Mộc chỉ có 1% đã khiến y oán hận, nhưng Nghiêm Tiểu Thì lại không chịu nhượng bộ, y đành bất đắc dĩ chấp nhận điều kiện như vậy. Sau đó, Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Cao Hải, để Cao Hải sắp xếp chuyên gia đi cùng Nghiêm Tiểu Thì đến Cục Công Thương đăng ký lập hồ sơ, đăng ký công ty. Cuối cùng cũng xử lý xong chuyện nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới, Hạ Tưởng thở phào một hơi, gọi điện thoại cho Trần Phong. Báo cáo tin tức quận Hạ Mã sắp động thổ xây dựng một xí nghiệp cao cấp hiện đại nhất. Trần Phong nghe xong vô cùng vui mừng. Tốt, Tiểu Hạ tốt lắm, tôi biết là cậu có thể mà. Khi nào chính thức khánh thành thì báo cho tôi một tiếng, tôi đi cắt băng khánh thành. Trần Phong cũng là cho Hạ Tưởng thể diện. Việc Hạ Tưởng không nghĩ tới là sau khi tan tầm, đi được nửa đường thì đột nhiên nhận được điện thoại của Phó Tiên Tiên, hắn còn lạ là làm sao Phó Tiên Tiên lại biết được số điện thoại cá nhân của hắn. Giọng Phó Tiên Tiên rất dồn dập. Chủ tịch quận Hạ, tôi mời anh buổi tối đi ăn cơm, thế nào, rất hân hạnh được đón tiếp. Hạ Tưởng định mở miệng từ chối, không ngờ Phó Tiên Tiên lại lập tức nói. Có chuyện quan trọng, ý là chuyện quan trọng ấy, về chuyện anh và tôi lên giường, anh có muốn nghe hay không? Hạ Tưởng đang lái xe thiếu chút nữa giẫm mạnh vào chân ga, tông vào xe phía trước, nhưng vẫn mỉm cười nói. Cô nói bậy bạ cái gì đó? Không phải nói bậy, tôi chưa bao giờ nói bậy. Phó Tiên Tiên buông một câu rồi ngắt điện thoại. Tôi đang ở Bích Ngọc Các, anh có tới hay không? Sự việc liên quan đến danh dự bản thân, không thể sơ suất được, Hạ Tưởng cũng chỉ còn cách lái xe đi tới Bích Ngọc Các. Bích Ngọc Các là một nhà hàng đặc sắc của thành phố Yến, đầy đủ các loại hương vị, đồ ăn không hoàn toàn là đồ ăn Tây mà cũng không phải đồ ăn chính thống của Trung Quốc. Cách trang hoàng nhà hàng cũng nửa nọ nửa kia. Các món ăn là kiểu kết hợp Tây ta, đập vào mắt Hạ Tưởng là mấy người Trung Quốc nói tiếng Anh, có một số là người nước ngoài không hiểu rõ lắm về hương vị các món ăn Trung Quốc, có một ít thanh niên nam nữ trong đó nữa. Phó Tiên Tiên có thể tìm được Bích Ngọc Các chứng minh thị hiếu và sở thích của cô ta. Hạ Tưởng tới Bích Ngọc Các đúng hẹn, đây là lần đầu tiên hắn đến chỗ này, phát hiện bên trong để một khối ngọc phỉ thúy lớn để trang trí, chiếu rọi ra hào quang động lòng người. Lên tầng 3. Phòng phỉ thúy, thấy Phó Tiên Tiên đang ngồi ở bên trong, một bàn đầy đồ ăn, đang ăn ngấu nghiến. Hạ Tưởng không kìm nổi buồn cười, cô ta rốt cuộc có hiểu chuyện hay không, mời người ta ăn cơm mà người chưa đến đã ăn trước là đạo lý gì. Rồi nghĩ cũng chẳng cần phải so đo với cô ta làm gì, liền ngồi xuống hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì? Phó Tiên Tiên cuối cùng còn hiểu được lễ tiết, giơ tay ra mời. Mời ăn cơm, không cần khách sáo. Tôi gọi rất nhiều đồ ăn, không ăn hết thì đúng là lãng phí, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói là vừa ăn vừa nói chuyện thì đúng là như vậy, Phó Tiên Tiên vừa ăn vừa nói không ngừng. Lần trước khi tôi đang tập thể hình, Phó Tiên Phong gọi điện thoại tới, tôi đang thở hồng hộc, anh cũng biết tiếng âm thanh hơi thở khi vận động và khi ở trên giường là cùng một kiểu, không hiểu Phó Tiên Phong nghĩ thế nào mà cho rằng tôi đang ở trên giường với đàn ông. Anh ấy đã nghi ngờ lung tung, tôi cũng trả lời lung tung. Lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều đã nói rồi. Ai biết sau đó anh ấy lại gọi điện thoại tới hỏi tôi với anh quen biết như thế nào, tôi mới nhận ra, hóa ra anh ấy đoán người đàn ông đó là anh, tôi chỉ biết thế là hỏng việc, bởi vì Phó Tiên Phong luôn không có cảm tình đối với anh. Ừ, tuy rằng tôi cũng chẳng có cảm tình gì đối với anh ấy, nhưng tốt xấu gì anh ấy cũng là anh ruột tôi hiểu anh ấy nghĩ là anh lừa tôi. Chương 588, mượn gà đẻ trứng. Hạ Tưởng nhức đầu, thế nào lại có chuyện lung tung lộn xộn như vậy?
Tôi liền cảm thấy phải nhắc nhở anh một chút, Phó Tiên Phong nhất định sẽ tìm đến làm phiền anh, tôi hiểu anh ấy lắm. Tuy rằng tôi chẳng thích gì anh ấy, nhưng anh ấy lại rất yêu quý tôi, cho rằng phải chiếu cố tôi thì cảm thấy sự chiếu cố của anh ấy như là trói buộc vậy, nhưng anh ấy lại mặt dày mày dạn cho rằng theo thói thường thì chuyện của tôi anh ấy phải có trách nhiệm. Nghĩ sao, tôi mà cần anh ấy yêu quý sao? Phó Tiên Tiên nói chuyện rất nhanh, miệng vẫn không ngừng ăn, mà tuyệt không ảnh hưởng đến tốc độ nói của cô ta, khiến Hạ Tưởng cũng phải khâm phục bản lĩnh đó. Cuối cùng phải nhấn mạnh một câu, Chủ tịch quận Hạ. Phó Tiên Tiên chắc là ăn no, cô vỗ vỗ đầu, lấy khăn lên lau miệng, trông dáng vẻ có chút đáng yêu. Dù Phó Tiên Phong đối phó với anh như thế nào, tôi cũng không có vấn đề gì. Theo lập trường cá nhân của tôi mà nói, tôi thuộc phe trung lập, không hỗ trợ giúp đỡ ai hết. Đương nhiên, nếu anh giúp tôi tìm được Mai Hiểu Mộc thì tôi sẽ kiên quyết đứng về phía anh, phản đối Phó Tiên Phong. Hạ Tưởng vui vẻ nói. Phó Tiên Phong sẽ đối phó tôi như thế nào? Nếu anh không có điểm yếu nào để anh ấy nắm được, anh ấy không thể công khai đối phó anh thì anh ấy sẽ dùng âm mưu để đối phó anh. Phó Tiên Tiên nhận thấy khóe miệng còn dính hạt cơm, liền lấy đầu lưỡi liếm hạt cơm vào trong miệng ăn, mỉm cười. Được rồi, nên anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc là Mai Hiểu Mộc đang ở đâu. Động tác ăn hạt cơm vừa rồi, khiến Hạ Tưởng lại có cảm tình với Phó Tiên Tiên một cách khó hiểu, nói. Mai Hiểu Mộc ở ngay tại quận Hạ Mã thôi, tuy nhiên cô không phải kiểu người cậu ta thích, cần gì cô phải uổng phí hơi sức. Hạ Tưởng cũng chú ý là Mai Hiểu Mộc âm thầm bị Nghiêm Tiểu Thì cuốn hút, Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên lại hoàn toàn là hai kiểu khác nhau. Nghiêm Tiểu Thì rất nữ tính, dịu dàng và quyến rũ, rất có phong cách. Phó Tiên Tiên lại như cô bạn hàng xóm, tuy rằng cũng có vẻ đẹp sáng sủa, nhưng không đủ nữ tính, hơi hồn nhiên quá mức và lớn mật. Mai Hiểu Mộc không chú ý lắm đến Cổ Ngọc cũng chính là nguyên nhân này, vì Cổ Ngọc có chỗ gần giống với Phó Tiên Tiên, chính là tính chất phác tự nhiên. Nữ tính bị mất đi một ít. Phó Tiên Tiên lắc đầu. Anh nói không tính, tôi muốn thấy anh ta, giáp mặt nói rõ ràng. Hạ Tưởng nói. Được, lần sau gặp lại, tôi sẽ nói rõ với cậu ta, bảo cậu ta lộ diện nói chuyện rõ ràng với cô, không thể cứ trốn tránh mãi như vậy được, cũng không phải là cách. Phó Tiên Tiên cao hứng. Quả nhiên kế suy bụng ta ra bụng người thật hiệu quả, tôi giúp anh mới chịu giúp tôi. Hạ Tưởng cười cười. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tuy nhiên dù sao Phó Tiên Phong cũng là anh trai cô, anh ta biết cô ngầm báo với tôi chuyện này, có tức giận hay không? Tùy anh ấy thôi, chuyện của anh ấy tôi mặc kệ. Dù gì tôi cũng đã giải thích chuyện chúng ta lên giường cho anh ấy nghe, nhưng anh ấy vẫn không tin, nhất định cho rằng anh ở sau lưng xúi giục tôi lừa dối anh ấy. Phó Tiên Tiên nhún vai, vẻ mặt tỏ ra là cũng chẳng sao cả. Không tin thì thôi. Cơ thể của tôi do tôi phụ trách, anh ấy không được xen vào. Tôi yêu ai thì lên giường với người đó, hơn nữa trông anh cũng thuận mắt, bị anh ấy hiểu lầm tôi cũng không phải là thiệt lắm. Da mặt Hạ Tưởng tuy dày nhưng không có chút chịu không nổi những lời nói thẳng thừng của Phó Tiên Tiên, mượn cớ chào tạm biệt rồi rời đi. Trên đường hắn cứ nghĩ mãi, đầu tiên là Ngô Cảng Đắc phát hiện ở thôn phương Bắc có người khả nghi, vừa rồi lại có Phó Tiên Tiên nhắc nhở, chẳng lẽ Phó Tiên Phong thật sự là bí quá hóa liều. Phải dùng đến chiêu độc thủ để ám hại sao? Liên tưởng đến chuyện nếu thực giữa hắn và Phó Tiên Tiên xảy ra chuyện gì, thì Phó Tiên Phong sẽ tự cảm thấy vô cùng nhục nhã, âm thầm ra tay cũng không phải không có khả năng. Bão táp chính trị trong nước rất khó lường, trong chốn quan trường cũng có khi vì xung đột mà rút đao, ở đời sau thậm chí còn có chuyện cấp dưới bắn chết cấp trên. Đương nhiên, sát chiêu của các tầng cao hơn nữa thì vĩnh viễn được giấu trong bóng tối, sẽ không bao giờ thấy ánh mặt trời. Chân tướng sẽ không được thấy rõ ràng. Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong đã từng đụng độ, cũng biết Phó Tiên Phong hận hắn đến tận xương, lại có chuyện như Phó Tiên Tiên nói, chỉ sợ không chừng dùng độc thủ thật. Hắn liền có tâm lý đề phòng hơn. Phó Tiên Tiên nhắc nhở thật vô cùng đúng lúc, Hạ Tưởng không ngờ chính là vì hôm nay đến gặp Phó Tiên Tiên, nghe Phó Tiên Tiên nhắc nhở, trong một sự kiện trọng đại sau này, đã lóe lên một ý tưởng, giúp hắn tránh thoát một đòn chí mạng. Sau khi về nhà, cô bé Lê và con đã ngủ. Đèn phòng lam miệt còn sáng, chắc chắn là chưa ngủ. Sau tiệc rượu đầy tháng, Hạ Tưởng đã khuyên mẹ trở về, dù sao còn có cha ở nhà cần chăm sóc. Tào Vĩnh Quốc và Vương Vu Phân cũng về tới thành phố Bảo, bình thường ban ngày có bảo mẫu, buổi rối có lam miệt, vậy là cũng đủ rồi.
Trên cơ bản Hạ Tưởng đúng là một ông chồng hay bỏ mặc, không phải là hắn lười, mà quả thực là cũng nhiều việc, về nhà quá muộn, hơn nữa hắn cũng chân tay vụng về, cái gì cũng không biết, chẳng ai nhờ hắn làm việc nhà, thậm chí cũng không muốn hắn thay tã, nói thật, người cha Hạ Tưởng này cũng không xứng đáng cho lắm. Hạ Tưởng cũng biết hắn không xứng đáng làm cha, hiện tại hắn là cha của ba đứa nhỏ, đối với đứa nào cũng không xứng làm cha. Cho dù là đối mặt với Tiểu Liên Hạ, Hạ Đông hay Mai Đình đều cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Hạ Tưởng cũng không ngủ ngay mà ngồi một mình trong thư phòng, trầm tư một lúc lâu. Ngày hôm sau vừa đến văn phòng liền nhận được điện thoại của Lý Thấm, công ty thương mại Trường Cơ lại có hành động lớn. Công ty thương mại Trường Cơ phái ra đại biểu đàm phán với chủ tịch Trường Thiên của công ty bất động sản Trường Phong, đưa ra thỏa thuận hợp tác hạng nhất, trong đó công ty thương mại Trường Cơ sẽ là công ty duy nhất bỏ vốn mua toàn bộ các khu chung cư đang xây dựng của công ty bất động sản Trường Phong ở quận Hạ Mã. Tổng cộng là hai khu đô thị loại thường, một khu là loại kém, tổng số ước chừng 1.000 căn hộ, hơn nữa xuất ra một khoản kinh phí lớn, toàn bộ là tiền mặt. Đối với kinh doanh cái gì là quan trọng nhất? Chính là khoản tiền quay về. Cho nên việc đó đã khiến công ty bất động sản Trường Phong trợn mắt há mồm, sau khi xác nhận không có lầm, ngay lập tức đã ký thỏa thuận với công ty thương mại Trường Cơ, còn công ty thương mại Trường Cơ cũng vô cùng rõ ràng, thỏa thuận ký kết xong liền xuất ra số tiền dự tính. Khoản giao dịch kinh doanh này, doanh thu vượt quá 200 triệu tệ. Tin tức của Lý Thấm là do Hùng Hải Dương nói ra, Hùng Hải Dương biết được việc này cũng là do người đồng hương làm nhân viên tạp vụ nói cho biết. Đầu tiên còn không tin, sau hỏi bóng hỏi gió mấy câu, trong đó có một công nhân là đồng hương của chủ tịch Trường Thiên của công ty bất động sản Trường Phong, quen tình nhân của Trường Thiên, tóm lại thông qua 7-8 mối quan hệ lòng vòng cuối cùng tập hợp đến kết luận đó chính là sự thật. Nếu không công ty bất động sản Trường Phong và công ty thương mại Trường Cơ ký kết thỏa thuận bí mật, tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài nửa phần. Đúng là công ty bất động sản Trường Phong đang xây dựng 3 khu đô thị. Ở bên ngoài việc tiêu thụ cũng là do công ty bất động sản Trường Phong làm, không thấy bóng dáng gì là của công ty thương mại Trường Cơ, nhưng trên thực tế quyền định giá và tiêu thụ toàn bộ nằm trong tay công ty thương mại Trường Cơ. Trên cơ bản công ty bất động sản Trường Phong thành nhà thầu của công ty thương mại Trường Cơ, còn công ty thương mại Trường Cơ nhanh chóng biến thành nhà đầu tư. Đúng là thủ đoạn mượn gà đẻ trứng thật cao minh. Bỏ bớt được giai đoạn rườm rà phiền toái phía trước của việc cho thuê mà tìm được ngay một công ty bất động sản đang khai phá khu chung cư có triển vọng, mua thẳng luôn, sau khi nắm giữ toàn bộ các căn hộ, đã có sẵn công ty bất động sản để làm nhiệm vụ thi công, công ty thương mại Trường Cơ có quyền tiêu thụ, cũng có nghĩa là quyền được định giá. Đối với công ty bất động sản thì đây chính là một việc rất có lợi, thứ nhất, mau thu hồi tài chính để tiến hành những đầu tư tiếp theo. Thứ hai là ít mạo hiểm. Chỉ bị mất quyền tiêu thụ khu chung cư, toàn bộ rủi ro chuyển cho công ty thương mại Trường Cơ. Cho dù về sau có thể giá nhà tăng cao, nhưng công ty bất động sản ít nhất đã kiếm được lợi nhuận vừa lòng. Hạ Tưởng không biết nhiều về công ty bất động sản Trường Phong, chỉ biết đó là một nhà đầu tư thực lực bình thường, dường như có chút quan hệ với Hồ Tăng Chu. Chủ tịch Trường Thiên là một người trẻ tuổi mới ngoài 30, nghe nói có bối cảnh là làm ngân hàng. Nhờ có các quan hệ mà phê duyệt được đất. Sau đó đi vay, gom góp tài chính, để cho công ty xây dựng vay trước, sau khi tiêu thụ được lợi nhuận thì mới trả tiền cho vay để giảm áp lực. Có thể nói công ty thương mại Trường Cơ có mục tiêu, chính là muốn lựa chọn một nhà đầu tư nhỏ thực lực không quá hùng hậu, hơn nữa đang nóng lòng thu hồi tài chính để thí điểm. Điều kiện trước tiên là tất cả các công việc phải được tiến hành bí mật, không thể công khai. May mắn Hạ Tưởng có dự đoán được, hơn nữa Hùng Hải Dương cũng quả thật có đặt hắn ở trong lòng. Khiến cho mấy người công nhân ở cơ sở tạo thành một con đường truyền tin tức nhỏ, nên mới biết được trước tiên về động thái của công ty thương mại Trường Cơ. Không thể coi thường tin tức qua con đường nhỏ này, nếu thời gian cho phép, tin tức qua đường nhỏ này sẽ được phóng đại thành tin lớn. Chỉ cần là sự thực, mặc kệ là tin rõ gì hay chính thức, chỉ cần tin cậy là đúng rồi. Suy nghĩ duy nhất của Hạ Tưởng là trước tiên để Lý Thấm đến khách sạn Hào Môn mở cuộc họp, còn hắn sẽ theo sau đi ra. Ở khách sạn Hào Nam, Tề Á Nam đã để riêng cho Hạ Tưởng một phòng và phòng họp, trên cơ bản trở thành một căn cứ điểm làm việc của Hạ Tưởng. Hôm nay có việc bất thình lình, Hạ Tưởng không báo cho đám người Thẩm Lập Xuân, Tôn Hiện Vĩ, mà chỉ bảo Lý Thấm và Hùng Hải Dương đến là được. Đến phòng họp, Lý Thấm và Hùng Hải Dương đã ngồi sẵn, còn có thêm một người đó là Lão Tiền. Lão Tiền vừa thấy Hạ Tưởng, liền kích động mà đứng lên. Hạ!
Chủ tịch quận hạ. Ông ta định hô là phó chủ tịch huyện hạ, nhưng vừa nói một chữ liền phát hiện ra gọi sai, may mắn trên đường Hùng Hải Dương đã dặn dò nhiều lần, ông ta mới nhớ ra. Hạ Tưởng gật đầu nói. Lão Tiền cũng đến đây sao? Ngồi đi, thế nào, ở công trường có quen không? Có gì khó khăn không? Lão Tiền vội vàng xua tay. Không có, không có khó khăn, tôi ăn được, lại có chủ tịch quận hạ chiếu cố, trong lòng rất ấm áp. Hạ Tưởng ngồi xuống, nghe xong Hùng Hải Dương giới thiệu mới biết được lần này có thể thuận lợi tìm hiểu tin tức bên trong của công ty bất động sản Trường Phong toàn bộ là dựa vào mạng lưới quan hệ của Lão Tiền. Lão Tiền tuy chỉ là một công nhân bình thường, nhưng có nhân duyên vô cùng tốt, chỉ cần Lão tiếp xúc với công nhân nào, cho dù là quen hay không quen, đều có ấn tượng không tồi với Lão. Lão Tiền đối nhân xử thế rất trượng nghĩa, mặc dù có tật xấu là hơi keo kiệt, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân gia đình cần tiền, mọi người ai cũng hiểu. Lão Tiền làm việc luôn hết lòng hết sức, chưa bao giờ chọn việc nhẹ sợ việc nặng, sau khi làm việc với Lão, ai cũng nói Lão rất tốt. Dân ra, tiếng tăm của Lão Tiền được truyền tụng khắp các đội thi công ở quận Hạ Mã. Lão Tiền cũng có nhiều bạn bè tốt, rảnh rỗi cũng hay thường xuyên đi dạo chơi, người quen càng ngày càng nhiều. Lão cũng thích kể chuyện xưa, mỗi lần đến chỗ nào đó lại kể lại một lần chuyện năm đó Hạ Tưởng nhiệt huyết cứu người, Lão Tiền quả là xứng đáng làm chức danh người tuyên truyền, thành một người phát ngôn trong dân chúng của Hạ Tưởng, mở rộng danh tiếng của Hạ Tưởng đến khắp hang cùng ngõ hẻm. Hạ Tưởng cũng không biết là do Lão Tiền mà hắn được uy tín cao thế nào trong tầng lớn công nhân xây dựng ở quận Hạ Mã. Chuyện bên trong công ty bất động sản Trường Phong chính là khi Lão Tiền đến gặp người đồng hương ở khu chung cư mà vô tình nghe được. Lão Tiền thì vốn dày dạn kinh nghiệm, lập tức ý thức được đây là một manh mối trọng đại, liền vừa nói chuyện phiếm vừa nói bóng nói gió, tốt cuộc tìm hiểu được toàn bộ nội tình. Hôm nay Hùng Hải Dương cố ý bảo Lão Tiền đến đây, cũng là để Lão Tiền nói lại tỉ mỉ, anh ta đỡ phải truyền đạt lại, lỡ có chỗ nào quên làm hỏng chuyện lớn của chủ tịch quận hạ thì anh ta quả là không gánh nổi trách nhiệm. Hạ Tưởng nghe xong trầm tư trong chốc lát, cười nói. Vất vả cho Lão Tiền rồi. Tin tức cũng rất đúng lúc, cũng vô cùng có ích, cảm ơn Lão. Lão Tiền liền đứng lên. Không cần cảm ơn tôi, không cần đâu, ngài nói cảm ơn tôi thì chết tôi mất. Hạ Tưởng mỉm cười. Được rồi, đừng khách sáo với tôi vẫn là Hạ Tưởng trước kia, không có cái gì là chủ tịch quận, không phải là lãnh đạo gì cả. Hắn lại xoay người nói với Lý Thấm. Lấy từ công ty ra một khoản vốn chuyên dùng, để trợ cấp thỏa đáng cho các anh em. Trước tiên chi 500 tệ cho Lão Tiền, không thể khiến các anh em công nhân vất vả được. Lão Tiền vừa mới ngồi xuống đã lại đứng lên, động tác quá vội khiến ghế dựa ở đằng sau suýt chút nữa là đổ, ông ta gấp đến độ mặt đỏ bừng, liên tục xua tay. Chủ tịch quận hạ, ngài cho tôi tiền là đánh vào mặt tôi rồi. Tuy rằng Lão Tiền tôi nghèo, nhưng cũng có chí khí. Năm đó ngài đã cứu mạng tôi nên làm việc cho ngài, làm sao còn dám đòi tiền. Tôi, nói thế nào cũng không làm thế được. Hạ Tưởng thấy Lão Tiền đúng là cảm động thực sự, cũng thực tâm cảm động vì các anh em công nhân, sẽ không ép buộc nữa mà nhìn Hùng Hải Dương, Hùng Hải Dương hiểu ý lập tức nói. Xin lãnh đạo yên tâm, có tôi thì Lão Tiền sẽ không phải chịu oan ức gì hết. Hạ Tưởng yên tâm, giơ tay kéo Lão Tiền ngồi xuống. Được rồi, không miễn cưỡng Lão, tuy nhiên tôi có một yêu cầu. Về sau nếu có gì khó khăn nhất định phải nói cho tôi biết, chuyện cuộc sống hay chuyện gia đình cũng cứ nói đừng ngại. Lão Tiền bỗng nhiên nhăn nhó đứng lên. Muốn nói một khó khăn, đúng là có một việc, chỉ là không tiện mở miệng nói với lãnh đạo. Hạ Tưởng liền cười. Nói đi, tôi nghe xem là khó khăn gì. Năm nay con tôi thi vào học viện kiến trúc, điểm thi không được tốt lắm, không biết lãnh đạo có biết ai không? Học viện kiến trúc là trường học cũ của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng có thể không quen biết ai sao? Nhưng hiện tại đã là tháng 10, việc thông báo trúng tuyển cũng xong rồi, hơi muộn. Tuy nhiên nếu Lão Tiền đề xuất, hắn phải giúp đỡ mới được, liền không nói hai lời lấy điện thoại ra, gọi cho trưởng phòng quản lý sinh viên Lý Tự Thành của Học viện Kiến trúc. Chào trưởng phòng Lý, tôi là Hạ Tưởng, có việc này không biết thầy có thể giúp đỡ một chút. Giọng Hạ Tưởng vô cùng khách sáo, dù sao cũng là thầy giáo của hắn hồi đó. Tuy rằng hiện giờ cấp bậc của Lý Tự Thành không cao bằng hắn. Hạ Tưởng là người khiến học viên kiến trúc tự hào, là nhân vật có tiền đồ nhất học viên kiến trúc từ trước tới nay, trở thành lá cờ đầu của học viện, tất cả lãnh đạo học viện đều thường xuyên lấy ra làm điển hình để nói,
Bây giờ Hạ Tưởng gọi điện thoại tới, đầu tiên là Lý Tự Thành kinh ngạc, tim đập nhanh hơn, cảm giác chấn động. Đường đường là chủ tịch quận Hạ, cán bộ cấp phó giám đốc sở trẻ tuổi nhất cả thành phố Yến, Hạ Tưởng gọi điện thoại tới nhờ ông ta giúp đỡ, thật là hãnh diện, làm sao Lý Tự Thành dám lên mặt thầy giáo, vội cung kính nói. Chủ tịch quận Hạ, xin chào, xin chào, chuyện gì cứ nói, nhất định tôi sẽ cố hết sức. Hạ Tưởng liền hỏi tên tuổi con của lão Tiền, nói tình huống ra. Lý Tự Thành vừa nghe xong, có điều khó xử nói. Trường học thì đồng ý, chỉ có điều hiện tại công tác tuyển sinh đã kết thúc, nói đến chuyện xử lý các công việc nhập học, thì tương đối phiền toái. Trong lòng Hạ Tưởng hiểu. Cảm ơn trưởng phòng Lý, chỉ cần trường học không có vấn đề, chuyện xử lý công việc tuyển sinh, để tôi lo là được. Được được. Trong lòng Lý Tự Thành cảm thán, rốt cuộc là cán bộ cấp phó giám đốc sở, giọng điệu nói chuyện cũng khác, động vào mối quan hệ nào trong tỉnh là cũng đều vận dụng được, thật không đơn giản. Về sau phải thường xuyên qua lại với Hạ Tưởng mới được, mới 28 tuổi đã là phó giám đốc sở, tới 38 tuổi chẳng phải là quan lớn cấp tỉnh sao. Hạ Tưởng cảm ơn Lý Tự Thành rồi lại gọi điện thoại cho Cao Tấn Chu. Cao Tấn Chu được phân công quản lý sở giáo dục, xử lý việc tuyển sinh là do sở giáo dục quản lý. Cao Tấn Chu vừa nghe được Hạ Tưởng ra mặt vì con một công nhân thì trong lòng kinh ngạc, Hạ Tưởng thật được, vận dụng quan hệ vòng vèo. Còn tưởng rằng đối phương là một nhân vật lợi hại nào đó, hóa ra chỉ là một công nhân, hắn thật đúng là vẫn có tính nết của người thuộc tầng lớp trung. Nếu là người khác, Cao Tấn Chu sẽ lười đi làm việc nhỏ thế này nhưng lại là do Hạ Tưởng mở miệng, gã phải giúp, hơn nữa còn phải giúp tận lòng, mới đồng ý nói. Vậy làm trường hợp tuyển sinh đặc biệt, tôi sẽ bảo thư ký đi làm, để ý một chút, vào thẳng luôn, bảo học viện kiến trúc chuẩn bị tốt chuyện tiếp nhận là được. Sau đó lại cười nói, cậu thảnh thơi giúp người khác mà lại không có thời gian ngồi nói chuyện với tôi có ý kiến lắm. Hạ Tưởng thấy Cao Tấn Chu khá nể tình, chuyện nhỏ như vậy mà bảo thư ký ra mặt, cho dù phó chủ tịch tỉnh nhờ gã làm việc, gã cũng chưa chắc đã để tâm như vậy, liền vội cười nói. Hiện ngài là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, tôi không thể tùy tiện đến tìm ngài, sợ ngài không cho tôi vào cửa. Cao Tấn Chu cười mắng. Đừng có giả bộ ngớ ngẩn với tôi. Hai ngày nữa tôi sẽ đến quận Hạ Mã thăm cha, đến lúc đó cậu cũng qua đi, ăn bữa cơm đạm bạc. Ngắt điện thoại Hạ Tưởng lại gọi cho Lý Tự Thành nói một tiếng. Lý Tự Thành vừa nghe sợ đến mức thiếu chút nữa rơi điện thoại, chỉ là con một công nhân bình thường vào học ở học viện kiến trúc mà kinh động đến phó chủ tịch tỉnh, ủy viên thường vụ, còn là do chính thư ký của phó chủ tịch tỉnh ra mặt, thật khó lường, Hạ Tưởng quả là có thành tựu. Lý Tự Thành đã nhớ rõ tên tuổi con của lão Tiền, về sau nhất định chiếu cố cậu ta cho kỹ, nói không chừng đó chính là cầu nối giữa ông ta và Hạ Tưởng. Chương 589, Mồi lửa. Con lão Tiền tên là Tiền Đường Giang, sau khi học xong ở học viện kiến trúc, vẫn được lãnh đạo học viện ưu ái, có thể nói là được chiếu cố tới nơi tới chốn, cả ban cán bộ, các sinh viên đều thuận buồm xuôi gió. Cũng may là Tiền Đường Giang biết đây chính là cơ hội cho mình, vẫn rất cố gắng. Cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng của lão Tiền, học hành xong thì cũng có được một sự nghiệp. Lão Tiền tuy không có kiến thức nhưng cũng biết Hạ Tưởng vì việc của con lão mà đã mất nhiều công sức, đến cả chủ tịch tỉnh cũng kinh động tới, chẳng phải là chuyện lớn sao. Lão Tiền cảm động đến rơi nước mắt, lão chỉ là thuận miệng nhắc tới, cũng không có để ở trong lòng, đánh bạo nói thử một lần, không ngờ chủ tịch quận Hạ lại coi trọng, làm xong việc ngay trước mặt lão, khiến lão không tìm được từ ngữ nào để diễn đạt được lòng cảm kích của mình. Liền quỳ xuống trước Hạ Tưởng. Hạ Tưởng mất hứng. Lão Tiền, về sau lão không nên hơi một tí là quỳ xuống, đầu gối của đàn ông là vàng, phải có chí khí, nhớ kỹ không? Lão Tiền cố nén nước mắt. Nhớ kỹ rồi, lãnh đạo, lão Tiền nhớ cả đời. Hạ Tưởng chỉ là xuất phát từ tấm lòng yêu ái với lão Tiền mới ra tay giúp lão, không ngờ lão Tiền lại coi hắn trở thành đại ân nhân, vì Hạ Tưởng, nguy hiểm cũng sẵn sàng xả thân. Thậm chí không ngại phải trả giá bằng cả tính mạng. Hùng Hải Dương ở bên cạnh không nói gì, nhưng trong lòng cũng như nghẹn lại, vô cùng cảm động. Một lãnh đạo thật tốt, ghi nhớ mãi không quên anh em công nhân năm đó, đi theo chủ tịch quận Hạ vĩnh viễn không hối hận. Khiến Lý Thấm càng không ngừng âm thầm đánh giá Hạ Tưởng, cảm thấy ngày càng nghĩ không ra rốt cuộc Hạ Tưởng là người như thế nào. Nếu nói Hạ Tưởng có nhiều ý tưởng kinh doanh, lại có thiên phú về chính trị, vào trong chốn quan trường đúng là như cá gặp nước, Lý Thấm lại khâm phục hắn thêm vài phần.
Hạ Tưởng lại đối đãi với lão Tiền một công nhân ở tầng thấp nhất thật tâm như vậy, không hề có tình cảm giả tạo, nếu là diễn trò thì hoàn toàn không phải, nếu là thu phục lòng người thì cũng không cần phải tận tâm như vậy, chẳng lẽ hắn lăn lộn trong quan trường nhiều năm mà vẫn có thể giữ được một tấm lòng chân tình sao? Cũng không giống, hắn làm việc luôn luôn có bài bản, vô cùng cẩn thận, nghiêm túc, khi bố trí cạm bẫy với công ty thương mại Trường Cơ lại vô cùng bình tĩnh, mà vẫn ác nghiệt hết sức. Nghe nói khi đả kích đối thủ chính trị thì là những đòn chí mạng, Hạ Tưởng rốt cuộc là người đàn ông phức tạp hay người hay thay đổi. Lý Thấm liền phát hiện, cô đối với Hạ Tưởng càng ngày càng tò mò. Căn cứ vào lần đầu công ty thương mại Trường Cơ ra tay, Hạ Tưởng đã phán đoán lần này công ty thương mại Trường Cơ đã dùng dao mổ trâu để giết gà, kế tiếp, có thể sẽ có các hành động tiếp nữa. Hắn giải thích để Hùng Hải Dương và Lão Tiền tiếp tục chú ý tiếng nói hành động, thường xuyên chú ý thăm dò khuynh hướng. Khi hai người đi rồi, hắn mới hỏi Lý Thấm. Cô nói xem bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào. Lý Thấm biết Hạ Tưởng đang thử thách cô ta. Cô ngồi thẳng, theo bản năng sửa lại áo, ngược lại trong lúc vô ý lại khiến ngực rung mạnh lên mấy cái, không khỏi khiến mặt cô đỏ lên, dường như là có ý dụ dỗ Hạ Tưởng vậy. Không ngờ mặt Hạ Tưởng chẳng có gì thay đổi, nhìn không chớp mắt, giống như là không thấy hành động cô làm vậy, khiến cô cũng nhẹ nhõm. Thì ra hắn cũng có kiên định, hoặc là sức hấp dẫn của cô chưa đủ chăng? Suy nghĩ cẩn thận một chút, Lý Thấm có một ý nghĩ rõ ràng, nói. Đầu tiên nên triệu tập hội nghị nhân viên, sắp xếp bố trí hành động tương ứng với tình thế sắp tới. Cụ thể mà nói chính là nếu công ty thương mại Trường Cơ ra mặt thu mua các khu chung cư trong vòng khống chế của chúng ta phải phản ứng như thế nào? Tiếp theo là về mặt chính sách anh cần bước một bước tiếp theo là điều tiết ở mức vĩ mô, chuyện này tôi không biết được. Hạ Tưởng cười gật đầu. Nói rất khá, trên cơ bản đã đề cập đến những vấn đề quan trọng. Tôi cảm thấy, việc điều chỉnh góp vốn và phân công công tác giao cho cô phụ trách hẳn là không có vấn đề. Ý tưởng của Hạ Tưởng là hắn phụ trách việc điều tiết ở mức vĩ mô, Lý Thấm đóng vai nhân vật trung gian, ở giữa phối hợp, vừa thu thập tin tức, vừa ra lệnh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là sau khi hắn làm ra quyết sách, Lý Thấm sẽ thực thi, tương đương hắn là bí thư còn Lý Thấm là chủ tịch quận vậy. Là người chấp hành cụ thể. Nếu công ty thương mại Trường Cơ tìm tới công ty bất động sản Giang Sơn, bất động sản Thiên An, tập đoàn Viễn Cảnh hoặc là tập đoàn Đạt Tài cho dù là công ty nào, đề xuất thu mua lại toàn bộ hoặc bộ phận các khu chung cư, chúng ta đề ra một giá cả thích hợp, ra tay toàn bộ, chỉ cần có lợi, có mối làm ăn đưa đến tận cửa, sao lại không làm? Tiếp theo tôi sẽ triệu tập bọn họ đến họp, thống nhất tư tưởng, sắp xếp hành động, tranh thủ nhất trí theo tiến độ. Cho dù có sự thay đổi người, là bí thư quận ủy mạnh mẽ trở lại, rồi dùng thủ đoạn cũng không có khả năng dùng mệnh lệnh hành chính để tham gia vào thị trường kinh tế, trừ phi khống chế từ gốc rễ, cũng chính là dùng các chính sách và quy định để kiểm soát, chứ không thể khống chế khi ở giai đoạn tiêu thụ. Nhưng Hạ Tưởng không giống vậy, quan hệ giữa Hạ Tưởng và công ty bất động sản Giang Sơn thì không cần phải nói, quan hệ với tập đoàn Đạt Tài cũng là vô cùng tâm đầu ý hợp. Sớm đã thỏa thuận thành công với Thành Đạt Tài cũng vui vẻ phối hợp hành động với Hạ Tưởng. Tôn Hiện Vĩ ở công ty bất động sản Thiên An cũng là Hạ Tưởng nói gì nghe nấy, đều là do được hưởng lợi từ mấy lần thành công lúc đầu của Hạ Tưởng, thành ra mang đến lực ảnh hưởng lớn. Đương nhiên, chỉ mỗi mấy nhà đầu tư lớn phối hợp khai phá là chưa được, hắn còn muốn dùng bàn tay khổng lồ là thế lực từ chính sách để ảnh hưởng tới thị trường, hơn nữa có lượng tài chính lớn tham gia, cả ba phương diện đều hành động. Mới có thể bóp chết ý đồ bất lương của công ty thương mại Trường Cơ. Tạm thời kế hoạch về mặt chính sách, Hạ Tưởng chưa muốn nói với Lý Thấm, chưa phải lúc cấp bách, không cần phải để lộ ra, mặc dù hắn tin tưởng đạo đức nghề nghiệp của Lý Thấm, nhưng dù sao cũng nên cẩn thận. Lý Thấm nghe Hạ Tưởng chỉ đề cập đến vấn đề hành động trên thị trường, không nói đến biện pháp chính sách, cũng biết Hạ Tưởng cố ý bỏ qua không đề cập tới, trong lòng cũng không phục, không muốn nói thì đừng nói. Đừng cho là cô ta không đoán được thủ đoạn của hắn, đơn giản là khi phê duyệt đất thì lúc nhanh lúc chậm, làm cho nhà đầu tư không đoán được, thì đã nắm giữ hoàn toàn quyền tự chủ thị trường. Nếu Hạ Tưởng biết ý nghĩ của Lý Thấm, khẳng định là sẽ chấn động, bởi vì Lý Thấm quả thật rất thông minh, trên căn bản là đã thăm dò được các thủ pháp triển khai của hắn, chỉ có điều các ý tưởng cơ bản của Hạ Tưởng, mọi người vĩnh viễn không dự đoán được. Hạ Tưởng định họp tiếp với mấy người Tôn Hiện Vĩ. Không ngờ quận ủy lại tạm thời có việc, hắn liền vội vã chạy về quận ủy, giao việc thống nhất tư tưởng ở hội nghị cho Lý Thấm hoàn thành.
Lý Thấm tiếp nhận nhiệm vụ một cách kiên quyết, cũng có cảm giác vinh hạnh sâu sắc vì Hạ Tưởng tín nhiệm cô, vì cô biết người bên cạnh Hạ Tưởng không có ai không phải là tinh anh trong giới kinh doanh, có thể đoàn kết ở xung quanh cô, làm cô có cảm giác thỏa mãn lớn. Trở lại quận ủy, Hạ Tưởng liền đi thẳng tới văn phòng của Bạch Chiến Mặc, bởi vì Bạch Chiến Mặc gọi điện thoại rất nhanh nói là có việc gấp. Hạ Tưởng cho là đã có chuyện trọng đại xảy ra, vội vã vào văn phòng của Bạch Chiến Mặc mới biết được, hóa ra nguyên nhân chỉ là thái độ của quận ủy đối với chuyện xây dựng tòa nhà cao nhất ở thành phố Yến. Đứng ở hướng nam của tòa nhà quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hạ Mã nhìn ra xa, có thể nhìn thấy sông Hạ Mã mênh mông óng ánh. Bờ nam của sông Hạ Mã có cao ốc Hỏa Thụ của tập đoàn Kim Thụ đang được xây dựng. Cao ốc Hỏa Thụ được coi là tòa nhà cao tầng nhất ở thành phố Yến, 40 tầng, cao 150 mét, nghe nói sau khi xây xong, sẽ trang hoàng xa hoa bên ngoài, phấn đấu đạt tới hiệu quả như một cây đuốc nếu nhìn từ xa trong đêm. Tập đoàn Kim Thụ là một tập đoàn tư nhân ở thành phố Yến, là một công ty chuyên về nghiên cứu, khai thác và sản xuất các sản phẩm công cụ kim cương, công cụ chạy bằng điện, công cụ hợp kim, là một xí nghiệp có kỹ thuật cao cấp hiện đại. Vốn dĩ tổng bộ nằm ở thủ đô, sau khi tranh thủ dưới trướng Trần Phong mới rời toàn bộ về khu kinh tế kỹ thuật cao cấp hiện đại mới ở thành phố Yến. Theo lời Trần Phong nói thì thành phố Yến không có một xí nghiệp cao cấp hiện đại nào là hơi cường điệu hóa, nhưng tập đoàn Kim Thụ cũng không thể xem là sinh ra và phát triển lên từ một xí nghiệp địa phương của thành phố Yến, vậy nên cách nói của ông ta cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Những năm gần đây tập đoàn Kim Thụ phát triển rất mạnh, giá trị sản lượng liên tục tăng mấy năm liên tục, bắt đầu thành lập quận Hạ Mã, liền được phê duyệt một khu đất dùng để xây dựng toàn bộ trụ sở làm việc, và để toàn bộ tập đoàn chuyển đến quận Hạ Mã. Phê duyệt xây cao ốc Hỏa Thụ cũng là chỉ thị do cục quy hoạch của thành phố duyệt. Hạ Tưởng cảm thấy khó hiểu với việc đột nhiên Bạch Chiến Mặc đề xuất chuyện cao ốc Hỏa Thụ, bởi vì hiện tại cao ốc Hỏa Thụ đã đột ngột mọc lên từ mặt đất lên 7-8 tầng, thành ra cao ngang bằng tòa nhà quận ủy, không hiểu lúc này Bạch Chiến Mặc nhắc đến cao ốc Hỏa Thụ là có dụng ý gì. Đồng chí Hạ Tưởng, cao ốc Hỏa Thụ là quy hoạch do cục quy hoạch thành phố làm ra, cá nhân tôi cho rằng không còn thích ứng với xu thế phát triển hiện tại của quận Hạ Mã. Luận điệu kinh tế xây dựng của quận Hạ Mã là phải cụ thể, thiết thực và tiết kiệm, tập đoàn Kim Thụ muốn xây dựng một tòa nhà cao nhất thành phố ở quận Hạ Mã là rõ ràng muốn đặt quận Hạ Mã lên lò lửa, khiến hình tượng khiêm tốn của quận Hạ Mã bị bôi đen, ý kiến của tôi là cao ốc Hỏa Thụ chỉ cần xây 10 tầng thôi, không thể vượt quá 10 tầng. Bạch Chiến Mặc dõng dạc nói, đứng trước cửa sổ, thái độ rất tự nhiên, lấy tay chỉ về phía cao ốc Hỏa Thụ ở xa xa nói. Hạ Tưởng giật mình không nhẹ. Bạch Chiến Mặc nhàn rỗi không có việc gì hay sao mà đột nhiên khai đao với tập đoàn Kim Thụ vậy? Tập đoàn Kim Thụ danh tiếng không tồi, làm sao lại chọc vào Bạch Chiến Mặc? Hơn nữa lý do của Bạch Chiến Mặc quá là gượng ép, làm sao một tòa nhà cao nhất thành phố Yến đứng sừng sững ở quận Hạ Mã lại bôi đen hình tượng của quận Hạ Mã được? Quả thực là lời nói vô căn cứ, nhưng lời nói vô căn cứ mà được nói ra từ miệng một nhân vật chính trị, mà là nhân vật có thực quyền thì sẽ không còn là lời nói vô căn cứ nữa, biến thành lời nói dối chân thật. Tôi cảm thấy lý do của Bí Thư Bạch hơi gượng ép, quận Hạ Mã là một quận mới, lẽ ra nên phát triển mạnh mẽ lên phía trước, có một tòa nhà cao nhất thành phố Yến mà lại không phải là tòa nhà của quận ủy và ủy ban nhân dân quận, mà là một tòa nhà do một doanh nghiệp tư nhân tự mình xây dựng lên, vậy không mâu thuẫn gì với tác phong làm việc khiêm tốn do quận ủy và ủy ban nhân dân quận đặt ra, hy vọng Bí Thư Bạch nên thận trọng suy nghĩ lại lần nữa. Trong lòng Hạ Tưởng cũng không vui vẻ gì, hắn cũng không nói khách sáo mà nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Bạch Chiến Mặc nghe lời nói của Hạ Tưởng nhưng vẫn không nể tình, ông ta cũng nén giận trong lòng. Lời nói của Chủ tịch quận Hạ thật võ đoán cũng quá phiến diện. Các dự án xây dựng cơ sở ở quận Hạ Mã còn chưa hoàn thiện, lại cho xây dựng một tòa nhà cao nhất thành phố, khiến ánh mắt của mọi người đều tập trung vào tòa nhà cao tầng đó, họ sẽ nghĩ như thế nào? Có thể sẽ thấy đây là thành công vĩ đại của cán bộ quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hạ Mã sao? Đều chỉ có vẻ bề ngoài, quận Hạ Mã còn trăm việc bề bộn, muốn có hành động vĩ đại xây một tòa nhà cao nhất sao? Tôi cảm thấy tập đoàn Kim Thụ này đang có dụng ý bí mật. Vừa rồi tôi đã tìm Trần Cẩm Minh nói chuyện, thể hiện lập trường của quận ủy và ủy ban nhân dân quận. Cuối cùng Hạ Tưởng tức giận. Bí Thư Bạch, làm sao có thể tùy tiện sửa đổi độ cao đã quy hoạch? Quyết định của ông quá hấp tấp rồi, tôi kiên quyết phản đối. Tuy rằng tôi không phải xuất thân chuyên ngành xây dựng,
nhưng tôi cũng biết một tòa nhà định làm 40 tầng đổi thành 10 tầng, chuyện kết cấu không thành vấn đề. Đâu phải là từ 10 tầng biến thành 40 tầng, nền móng sẽ không chịu nổi đâu. Hạ thấp độ cao, chẳng những có thể tiết kiệm được tài chính cho tập đoàn Kim Thụ, còn có thể mang đến tình hình mới cho quận Hạ Mã, chuyện này liền quyết định như vậy đi. Bạch Chiến Mặc lấy quyền uy của nhân vật số 1 ra để đè ép Hạ Tưởng, ý tứ là chẳng lẽ một bí thư quận ủy lại không có quyền hạ độ cao. Thương lượng với chủ tịch quận đã là nể mặt mũi rồi, đừng bàn cãi. Bạch Chiến Mặc cho rằng Hạ Tưởng sẽ thẹn quá hóa giận, không ngờ Hạ Tưởng chỉ có một suy nghĩ, thản nhiên cười. Tốt, nếu bí thư Bạch đã quyết định, tôi cũng không còn gì để nói. Hạ Tưởng xoay người đi, để lại Bạch Chiến Mặc với vẻ mặt ngạc nhiên, không biết vì sao lần này Hạ Tưởng lại nói tốt như vậy. Sở dĩ Bạch Chiến Mặc cưỡng chế cao ốc Hỏa Thụ không phải là vì hình tượng của quận Hạ Mã gì gì, mà chính là vì ông ta lâm vào bên trong một vòng luẩn quẩn, là do tâm lý bất an mà thành. Bởi vì quận Hạ Mã có hai quan lớn liên tục xuống ngựa, nên Bạch Chiến Mặc luôn luôn cảm thấy cái tên quận Hạ Mã không được may mắn, hơn nữa ông ta từng trải qua chuyện không thể giải thích. Trong lòng liền dần dần cảm giác ba chữ quận Hạ Mã có ý ám chỉ, luôn cảm thấy không biết khi nào sẽ bị xuống ngựa. Đôi khi tâm lý của người trong quan trường và người đi mua xổ số giống nhau, đều cảm thấy có khi làm việc thuận lợi có khi lại không thuận lợi, đúng là có liên quan. Mọi chuyện gần đây của Bạch Chiến Mặc không thuận lợi, nịnh bợ của Phó Tiên Phong kết quả nịnh nhầm, cảm giác như bị đá cho một cước, hiện vẫn còn cảm thấy mặt bỏng rát. Quận Hạ Mã lại chịu sự kiềm chế của Hạ Tưởng. Cảm giác bó tay bó chân thật không tự nhiên. Hôm trước, trưởng phòng giáo dục Trinh Quan Quần đã đến chỗ ông ta kể lể khóc lóc, nói là phòng giáo dục rất thiếu kinh phí, rất nhiều công nhân viên chức đến tiền mua xì dầu cũng không có. Đúng vậy, trưởng phòng giáo dục quận Hạ Mã và phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy Trinh Quan Quần quả thật là trùng tên trùng họ, tuy nhiên cấp bậc của hai người lại cách xa nhau nhiều, hơn nữa diện mạo hai người cũng khác biệt lớn. Nếu nói phó trưởng ban Trịnh tướng mạo Đường Đường thì trưởng phòng Trịnh thì khó coi hơn nhiều, chẳng những mũi nhỏ, mắt nhỏ mà trên cằm còn có một nốt ruồi, trên nốt ruồi lại có một nhúm lông, làm người ta nhìn mặt mà phát ngán. Tuy nhiên trưởng phòng Trịnh lại trung thành với Bạch Chiến Mặc cũng tiếp nhận hình tượng đáng khinh của gã, chỉ cần lòng trung thành chứ không cần tướng mạo. Mặc dù trong lòng Bạch Chiến Mặc biết rõ phòng giáo dục cũng là đơn vị béo bở, tùy tiện thu phí hai hạng mục đã có thể móc đến tận da của học sinh, công đoàn phòng giáo dục chẳng lẽ không có nổi tiền mua xì dầu sao? Chuyện này truyền ra ngoài đến quỷ cũng không tin, nhưng ông ta đã sớm nghe đồn thi trường nhạc đứng về phía Hạ Tưởng, còn đang muốn thử xem nhân vật số 1 có đặt áp lực lên thi trường nhạc được hay không. Ông ta liền tự mình gọi điện thoại cho thi trường nhạc, yêu cầu phòng tài chính nhanh chóng giải quyết vấn đề kinh phí cho phòng giáo dục. Thi trường nhạc ngoài miệng thì đồng ý rất nhanh. Kêu lãnh đạo rất thân thiết, miệng nói nhất định sẽ làm theo, kết quả vài ngày sau Trịnh Quan Quần lại đây khóc lóc kể lể, nói là phòng tài chính chẳng những không cho bọn họ đồng nào, còn liệt kê một đống khó khăn lớn, nói là hiện tại phòng tài chính đừng nói đến xì dầu, ngay cả hệ thống cung cấp nước uống cũng không còn dùng nổi nữa, cuối cùng còn khuyên gã mua tặng anh ta một túi xì dầu, gọi là một chút tâm ý. Khiến Trịnh Quan Quần tức giận đến sôi máu. Thực ra Trịnh Quan Quần còn có một chuyện tức giận nhưng không có mặt mũi nào mà nói ra, khi gã đến phòng tài chính đòi tiền, vừa vặn lại gặp Phó Tiên Tiên. Tuy rằng Trịnh Quan Quần bộ dạng đáng khinh, nhưng lại luôn tự nhận là mình tự nhiên, phóng khoáng, có sức hấp dẫn với mỹ nữ. Vừa thấy Phó Tiên Tiên thì kinh ngạc cả người, bước lên phía trước lôi kéo làm quen, ý đồ muốn đến gần mỹ nữ. Nhưng Phó Tiên Tiên là ai chứ? Lúc đó Phó Tiên Tiên không hề nể tình mà đáp lại một câu. Người ta nói ăn mày đòi ăn xôi gấc, khẳng định là bọn họ chưa biết, trên thế giới còn có cóc ba chân đòi ăn thịt thiên Nga. Không có tiền mua gương, thì để tôi đưa cho một cái. Phó Tiên Tiên thể hiện rõ ràng ý châm chọc Trịnh Quan Quần đại trưởng phòng Trịnh là kẻ dở hơi trên trời hiếm thấy là con cóc ba chân. Thiếu chút nữa là Trịnh Quan Quần không nhịn nổi trận lôi đình. Bạch Chiến Mặc nghe xong về thái độ của thi trường nhạc thì giận tím mặt, lập tức gọi điện thoại cho thi trường nhạc mắng mỏ. Hạn cho anh ta trong vòng 3 ngày phải giải quyết vấn đề kinh phí cho phòng giáo dục, nếu không sẽ đem anh ta ra hỏi. Không ngờ ngày hôm sau Trịnh Quan Quần liền gọi điện thoại tới, nói là thi trường nhạc tự mình tới phòng giáo dục đưa 10.000 tệ làm kinh phí, còn Trịnh Trọng giải thích không muốn nói cho bí thư Bạch biết bởi vì phòng tài chính thực sự thiếu tiền, bình thường anh ta ngay cả xăng cũng không mua nổi để dùng, 10.000 tệ này là huy động công nhân viên chức trong phòng tài chính quyên tiền trợ giúp đơn vị anh em,
Cuối cùng Trịnh Quan Quân lại thỉnh cầu Bạch Chiến Mặc không cần phải tạo áp lực cho Thi Trường Nhạc nữa, nếu không nhất định Thi Trường Nhạc sẽ lại làm ra chuyện gì đó khiến người ta không thể nói được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.